Tiên nghịch, chương 71 đến 80, làm phu quái nhân. Sau ba lần thuấn di, màu sắc của thanh phi kiếm đã trở thành xanh nhạt. Vô luận quang mang tỏa ra từ nó hay tiếng kêu do nó phát ra cũng rõ ràng có thể nhìn ra nó đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Không qua bao lâu, phi kiếm không thể tiếp tục thi hành thuấn gì nó bị hai đạo quang mang bức lui lại phía sau vương lâm chăm chú nhìn thanh phi kiếm một lần nữa há miệng phun ra một ngụm linh khí phi kiếm do đã suy yếu nên không có khả năng tránh khỏi bị linh khí bao phủ lấy hai đạo kim quang giống như hai con dao lòng xoay quanh ở bên ngoài linh khí một khi nó phát hiện phi kiếm muốn thoát ra ngoài là lập tức áp sát lại gần uy hiếp cho phi kiếm không thể thoát ly theo thời gian phi kiếm tuy dãy rụa không có tác dụng nhưng nó cũng không có ý định ngừng lại mà ngược lại càng ngày càng kịch liệt linh khí bao quanh nó chậm rãi tiêu tán vương lâm cắn răng một lần nữa phun ra linh khí tay bắt quyết tiếp tục quá trình tế luyện thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua phi kiếm rốt cuộc cũng có dấu hiệu an tĩnh lúc này sắc mặt vương lâm đã tái nhật đi thời gian một đêm hắn đã không ngừng thổ ra 10 đạo linh khí mặc dù với tu vi của hắn đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì rất khó có thể duy trì nhưng bản thân còn có chất lỏng linh khí trợ giúp có thể khiến cho tinh thần và thể xác có thể miễn cưỡng duy trì ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ truyền vào vương lâm vẫn đang tiếp tục tế luyện phi kiếm lúc này không tiếp tục dãy rủa nữa nó lơ lửng ở giữa không trung một tia linh khí mang theo thần thức của vương lâm chậm rãi tiến vào trong thanh phi kiếm đúng lúc này đột nhiên thần sắc vương lâm hơi thay đổi không mất bao nhiêu thời gian ngoài cửa chuyển tới thanh âm đập cửa vương lâm ngươi có muốn cùng ta đi tới khí cụ điếm của đằng gia thành không vương lâm hít một hơi thật sâu cao giọng nói trương hổ ta à, luyện công đã tới giai đoạn mấu chốt mình ngươi đi đi trương hổ đứng ở bên ngoài phòng hơi ngẩn người ra hắn trầm ngâm một chút không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài phòng vương lâm vương lâm cũng không để ý tới trương hổ nữa hắn tiếp tục tế luyện thời gian chậm rãi trôi qua màn đêm một lần nữa phủ xuống hắn đã uống hết ba hồ lô chất lỏng linh khí nhưng vẫn không thể tế luyện phi kiếm bất đắc dĩ vương lâm chỉ có thể thỉnh giáo thi đồ nam tiểu tử cuối cùng ngươi cũng phải tìm ta rồi sao hừ ta vẫn chờ mi phi kiếm này nếu ngươi đồng ý bế quan 10 năm lại sử dụng số lượng lớn chất lỏng linh khí có lẽ có thể thành công tế luyện ta nói đấy là thuận buồn xuôi gió mà trong hiện thức ti đồ nam nói không nhanh không chậm lâu như vậy sao vương lâm nhướng màu hỏi đương nhiên đây chính là một kiện đan bảo hơn nữa lại là một kiện thượng phẩm đan bảo hẳn là do một tên kết đan hậu kỳ bị điên trong lúc chuẩn bị hóa anh đã không để ý tới an nguy của bản thân thậm chí đánh cực với quá trình kết anh lợi dụng khoảnh khắc kết anh thiên địa dung hợp trong nháy mắt hao phí đại lượng linh khí bản thân mà chế tạo ra kiện vũ khí này đây thực sự là một tên điên năm đó lão Phu cũng muốn làm như thế nhưng cuối cùng do dự và không đủ dũng khí phải biết rằng nếu kết anh thất bại thì đã đành nhưng nếu sai lầm sẽ dẫn tới thân thức tiêu tán chết không có chỗ chôn thây bạch triển nhất định là do được người chế tác phi kiếm trợ giúp cho nên mới thành công tế luyện thành vật phòng thân nếu lão phu còn có thân thể tự nhiên có thể dễ dàng tế luyện chỉ là bây giờ không có cách nào khác. Bất quá, Ti Đồ Nam chậm rãi nói. Vương Lâm bây giờ đã rõ ràng tính tình của Ti Đồ Nam, lão gia hỏa này đặc biệt thích khơi gợi tò mò của người khác, hắn cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đối phương nói nốt. Một lát sau, Ti Đồ Nam thở dài, nhẹ giọng nói: "Quên đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu sử dụng phương pháp bình thường để tế luyện thanh phi kiếm này sẽ hao tốn thời gian rất lớn. Ta dạy ngươi một phương pháp khác, gọi là huyết luyện thuật." Chỗ tốt chính là nó làm cho thanh phi kiếm ngay lập tức trở thành vật của mình. Khuyết điểm chính là nếu thanh phi kiếm bị hao tổn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi. Loại phương pháp tế luyện này so với các phương pháp khác thì nghiêm trọng hơn mấy lần. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, nói. Nói đi, phương pháp huyết luyện thuật này thi triển như thế nào? Ti Đồ Nam vừa định thu hút hứng thú của Vương Lâm, nhưng tiểu tử này lại không chút chú ý tới hắn. Vì vật hắn dứt khoát nói ra phương pháp, nhưng cuối cùng lại đưa ra một điều kiện kèm theo. Lão tử đã rất nhiều năm chưa được chạm vào nữ nhân, ngươi kiếm cách nào đó làm cho ta đã nghiền một chút, dù là nhìn thôi cũng được. Vương Lâm từ chối cho ý kiến, hắn dựa theo phương pháp của Ti đồ Nam để thực hiện. Hai tay lần lượt bắt quyết theo một phương pháp quỷ dị, sau đó cắn lưỡi phun ra một chút máu tươi rồi dùng linh lực bao lấy. Pháp quyết trên tay lại được hắn thay đổi, lập tức ở trên không xuất hiện một loại phù văn kỳ quái. Loại phù văn này vừa mới hiện ra lập tức ập tới đám máu đang lơ lửng ở trên không trung huyết vụ ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển nó bị những phù văn hút vào bên trong dần dần phù văn đã có màu đỏ như máu càng lúc càng đậm ánh mắt vương lâm hơi lé lên quang mang tay trái cách không vỗ một trường phù văn màu đỏ nhất thời án lên phi kiếm phi kiếm bị phù văn chạm phải lập tức rung lên từ trên thân kiếm thoát ra bạch khí nhẹ nhẹ vương lâm lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi ánh mắt hắn lô vẻ uể oải nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định tay phải tiếp tục bắt quyết Phù văn kỳ Dị không ngừng xuất hiện hút lấy máu tươi rồi dung nhập vào thanh phi kiếm quá trình này liên tục xảy ra trong mấy canh giờ mãi cho tới sáng sớm ngày thứ ba một tiếng kiếm mình từ phòng Vương Lâm chuyển ra ngay sau đó nó liền tiêu tán Trương hổ đang khoanh chân ngồi ở ngoài cửa đứng bật lên Vương Lâm mở cánh cửa phòng ra mình cửa nhìn Trương hổ tâm tình hắn cực kỳ vui sướng nói Trương hổ đa tạ Trương hổ đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Lâm nói Ngươi tu luyện công pháp gì là ta lại có thể nghe thấy cả tiếng kiếm mình. Vương Lâm há miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên trong miệng hắn bay ra, từ trên nó tỏa ra hàn ý kinh người. Kiếm này vừa xuất hiện cũng lập tức khiến cho bốn phía tràn ngập một cỗ hơi thở như máu tanh. Trương Hổ ngẩn người ra, hắn thất thanh nói. Đây, đây thật sự là thanh phi kiếm của sư phó ta sao? Người đã thành công tế luyện. Ý. Như thế nào mà từ trên nó lại xuất ra mùi máu tươi nồng nặc như vậy? Vương Lâm hơi gật đầu, tay phải vẫy lên một cái, thanh phi kiếm một lần nữa trở lại bên người, bị hắn nuốt vào trong miệng. Đối với cỗ khí tức tang máu này, Vương Lâm cũng cảm giác hơi tức giận, sau khi quá trình huyết luyện thành công ti đồ nam nói cho hắn biết. Bất kỳ pháp bảo này trải qua quá trình huyết luyện đều nồng nặc mùi máu, hơn nữa ngày sau nếu nó giết người càng nhiều thì mùi đó sẽ càng trở nên nồng đậm. Trương Hổ ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm biến mất, một lúc lâu sau mới nói. Vương Lâm, ta xe như phục ngươi rồi. Có thanh phi kiếm này thì rất ít người có thể thương tổn được người. Năng lực hay nhất của thanh phi kiếm này là nó có thể thuấn di. Tùy theo năng lực của chủ nhân khoảng cách thuấn di sẽ càng lúc càng gia tăng. Hơn nữa, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, tuyệt đối là vũ khí giết người trong nháy mắt. Hai người hàn huyên vài câu, trương hồ liền cáo tử. Trước khi đi hắn nói cho Vương Lâm biết, ba ngày sau chính là ngày bắt đầu hội giao dịch, để cho hắn kịp thời chuẩn bị. Trương hổ đi rồi. Vương Lâm từ trong túi chữ vật lấy ra chiếc vỏ kiếm. Chiếc vỏ kiếm này ngay cả Ti đồ Nam cũng thấy làm kỳ lạ, không biết làm pháp bảo thuộc dạng gì. Vương Lâm trước đây vốn tưởng vỏ kiếm và phi kiếm là một thể, nhưng sau khi tế luyện xong thanh phi kiếm mới phát hiện ra nó là hai loại bất đồng. Vỏ kiếm này trông cổ kính, từ bên trong nó lộ ra sát khí, càng nhìn kỹ, luồng sát ý đó càng lớn hơn. Dần dần Vương Lâm rơi vào trong một thế giới kỳ lạ. Ở trong đầu hắn ngoại trừ vỏ kiếm ra là một khoảng không trống rỗng. Đây là một thanh cổ kiếm rất khó có thể tưởng tượng đến được một cỗ hơi thở yêu dị tràn ngập thanh kiếm này làm cho người ta không thể chìm nắm vào trong đó một lúc lâu sau vương lâm mới dần thức tỉnh ánh mắt chớp động như vẻ đã hiểu ra điều gì đó ba ngày sau đằng gia thành phồn hoa có rất nhiều người tu tiên đến đây khung cảnh rất là náo nhiệt trương hổ và vương lâm đã sớm ra khỏi nhà trọ đi dạo xung quanh thành bởi vì muốn bán nhân sâm cùng vương lâm thương lượng một lát sau đó một mình rời đi vương lâm tản bộ trong thành Nhìn ngắm hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, cũng có một số pháp bảo làm hắn thèm muốn nhưng đối phương ra giá quá cao. Trong túi vương lâm lại không có nhiều đành ngượng ngùng rời đi. Đang đi tới, đột nhiên hắn dừng lại, phía trước có một quầy hàng của một tu chân giả, mặt trước bày rất nhiều ngọc phù và phi kiếm, còn có một cuộn sách. Trên quyển sách này viết mấy chữ, những nghiên cứu tâm đắc về trận pháp. Trận pháp, vương lâm xoa xoa cầm, cầm quyển sách lên, thấy nó khá dày, tầm khoảng 5-60 trang, trong chứa đầy chữ viết chủ yếu là chữ nhỏ và còn có các đồ án giải thích. 10 khối trung phẩm linh thạch, không mua thì đừng có lộn xộn. Chủ nhân quầy hàng là một thanh niên tầm 30 tuổi, hắn nhướng mày, chậm rãi nói, toàn bộ tài sản của hắn bây hát cũng chỉ có 10 khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm trầm ngâm một lát, lật đi lật lại mấy lần, thấy đối phương có chút không kiên nhẫn, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch để trên mặt đất, cầm lấy quyển trận pháp, xoay người rời đi, lại giao quanh các quầy hàng thêm một vòng, Vương Lâm gặp được khá nhiều tài liệu có mộc thuộc tính, nhưng đều có giá rất cao, ngoài ra còn có một khối thiết mộc có giá đắt vô cùng. Một ngày nhanh chóng qua đi, màn đêm buông xuống, Vương Lâm trở lại nhà trọ. Hắn đang định đi vào đột nhiên lông mày nhướng lên, vội dừng chân. Bình thường nhà trọ đều rất đông đúc nhưng hôm nay lại yên lặng một cách lạ thường. Vương Lâm vội buông thần thức ra, lập tức sắc mặt khẽ biến. Cả nhà trọ đã bị một cỗ thần bí hơi thở bao trùm, như là sương mù, ngăn cản thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức bạo lui, dẫn lực thuật bao lấy toàn thân, như tên rời cung, nháy mắt bay ra xa hơn 10 thước. A, à, phản ứng rất nhanh. Một thanh âm kinh ngạc thản nhiên vang lên, sau đó một người từ nhà trọ bước ra. Người này khoảng 25-26 tuổi, mắt tinh mày kiếm, y phục trắng như tuyết. Ở tay áo còn thêu một cành cây màu đen. Hắn nhìn Vương Lâm đang nhanh chóng lùi ra xa, cười lạnh nói, đằng giáp, hai người các ngươi chờ Trương Hổ trở về phế tu vị của hắn rồi đưa đến đại lao. Ta sẽ bắt tên tiểu tử thông minh này trở về. Dứt lời, hai thân ảnh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dần ngưng thật, hóa thành hai lão già. Một người trầm giọng nói, thiếu chủ, hai người này dù sao cũng đang ở trong đằng gia thành, làm như thế sẽ phá hủy quy củ do lão thái gia lập nên, nếu lão thái gia hỏi tới. Bạch y thanh niên nhướng mày, nhìn chăm chăm về hướng vương lâm đang bỏ chạy nói, nếu là thái gia ra hỏi liền nói rằng trương hồ câu kết với ngoại nhân hại chết chính ân sư của mình ta làm sao có thể buông tha cho hai kẻ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế cơ chứ nói xong thân hình hắn nhanh chóng bay lên vội theo phương hương vương lâm bỏ chạy đuổi theo hai lão già thấy hắn ta rời khỏi liên hóa thành hai đạo hư anh biến mất ngay tại chỗ vương lâm phát huy cực hạn tốc độ của bản thân nhanh chóng bay đi nháy mắt hắn đã gần ra ngoài đằng gia thành khi sắp ra khỏi cổng thành thì đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh trên đầu tường cao giọng quát bên trong đằng gia thành nghiêm cấm phi hành đạo hữu xin dừng lại lúc này nguy cơ rình rập vương lâm cũng bất chấp việc bại lộ linh khí tuyển thủy tay phải vừa lật xuất ra một hồ lô chứa linh khí tuyển thủy uống lấy một hớp linh lực trong cơ thể lập tức gia tăng hắn hít một hơi thật sâu thân thể ngay lập tức lao đi với tốc độ gấp đôi lúc trước mấy đệ tử của đằng gia ngăn trở phía trước đều biến sắc nhưng vương lâm vung tay lên khoách tán dẫn lực thuật mấy tên đệ tử phía trước đều bị hắn ném sang một bên với khí thế như trẻ tre, Vương Lâm thoát ra ngoài thành. Bởi vì hành động lúc trước của hắn, có hơn 100 đệ tử của đằng gia đạp pháp bảo đuổi theo. Vương Lâm cảm giác chua sót, đến bây giờ hắn đều thấy mơ hồ. Không biết trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì mà khi mình về nhà trọ đối phương đã đợi sẵn mình rồi. Nếu không phải hắn quyết định nhanh thì lúc này chắc đã lành ít dữ nhiều. Về phần trương hổ, hiện tại Vương Lâm tự thân cũng khó thoát, không suy nghĩ quá nhiều, hy vọng hắn có thể phúc dày. Ra khỏi đằng gia thành. Vương Lâm theo hướng nam phóng đi, phía sau rất nhiều đệ tử đằng ra đuổi theo không rời. Đúng lúc đó, từ phía đằng gia thành có một đạo cầu vồng quán không mà đến, có hơi thở siêu việt những đằng gia đệ tử đang đuổi theo, hướng Vương Lâm bổ ra một kiếm. Một đạo như thực chất phi kiếm được ngưng tụ mà ra, mang theo nồng nặc sát khí, từ không trung chém xuống. Nháy mắt, thiên địa biến sắc, vô số tử sắc lôi cầu ngưng tụ ở trong không trung, theo phi kiếm hạ xuống. Ra đầu Vương Lâm run lên, tư đồ nam quát, đây là nguyên bảo vương lâm thu lại tâm thần lão phu mang người thuấn gì liều mạng thôi tinh thể màu lam từ ngực vương lâm cấp tốc khuếch tán bao phủ lấy toàn thân lúc này cự kiếm chém xuống mặt đất vang lên từng trận ầm ầm xuất hiện rất nhiều vết rách theo sự xuất hiện từ sắc lôi cầu trong phạm vi khoảng 100 thước hình thành một mảnh lôi quang sóng điện ngay khi cự kiếm chém xuống thân thể của vương lâm đã biến mất xuất hiện ở 300 thước ngoại vừa xuất hiện trở lại vương lâm lập tức hướng về phía trước bỏ chạy thanh âm của tư đồ nam có chút suy yếu hắn tức giận mắng tên tơ hiếu tử khốn khiếp này tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tu vị trúc cơ hậu kỳ nếu ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ lão phu còn có thể mượn thân thể ngươi phát huy một ít đại pháp thuật nhưng lấy tu vị ngưng khí kỳ của ngươi bây giờ dù có lão phu hỗ trợ thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể phát huy tu vị trúc cơ trung kỳ mà thôi đằng lệ nhớ mày nhưng lập tức giãn ra cười nói tu vị dưới kết đan kỳ có thể né tránh không tổn hao gì dưới kiếm của đằng lệ ta thì ngươi là kẻ đầu tiên. Nếu không phải đã đáp ứng mặc sư huynh thì ta cũng không muốn giết ngươi đâu. Vương Lâm cũng không dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này đây linh lực tiêu hao quá lớn, đành xuất ra hồ lô, uống một ngụm lớn, tốc độ lại nhanh thêm vài lần. Hàn quang chợt lóe trong ánh mắt của đằng lệ, âm trầm nói, để xem ngươi có thể thuấn gì đến mấy lần. Nói xong, tay phải hắn chỉ ra, không chung lại xuất hiện một hắc ám cự kiếm bóng kiếm múa trên không, tất cả những quả cầu lửa lập tức chuyển động, từng tiếng nổ vang lên, rồi bất ngờ chém xuống. Tư đồ nam không đợi cho vương lâm phân bùa mắng vài câu, rồi mang theo vương lâm biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa. Đằng lệ nhíu mày hét một tiếng lạnh lùng, tay phải chỉ vào phi kiếm, phi kiếm nhanh chóng quay đầu rồi rơi xuống chân hắn, hắn nhặt lên rồi lập tức đuổi theo. Như hai tia chớp lao đi trong không trung. hơn một trăm đệ tử của đằng gia lập tức đuổi theo nhưng cũng không thể nào đuổi theo được hai người ở phía trước nên đành dừng lại bất lực nhìn hai người biến mất đằng lệ càng đuổi theo trong lòng càng kinh hãi tuy tốc độ của trúc cơ đã nhanh vô cùng nhưng mỗi lần chuẩn bị đuổi kịp người phía trước thì hắn lập tức thoát đi đối thủ càng như vậy sát khí trong lòng đằng lệ càng nặng dịch chuyển tức thời là chiêu thức độc của nguyên anh kỳ đối thủ liên trúc cơ cho dù có thể dịch chuyển tức thời nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất trong ý nghĩ của đằng lệ đối thủ nhất định có pháp bảo gì đó nghĩ đến đây hắn nghiến răng, trong đầu hắn nặng chịu ý nghĩ giết người cướp pháp bảo. Hắn và Trần Trung đại đệ tử của Tức Mặc lão nhân là bạn tri kỷ, vài ngày trước hắn nhận được phi kiếm truyền âm của đối thủ, muốn hắn giúp đuổi giết hai người, trong đó một người tên là Trương Hổ, chính là đệ tử của Trần Trung. Tên Trương Hổ này liên thủ với người ngoài giết sư phụ, trong khi ngũ sư đệ của hắn chết. Tức Mặc lão nhân lập tức cảm nhận được, nhưng Trương Hổ không biết, cơ thể của ngũ đệ ngoài chúng thuốc độc còn có một bí kích mà tức mặc lão nhân dùng để khống chế các đệ tử. Chỉ cần thông qua bí kích này tức mặc lão nhân có thể biết mọi chuyện rõ như trong lòng bàn tay. Trong cơn giận dữ, dùng bí kích này lần ra hiện giờ đối thủ đang ở đằng gia thành, lập tức phái Trần Trung xuống núi đi bắt tên Trương Hổ. Chỗ của Trần Trung cách khá xa, thế là hắn dùng kiếm truyền thư cho đằng lệ. Nhờ đằng lệ thay mình ngăn chặn việc này. Khi đằng lệ kiểm tra, phát hiện ra Trương Hổ quả nhiên đang ở đằng gia thành, tên đi cùng hắn chắc chắn là đồng bọn, thế là hắn liệu tính trước mọi việc hắn vốn chỉ muốn hỗ trợ một chút, nhưng bây giờ đằng lệ đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải giết bằng được vương lâm, đoạt lấy bảo bối giúp hắn dịch chuyển tức thời. Nghĩ đến đây, hắn tăng tốc đuổi theo. Vương lâm uống một hớp linh khí, mặt hắn như lóe lên, há miệng phun ra một giải màu xanh, giải màu xanh vừa xuất ra xung quanh nồng nặc mùi tanh của máu. Ngay sau đó hắn phóng tia màu xanh ra phía sau. Vương lâm vẫn không dừng lại, vẫn bay nhanh về phía trước. Đằng lệ ở phía sau nhìn được rất rõ, hắn không để ý đến giải sáng màu xanh, cười nhạt, ngón tay trỏ phải vung lên, lập tức một quả cầu lửa xuất hiện lao thẳng về phía giải sáng màu xanh. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa và giải sáng màu xanh chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rất lớn. Đằng lệ khi miệt không thèm nhìn nữa, nhưng ngay lúc đó phía trước hắn 10 mét bỗng lóe lên giải sáng màu xanh, lập tức đâm vào người hắn. Quần áo của hắn rách tan không còn một mảnh, để lộ ra quần áo giáp bằng vàng ở bên trong. Giải sáng màu xanh vừa chạm vào bị bộ áo giáp chặn lại liền bật ngược trở lại rồi tan biến mất vương lâm khẽ kêu lên tiếc nuối tay phải vung lên thanh lục kiếm liền xuất hiện giữa hai ngón tay của hắn đầu không thèm ngoảnh lại tiếp tục chạy đằng lệ mồ hôi ra đầm đìa trên trán những cảnh vừa rồi quá ư nguy hiểm cho dù trúc cơ có tu luyện đến mấy nhưng nếu như bị phi kiếm đâm phải chắc chắn sẽ bị trọng thương mà thanh phi kiếm này không phải tầm thường bản thân mình mà bị kiếm đâm phải sẽ chết ngay tại chỗ đang lệ sờ lên bộ giáp trên người mà ông nội để lại cho hắn hắn thấy thật may mắn nhưng ý đồ truy sát vương lâm càng mạnh mẽ ánh mắt hắn lạnh lùng miệng lẩm bẩm ngoài bảo bối giúp dịch chuyển tức thời còn có phi kiếm tuyệt diệu thằng danh này tất cả những thứ trên người ngươi sẽ là của ta ba ngày sau ở một nơi trên sa mạc vương lâm mặt mũi đầy bụi cát hắn ngửa cổ một hơi hết linh khí trong chiếc hồ lô đau lòng lẩm bẩm linh khí thần kỳ đã không còn nhiều nữa cứ như thế này chẳng mấy chốc sẽ hết sạch cần phải bổ sung nhanh chóng tiểu tử lão phu không đi được nữa ba ngày qua đã dịch chuyển tức thời quá nhiều nguyên anh ta bị tổn thương rất nhiều giọng nói của tư đồ nam đã vô cùng suy yếu vương lâm quay đầu lại nhìn xa xăm trong mắt lộ ra sát khí hắn lạnh lùng buông một câu hắn đã đuổi tới nơi rồi nói rồi hắn vỗ vào túi bảo bối một thanh lục kiếm bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng của lục kiếm hơi mờ trên bề mặt có một số vết thương tích Ba ngày qua, Vương Lâm nhiều lần rút kiếm ra, nhưng đẳng lệ đã có sự cảnh giác, nên việc đánh lén càng thêm phần khó khăn. Nhất là áo giáp hộ thân của hắn có lực cản vô cùng lớn, cho dù là lục kiếm sắc nhọn đến mấy cũng không thể đâm được vào người hắn. Sau khi lau phi kiếm, hắn nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ở phía tây có cánh rừng kéo dài bất tận. Phía trên cánh rừng là một màn sương khói dày đặc, không thể nhìn rõ bên trong. Hắn có vẻ trầm ngâm, không nói một lời, liền chuyển hướng bay về phía tây trong nháy mắt đã đến bìa ngoài của cánh rừng hắn hạ mình xuống đất đi thẳng vào trong rừng vương lâm biết rõ chất lỏng thần kỳ của mình đã dùng hết khả năng dịch chuyển tức thời của tư đồ nam hiển nhiên cũng không còn nếu như tiếp tục bay trên không sớm muộn cũng bị đối phương đuổi kịp chi bằng đi bộ trong rừng cho dù không biết vì sao bên trên cánh rừng này lại dày đặc một màn xương khói nhưng lúc trước hắn nhìn màn xương khói này phát hiện khi nhìn vào màn xương này giống như rơi vào vũng bùn khả năng cử động nhỏ dần xuống còn vài chục mét Vương Lâm vào rừng không lâu, một giải cầu vồng lao đến, bay lượn phía trên cánh rừng vài vòng sau đó từ từ hạ xuống đất, lộ ra đằng lệ với bộ giáp bằng vàng sáng chói. Lúc đó trên khuôn mặt của đằng lệ lộ ra vẻ mệt mỏi, ba ngày truy sát không ngừng nghỉ, nguyên khí bị tổn thương rất nhiều, nếu như trong túi của hắn không có linh dược thì có lẽ đã sớm bỏ quay về rồi. Nhưng bảo bối trong tay của đối phương, cứ dày vỏ tâm can hắn, làm hắn hận không thể lập tức đuổi theo giết chết Vương Lâm, cướp bảo bối của hắn khi hắn bắt đầu truy sát vương lâm hắn cũng không tưởng tượng được lại khó khăn như vậy nhất là khi đối phương thi chuyển dịch chuyển tức thời hắn mặc dù giật mình nhưng hắn tự nhủ lên trúc cơ vẫn chưa đến bay lâu như vậy nhất định sẽ tổn hao nguyên khí dựa vào sức lực lúc sau của trúc cơ bây giờ có thể dễ dàng giết được vương lâm thế nên mặc dù liên tục đuổi theo nhưng đằng lệ không hề vội vàng bình tĩnh đợi đến khi nguyên khí và sức lực của đối phương hao tổn sẽ chỉ cần một nhát kiếm giết chết vương lâm nhưng ngày thứ hai khi đuổi giết vương lâm hắn đã phải từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ này tốc độ của đối phương không những không hề giảm đi mà càng ngày càng nhanh điều này làm hắn không thể nào giải thích được cùng với sự quan sát của mình hắn cảm thấy kinh ngạc hắn nhiều lần nhìn thấy vương lâm cầm ra một cái hồ lô mỗi lần uống hết chất lỏng trong hồ lô tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều ý nghĩ phải giết chết vương lâm càng lớn hơn đằng lệ đứng ở phía ngoài cánh rừng mắt không ngừng quan sát trong đầu có chút do dự hắn nghĩ thầm trong lòng. Cánh rừng hoang dã này thật thần bí. Quanh năm bị sương mù bao phủ. Ông nội hắn đã từng dặn không nên đi vào khu rừng này. Bây giờ có nên truy đuổi theo nữa hay không đây? Trầm ngâm một lát, đằng lệ nghiến răng. Những bảo bối trong tay của Vương Lâm làm hắn quyết tâm hơn, không nói không rằng xông thẳng vào trong rừng. Trong rừng này, cây cổ thụ chen nhau mọc. Trên mặt đất mọc đầy những đám cỏ cao hơn nửa thước. Rất nhiều rắn rết độc bò lồm ngổm. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy cây cổ thụ ngàn năm tuổi, rất nhiều loài hoa cỏ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những mãnh thú đang đấu với nhau. Không những vậy, mùi hôi thối từ xác lá cây, xác động vật bốc lên nồng nặc đến mức có thể giết chết người. Nơi đây quanh năm bị sương mù bao phủ, nhiều cây cổ thụ cũng nhiều mãnh thú có thể so sánh với mãnh thú ở chỗ của Nguyên Anh Kỳ, có thể nói nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là mất mạng. Vương Lâm nhìn xung quanh, thân thủ hắn bay nhanh trong rừng đột nhiên tư Đồ nam vội vàng gọi dừng lại mau dừng lại vương lâm ngay lập tức dừng lại tư đồ nam thở gấp nói nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy tại sao lại có dây mây màu xanh tồn tại lão này nhỏ thì có thể phá nát cây cỏ đã từng có rất nhiều nước vì nó mà bị diệt vong dây mây màu xanh vương lâm ngây người trước mặt ngươi có một dây mây trên dây mây có một đường màu xanh à không đây không phải là dây mây màu xanh kỳ lạ vương lâm đây là mầm dây mây màu xanh uy lực của nó có thể không lớn như lời đồn đại nhưng người tốt nhất tránh nó ra dây mây xanh trưởng thành chính là cơn ác mộng của những người tu luyện loại cây này rất khát máu mối làn nuốt một người đang tu luyện thì sẽ tiến hóa mà theo như truyền thuyết tiến hóa đến mức cao nhất chính là dây mây xanh này cho dù là lúc còn mới biến đổi thì cao thủ cũng không thể nào địch lại không những vậy loài cây này còn rất nhạy cảm với pháp thuật nhất định không được dùng pháp thuật để tấn công nó từ đồ nam như ngưng lại Vương Lâm nhìn xung quanh, hắn như chăm chăm nhìn vào dây mây màu xanh mọc trên một cây đại thụ ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Thoạt nhìn dây mây này hết sức bình thường, ngoài có một đường màu xanh ra, không có khác biệt nào với những loại dây mây khác. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không nghe hết lời của Tư Đồ Nam, liền chậm chậm tiến lên phía trước, không dùng một chút công lực nào, cẩn thận dùng ngón tay cái và tay trỏ nhẹ nhàng kéo dây mây xanh ra. Lúc đó hắn dùng hết sức tập trung của mình, khi kéo được dây mây ra khoảng 3 thước, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, rồi lùi lại vài chục thước, nhanh chóng cắt qua đầu ngón tay. Một giọt máu rơi xuống trên thân dây màu xanh. Dây mây bị giọt máu đâm phải lập tức bật lên như con rắn trồm đầu lên. Ngay sau đó từ chỗ rễ của nó liền mọc ra vài dây mây nữa kết lại với nhau rồi mấp máy vài cái. Sau đó dần dần hạ xuống mặt đất trên chán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi. Khóe miệng hơi nhét lập tức rời khỏi chỗ đó. Vương Lâm rời khỏi đó không lâu, đằng lệ đuổi đến chỗ đó. Hắn vì muốn đuổi kịp Vương Lâm, nên vẫn dùng pháp thuật để di chuyển, mà không hề để ý đến vài dây mây trên mặt đất. Mặc dù ở trong rừng sâu bị hạn chế tầm nhìn và cảm giác, nhưng hắn cảm nhận rất rõ rằng đã rất gần Vương Lâm. Miệng nhếch lên cười lạnh, sau đó lại xông lên phía trước, nhưng khi hắn băng qua những dây mây trông có vẻ tầm thường này, bất ngờ sinh chuyện. Hai ngày sau, Vương Lâm rửa ráy bên cạnh một con sông nhỏ, mắt không ngừng quan sát xung quanh, thần sắc vừa động, chửi rủa, đúng là âm hồn không tiêu tan. Phóng ra phi kiếm, thu hồi hồ lô rồi vượt qua sông chạy về phía rừng rậm không lâu sau đằng lệ cũng theo ngay đằng sau không chút động tĩnh lúc này trông hắn chẳng ra sao tấm áo giáp mặc trên người cũng mất đi độ sáng bong lại còn có những mảng rơi xuống bên tay phải bị rách buông xuống tóc tai bù xù sắc mặt xanh xám ánh mắt lộ vẻ giận dữ hắn hận vương lâm hơn bất cứ thứ gì từ nhỏ đến lớn hắn luôn kiêu ngạo cho mình là người có thiên tư hơn người chưa bao giờ hắn thấy mình nhếch nhác như vậy. Tất cả điều này đều do Vương Lâm gây ra. Hai ngày trước tên quỷ đằng điều đã khiến hắn suýt nữa bỏ mạng. Hắn không ngờ một tên mà hắn không coi ra gì lại có uy lực ghê gớm như vậy. Nội giáp của mình dính dịch thể của đằng điều không ngờ lại bị tan chảy. Nếu chỉ như thế thì cũng không có gì đáng nói. Hắn có thể dùng vi kiếm để phản công, nhưng dường như đằng điều là một kẻ giết không chết. Chặt đứt một lại mọc thêm nhiều nữa. Thậm chí ngay cả có thêm lôi cầu cũng không có cách nào tiêu diệt tận gốc đằng điều lại có phi kiếm dị thường của vương lâm lúc ẩn lúc hiện cánh tay phải của hắn cũng bị vương lâm đả thương cuối cùng đằng lệ đành phải lấy ra pháp bảo bảo mệnh của lão thái gia của đằng gia cho hắn một nguyên bảo vô cùng uy lực nguyên bảo này mới được sử dụng một lần từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến mức phải sử dụng nó nhưng hai ngày trước hắn biết nếu hắn không sử dụng e rằng không thể bảo toàn tính mạng cuối cùng dưới uy lực như vũ bão của nguyên bảo đằng điều bị tiêu diệt quá nửa số còn lại đều thu lại vào đất nhân cơ hội này đằng lệ nhanh chóng xông vào bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy lạnh xương sống hắn hận vương lâm đến tận xương tủy hơn nữa về cơ bản vương lâm chưa bao giờ đấu chính diện với hắn mỗi lần đều là đánh lén mà thôi chiếc phi kiếm quái dị kia khiến người ta không thể đề phòng được bất đắc dĩ hắn đành phải hao phí linh lực điều khiển phi kiếm xoay nhanh toàn thân ở bờ sông hắn cẩn thận nhìn xung quanh do dự một lát liền ngồi xuống lấy nước suối uống một ngụm truy kích vương lâm liên tục năm sáu ngày làm hắn khô khốc cả miệng lưỡi nước suối ngon ngọt làm cho đằng lệ cảm thấy thư thái toàn thân định uống thêm một ít đột nhiên lại cảm giác được nguy cơ mãnh liệt một thanh lục sắc phi kiếm lại vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn nhằm thẳng mặt đâm tới đằng lệ lập tức bạo lui thanh phi kiếm của hắn lại phóng lên nghênh đón lục sắc phi kiếm cùng nó rằng co một lúc phát ra tiếng thanh thúy của kim loại va chạm cuối cùng lục sắc tiểu kiếm định không lại lưu lại trên thân một vết chém rất sâu chợt lóe lên tiêu thất khốn khiếp ta đằng lệ thề rằng nếu để ta bắt được ngươi thì sẽ cho ngươi thưởng thức hết tất cả những khổ hình trên thế gian này sau đó rút ra hồn phách tươi sống luyện hóa đằng lệ nhìn mấy sợi tóc bị lục sắc phi kiếm chém dụng nghiêm sắc mặt quát lên vương lâm chạy trốn ở trong rừng cây sắc mặt đỏ lên khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi hắn lật tay một tiểu kiếm màu xanh xuất hiện đau lòng nhìn vào vết cứa thật sâu trên thân kiếm hàn quang trong mắt vương lâm lóe lên không nói câu gì nhanh chóng thoát khỏi nơi này Năm ngày qua Vương Lâm và Đằng Lệ một người chạy trốn, một người truy kích, đã tiến sâu vào trong thâm sơn. Hôm nay, buổi tối Vương Lâm đang chạy thì đột nhiên dừng lại. Tiểu tử, ngươi nhận ra rồi phải không? Ở hướng Tây Bắc có phát ra linh lực dao động rất mãnh liệt. Đến hướng đó đi. Tư đồ Nam vội vã nói. Trong mấy ngày này, hắn đều tập trung hoàn toàn tinh thần, bằng vào kiến thức của mình trợ giúp Vương Lâm tránh thoát được rất nhiều nguy cơ. Vương Lâm không đáp, thay đổi phương hướng, nhắm hướng Tây Bắc lao đến một lúc sau đã đến nơi có linh lực dao động. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của hắn co lại. Dưới ánh trăng, Vương Lâm chứng kiến rất nhiều cổ thụ bị nhổ tận gốc dài, rác bốn phía. Một cổ thi thể đang dần phân hủy nằm trên bãi đất trống. Trên đỉnh đầu của nó có một hạt châu màu lục đang lơ lửng giữa không trung, đang tụ tập linh lực từ bốn phương tám hướng đến, tạo thành cả một đám lốc xoáy. Tư đồ nam ngẩn ra, kinh ngạc nói, lục đan. Thật không ngờ tới trong tam cấp tu chân quốc cũng có người tu luyện Lục Đan Đại Pháp của tứ cấp tu chân quốc. Lục Đan là cái gì? Vương Lâm hỏi. Giới ma đạo của tứ cấp tu chân quốc có một phương thức kết đan rất đặc biệt. Lục Đan này còn có tên gọi khác là Tạc Đan, cùng với Kim Đan chính thống thì không giống nhau. Kim Đan chỉ có thể có một nhưng Lục Đan lại có số lượng không hạn chế. Ta còn nhớ từng có một kẻ biến thái xuất hiện ở một tứ cấp tu chân quốc, nắm giữ đến cả vạn viên Lục Đan. Tuy tu vị của hắn chỉ là kết đan kỳ nhưng cho dù là nguyên anh kỳ cao thủ của ngũ cấp tu chân quốc cũng không muốn trêu chọc vào hắn. Ngươi phải biết rằng viên lục đan này ngoại trừ tác dụng để gia tăng tu vị thì tác dụng lớn nhất của nó là tự bảo. Nếu một vạn viên lục đan cùng nổ thì uy lực nó tuyệt không phải là đơn gian. Ha ha. Tư đồ nam giải thích. Vương lâm ánh mắt chớp động, đột nhiên hỏi, người này nắm giữ mấy viên lục đan, lão có thể nhận biết được không? Hắn ư? Hắn chưa hẳn chỉ là một khối tử thi, có thể là một khối thi mị có chút linh trí khi còn sống có lẽ là người trong ma đạo của tứ cấp tu chân quốc, ngay trước khi chết đã sử dụng bí pháp biến ảo thành thi mị. Tên thi mị kia đã phát hiện ra vương lâm. Hắn vẫn chưa đứng dậy mà là khẽ nâng ngón trỏ của bàn tay phải lên. Một đạo lục mang từ đầu ngón tay mang theo tiếng xe gió hướng mi tâm của vương lâm phóng đến. Vương lâm ngay lập tức lui lại, thoát khỏi lục mang. Lục mang kia cũng không truy kích nữa, vòng lại chõ thi mị, biến ảo thành một bóng người hư ảo, nhìn chăm chăm vào vương lâm, còn phát ra những thanh âm mơ hồ. Cút, nơi này, ngươi, chết. Sau khi nói xong, hư ảnh nhoáng lên, hóa thành vô số lục điểm tiêu tán ở bốn phía. Ngay sau đó, linh lực dao động đang mãnh liệt đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị che giấu lại. Vương Lâm cẩn thận lui về phía sau, rồi lập tức rời khỏi. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, vẫn chưa tiếp tục chạy trốn mà là đứng ngay đó, khai mở thần thức, yên tĩnh chờ đằng lệ đuổi đến. Phi kiếm của đằng lệ đang đem tất cả chướng ngại vật xung quanh hắn chém nát, đột nhiên thần sắc vừa động, cười lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm vọt tới phía trước. Đã thấy thân ảnh của Vương Lâm phía trước, nhưng trong nội tâm của Đằng Lệ khẽ run lên, kinh ngạc đánh ra bốn phía, nhưng vẫn chưa phát hiện được cái gì dị thường. Nhưng đối phương có hành động kỳ quái làm hắn không thể không cẩn thận, cười lạnh hỏi, sao không chạy nữa đi? Tay phải, Vương Lâm vung lên, không nói một lời, lục sắc phi kiếm xuất hiện nhắm hướng Đằng Lệ đâm tới. Cùng lúc đó, hắn vỗ vào túi chữ vật, một khối ngọc giản bay ra, Vương Lâm vội kết thủ ấn, niệm pháp quyết, há miệng phun lên ngọc giản một ngụm linh khí lập tức từ ngọc giản xuất hiện bốn kim sắc tự phù đằng lệ cười khinh thường rạch một đường trên ngón trỏ của tay trái bắn ra một giọt máu hướng đến phi kiếm của mình phi kiếm run lên phát ra hồng quang rất yêu dị lập tức phóng đại thành một thanh cự kiếm mấy lôi cầu cũng hiện ra nhưng so với trước kia lại nhỏ đi rất nhiều cự kiếm xuất ra mang theo hàn khí mãnh liệt theo tay trái của đằng lệ đưa lên lập tức chém xuống lục sắc tiểu kiếm của vương lâm thuấn di xuất hiện phía sau đằng lệ đang định đâm vào đằng lệ vỗ túi chữ vật lập tức một chiếc chuông nhỏ bay ra biến lớn thành trạng thái bán trong suốt dán trên người đằng lệ lục sắc tiểu kiếm đâm vào chiếc chuông làm hiện lên từng đạo gợn chóng trên mặt ngoài của nó cùng lúc đó cự kiếm hạ xuống vương lâm chỉ vào ngọc giản bốn tự phù toàn bộ bay ra nên đón cự kiếm làm xong tất cả các động tác này hắn nhanh chóng lui về phía sau nháy mắt đã đi đến chỗ thi mị sau khi và chạm với cự kiếm bốn kim sắc tự phu liền bạo liệt linh lực xạ ra giữ cự kiếm dừng lại trên không trung một lát rồi lại cực nhanh chém xuống mặt đất cũng phát ra những thanh âm ma sát những cây đại thụ hiển nhiên cũng không thể trị được uy áp của cự kiếm đều sụp đổ vương lâm ánh mắt chợt đảo một đạo lam quang xuất hiện ở trước ngực nhanh chóng bao phủ toàn thân thuấn di rời đi gần như là cự kiếm đã chém đến mặt thì vương lâm đã xuất hiện ở hơn trăm thức ngoài xa một tia máu trên trán của vương lâm phun ra cự kiếm chém xuống ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, một thân ảnh tỏa ra mùi thịt tối nồng đậm nhanh chóng từ vị trí cự kiếm chém xuống lao ra, nghênh tiếp thế kiếm đang ập đến. Đằng lệ sắc mặt đại biến. Hắn trước đó cũng có chút hoài nghi nhưng không nghĩ ở đây lại có một quái vật như thế. Tay trái hắn nhanh chóng điểm chỉ, lôi cầu bắn xuống như mưa, nện lên thân thể của thi mị. Quy lực của những lôi cầu này rất lớn, lại có khả năng khắc chế các loại tử vật, dưng ở trên người thi mị thì lập tức nổ tung. Thi mị hư lên, thịt thối xung quanh thân thể nổ tung, bay tứ tán, có chỗ còn lòi ra cả xương cốt đem thui. Đằng lệ cười lành, tay trái lại điểm chỉ, xung quanh cự kiếm lại xuất hiện hơn 10 lôi cầu, đều bắn xuống, cự kiếm cũng chém mạnh. Vương lâm thầm nhủ không hay, hắn không ngờ thi mị lại kém như thế, chuẩn bị chạy trốn. Thi mị cũng nhận thấy không ổn, dưới nguy cơ sinh tử, hắn thét lên một tiếng, phun ra lục đan, bạo liệt, phát ra tiếng nổ ầm trời một đạo gợn sóng hình cầu lấy thi mị làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra cây cối bốn phía lập tức hóa thành cho bụi khoảng cách đến đằng lệ không xa nên hắn không kịp lùi lại đành cắn lưỡi phun ra một ngụm huyết tinh cự trung vụt lóe lên từ trạng thái bán trong suốt đã trở nên thật rất nhiều trên bề mặt còn mơ hồ thấy được những ký hiệu có phong phạm rất cổ xưa trong nháy mắt và chạm với gợn sóng hình cầu cự trung lóe lên kịch liệt nhưng chỉ kiên trì được một lúc thì vỡ tan khi cự trung đang kiên trì đằng lệ lại tung thêm mấy pháp bảo. Khi cự trung vỡ tan, lại có thêm mấy tầng phòng ngự xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Những tầng phòng ngự ánh sáng lấp lánh đủ loại màu sắc này, vỡ tan với tốc độ cực nhanh, thế mạnh như vũ bão. Dưới sự trùng kích của những đợt sóng, giống như từng lớp giấy cố gắng ngăn cản một cây kiếm sắc vậy. Nói đến vương lâm, khoảng cách của hắn khá xa, mà bởi vì thi mị chủ yếu công kích đằng lệ, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Trong nháy mắt khi đợt sóng công kích đến, hắn không chút hoang mang mà lấy từ trong túi ra một miếng ngọc phủ, vứt lên trời. Ngọc phủ kia vừa mới đưa ra, lập tức vỡ vụn giữa không trung, một cổ khí thế màu vàng hiện ra, nhanh chóng bao bọc bên ngoài vương lâm. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua lớp không khí màu vàng, cắt gao nhìn chằm chằm vào đằng lệ. Lúc này thì đợt sóng sinh ra khi lục đan nổ mạnh đã dần suy yếu. Nhưng tầng phòng ngự bên ngoài cơ thể đằng lệ đã bị vỡ tan chẳng còn gì. Trong nháy mắt khi tầng phòng ngự cuối cùng bị vỡ nát, tay trái đằng lệ dựng lên cự kiếm lơ lửng ở trên không lập tức vắt ngang trước mặt thi mị muốn ngăn cản đối phương tấn công một lần nữa cùng lúc đó thì thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau trong nháy mắt đã lui ra hơn 50 mươi mét hắn đối với hủ thi đột nhiên xuất hiện này đã sinh ra sự sợ hãi rất lớn nếu không phải pháp bảo trên người hắn rất nhiều hôm nay đổi lại là người khác sợ rằng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ phải biết rằng thi mị lục đan tự bảo tuy có kém hơn một kích toàn lực của kết đan kỳ nhưng cũng bằng một nửa lực công kích đằng lệ là trúc cơ hậu kỳ hơn nữa lại có nhiều pháp bảo vậy mà cũng khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được hắn vô cùng lo sợ thầm nghĩ ngộ nhỡ hủ thi kia lại ném ra một cái cổ quái lục sắc đan cầu nữa mình ngày hôm nay nhất định sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi lúc này hắn đã không còn hứng thú để truy kích vương lâm bảo toàn sinh mệnh mà trốn chạy mới là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này vương lâm vẫn chăm chú nhìn chăm chằm vào đằng lệ lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười nhạt hàn quang trong mắt lóe lên tay phải khẽ nâng, hai ngón tay hợp lại thành một ở trước ngực rồi vung lên. Lập tức lục quang lóe lên, đăng lệ hoảng sợ lui về phía sau, chỉ thấy giữa lưng đau nhói, hoảng sợ mà chẳng kịp nhìn rõ, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Vương Lâm nhướng mày, vừa rồi đối phương đã phá hủy hơn phân nửa sự ngăn cản của nội giáp, làm cho phi kiếm vẫn chưa đâm thủng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một búng máu, tiểu kiếm xanh biếc chợt lóe lên, hiện ra giữa đám máu. Ngay sau đó kiếm mình đại chấn lại lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Đẳng Lệ. Ở giữa không trung, trong phút chốc một cái tiểu kiếm màu xanh biếc đâm hướng về giữa lưng Đẳng Lệ. Đẳng Lệ mạnh mẽ quay ngược đầu lại, hai mắt đỏ hồng, lộ ra một chút tàn khốc, trong túi chữ vật lập tức bay ra vài mảnh ngọc phù, vừa mới lấy ra thì ngay lập tức hóa thành từng tầng phòng ngự. Đúng lúc đó tay trái của hắn dựng lên, cự kiếm run lên, từ trên không hướng về chỗ Vương Lâm chém tới đồng thời bốn phía của cự kiếm hiện ra mấy cái lôi cầu những cái này vừa hiện ra thì lập tức bay đi ném về phía thi mị hắn đánh cuộc đánh cuộc là phi kiếm của vương lâm đâm chúng mình trước hay là cự kiếm của mình chém chúng đối phương trước nếu như vương lâm thuấn di bỏ chạy như vậy trong lúc thuấn di tất nhiên cũng không có cách nào khống chế phi kiếm mượn cơ hội này đằng lệ định bỏ chạy thoát thân tình trạng của hắn lúc này đã giống như dầu hết đèn tắt rồi tiếp tục ở lại chỗ này chắc chắn là tự tìm đường chết tư đồ nam điên cuồng hét lên điên rồi tiểu tử ngươi thật là điên rồi nói xong ông mặc kệ vương lâm phản đối phát động thuấn di né tránh cự kiếm nhưng ánh sáng màu xanh vừa mới xuất hiện trên ngực vương lâm hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh nói còn chưa tới lúc thuấn đi dừng trên mặt hắn xuất hiện một tia hung ác cũng không thèm quay đầu nhìn cự kiếm đang chém xuống ngay lập tức kiểm soát tiểu kiếm màu xanh tránh khỏi tầng phòng ngự xuất hiện ở trước mặt đằng lệ trên mặt đằng lệ hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ lúc này thì khoảng cách từ cự kiếm của hắn đến đỉnh đầu của vương lâm chưa tới nửa mét một vòi máu tươi từ trán của vương lâm chảy xuống hắn cũng không thèm chớp mắt cười gần một tiếng khẽ nói chết đi ánh kiếm lóe lên tiểu kiếm màu xanh xuyên qua nội giáp bắn ra từ sau lưng đằng lệ dính theo một chút máu tươi đúng lúc đó tư đồ nam phát động thuấn di trong vùng ánh sáng màu xanh ra trời lóe ra thân thể vương lâm biết mất dưới cự kiếm xuất hiện ở bên cạnh đằng lệ sắc mặt không còn chút máu cự kiếm thuận thế chém xuống giữa tiếng ầm ầm vang lên trên mặt đất xuất hiện một vết rách rất sâu vương lâm không thèm để ý đến chán đang chảy máu ngồi xổm xuống tay phải đặt ở trên người đằng lệ tư đồ nam hiểu suy nghĩ của vương lâm không nhiều lời một đạo ánh sáng màu xanh ra trời từ trên hạt châu chiếu ra từ cánh tay của vương lâm chảy vào trong cơ thể của đằng lệ ngay tức khắc đằng lệ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành một tảng băng màu xanh vẻ mặt của hắn ở trong băng đông đặc lại vẻ sợ hãi tất cả những việc này đều xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn nhanh đến mức thi mị thậm chí chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt đằng lệ đã bị đóng băng rồi hắn ngẩn ra một chút lập tức cảnh giác nhìn vào vương lâm những lôi cầu ở không trung đánh tới thi mị lúc này tất cả đều tiêu tán cây cự kiếm kia cũng lập tức thu nhỏ lại trở thành một thanh tiểu kiếm màu bạc từ trên không trung rơi xuống lọt vào trong khe nứt ở trên mặt đất Vương Lâm nắm lấy khối băng lên, không nói nhiều mà nhanh chóng lui ra phía sau, tiểu kiếm màu xanh ở bên ngoài cơ thể hắn phát ra hàn quang lấp lánh, mũi kiếm hướng về phía Thi Mị. Thi Mị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nghe răng gầm lên, đang muốn xông lên, nhưng quay đầu lại nhìn thấy vết nứt ở trên mặt đất, hơi lưỡng lự, Vương Lâm đã lui ra hơn 300 mét, thuấn di một cái, thân ảnh biến mất. Thi Mị gào thét một hồi, không cam lòng mà nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất. Sau đó rất lâu thì cơ thể nhảy lên, nhảy vào trong vết nứt trên mặt đất, không bao lâu đã lấy ra tiểu kiếm màu bạc của đằng lệ. Vẻ mặt hưng phấn, mở rộng miệng nuốt vào. Vương Lâm cầm lấy tảng băng, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lẩn vào trong rừng cây mà lén lút chạy đi. Khi chắc chắn đã an toàn, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, đặt tảng băng ở bên cạnh, lấy cái hồ lô thần kỳ ra, một ngụm uống sạch chất lỏng ở bên trong, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hít thở và thổ nạp. Trong rừng cây là một vùng yên tĩnh. Rất lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, âm thanh bất mãn của tư đồ nam truyền đến. "Tiểu tử, ngươi lúc nãy bị điên à? Nếu lão tử chậm một bước, mạng nhỏ của ngươi đã đi toi rồi." Vương Lâm trầm giọng nói, "Cơ hội giết đằng lệ chỉ có một lần, nếu như vừa rồi mà bỏ lỡ, một ngày nào đó hắn khôi phục lại linh lực thì sẽ không còn cơ hội nữa. Với lại người này đuổi giết ta đã lâu, nếu như để mặc hắn bỏ đi, sau này sẽ là một cái phiền toái lớn, không bằng đánh cuộc một lần." ngoài ra cự kiếm của hắn có tốc độ chém xuống dựa theo linh lực trong người hắn nhiều hay ít mà quyết định khi đó hắn đã như đèn hết dầu tốc độ tất nhiên sẽ chậm hơn phi kiếm của ta tư đồ nam trầm mặc hắn phát hiện chính mình giống như lần đầu tiên biết vương lâm vậy rất lâu sau hắn chậm rãi nói ngươi đã đủ tư cách tâm tính thế này có thể đã có chỗ đứng trên tu chân giới rồi trong giọng nói của tư đồ nam bất ngờ đã không còn kiêu ngạo như ngày xưa nữa đối với vương lâm lần đầu tiên hắn có chút kính phục hắn tự hỏi nếu đổi lại là chính mình vừa rồi nhất định sẽ không dám đánh cuộc vương lâm cũng không nói gì nhìn chăm chăm vào khối băng bao bọc đằng lệ ánh mắt lấp lánh nói dùng hắn để tiến hành đoạt cơ đại pháp có được không nghe được câu hỏi của vương lâm tư đồ nam nói hoàn toàn có thể được hơn nữa hắn còn là trúc cơ hậu kỳ nếu như dùng hắn để làm lò đoạt cơ đại pháp ngươi sau khi thành công tốc độ của ngươi ở cảnh giới trúc cơ sẽ nhanh hơn một chút so với những người khác mà nhiều ít có thể thu hoặc được một chút linh căn của hắn. Cứ như vậy, thiên tư của ngươi cũng sẽ có sự thay đổi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, thiên tư chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Hà hà Vương Lâm, ngươi lần này đánh cuộc số mệnh để lấy cái gì, đáng giá. Nói xong, Tư Đồ Nam lại đem khẩu quyết của đoạt cơ đại pháp và những điều cần lưu ý nói ra từng cái một. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới giải thích xong xuôi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, há miệng phun ra tiểu kiếm màu xanh tay phải dựng lên, tiểu kiếm lập tức đâm vào một cây xanh lớn ở bên cạnh. Khi trên thân cây cổ thụ bị khoét ra một cái bọng lớn, Vương Lâm nhấc đằng lệ lên, nhảy vào trong. Cây tiểu kiếm màu xanh hắn vẫn chưa thu lại, mà để mặc nó quanh quẩn khắp bốn phía. Bên trong hốc này cũng không lớn, đầy hơi nước, nhưng Vương Lâm cũng mặc kệ nó, lấy hồ lô linh khí đổ ra một chút chất lỏng. Sau khi tẩy rửa vết thương trên trán, hắn thu chặt tâm thần, nhắm mắt ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, vương lâm mở mắt ánh mắt vừa lóe thì phun ra một ngụm linh khí linh khí tạo thành một đám xương nhẹ nhàng bay ở trên không vương lâm cũng không dừng lại hai tay bắt pháp quyết đánh ra một đạo lam quang linh quang kia vừa vào trong đám xương lập tức tiêu tán đám xương kia lại sụp sôi và quay cuồng quỷ dị co rút lại nở ra vẻ mặt của vương lâm vẫn bình thường hai tay liên tục đánh ra lam quang bắn vào trong đám xương dần dần đám xương quay cuồng ngày càng mạnh tần suất thu nhỏ lại rồi nở mạnh ra cũng càng lúc càng nhanh sau đó tay phải của hắn vươn ra miếng băng bọc lấy đằng lệ nhẹ nhàng bay lên trước ngực vương lâm làm quang chợt lóe tư đồ nam cũng không đợi hắn phân phó lập tức bỏ đi trạng thái đóng băng trong nháy mắt những lớp băng màu xanh kết tinh ở trên người đằng lệ biến mất ánh mắt vương lâm lóe lên tay phải dựng lên đám xương đám xương lập tức bay đến trên người đằng lệ từ bảy lỗ trên người hắn mà chui vào cơ thể đằng lệ nhất thời run rẩy và co quắp lại hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Không lâu sau, toàn bộ đám xương đã chui vào trong cơ thể của đằng lệ. Vương Lâm thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng, không nói nhiều cắn lên ngón trỏ của tay phải một cái, bắn ra trên không, một cái ký hiệu cổ quái màu máu theo đó mà xuất hiện. Tay phải của Vương Lâm khẽ lật, đánh vào trên ký hiệu, ký hiệu này lập tức bay ra, khắc ở ngực đằng lệ. Cơ thể của đằng lệ run rẫy dữ dội, tay chân co quắp, máu từ miệng và mũi chảy ra không ngừng nhưng máu chảy ra lại không nhỏ xuống, mà tất cả bay lên, ngưng tụ lại với nhau. Ngay sau đó, trên người đằng lệ sinh ra một trận tiếng nổ giòn. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ hồng. Cùng lúc này, tất cả làn da phơi bày ra bên ngoài đều nổi lên màu đỏ quỷ dị. Một giọt máu tươi, từ trên da hắn chảy ra. Vẻ ngương trọng trên mặt vương lâm càng nhiều, mắt cũng không chớp, lại cách không mà vẽ ra một cái ký hiệu màu máu, đánh vào ngực đằng lệ. Đằng lệ đột nhiên há miệng ra phát ra vài tiếng rên rỉ vô ý thức ngay sau đó tất cả những mạch máu trên khắp người hắn đều nổ tung ra máu không ngừng từ trên da hắn chảy ra rồi lại nhẹ nhàng ngưng tụ lại cùng một chỗ trong nháy mắt một cái quả cầu máu thật lớn hiện ra ở phía trên cơ thể đằng lệ trước đó thì thân thể của hắn màu đỏ lại nhanh chóng trở thành màu trắng nhợt vương lâm lúc này chán đổ đầy mồ hôi hắn nhìn quả cầu máu hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết lúc thì phát ra vài đạo linh quang lúc thì vẻ ra vài đạo phù chú. Dần dần, quả cầu máu lớn kia từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng thu lại bằng như nắm đấm, phát ra màu đỏ sậm quỷ dị. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng không ngừng lại, lại mở miệng phun ra một hơi linh vụ, đánh ra vài đạo lam quang. Khi linh vụ sôi sục, một ngón tay giơ lên, linh vụ lại từ miệng mũi và bảy lỗ trên người hắn mà chui vào bên trong. Đằng lệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt không có thần, đầy những tơ máu môi thì run rẩy, răng cắn chặt lại. Tay phải của Vương Lâm vẽ ra một cái ký hiệu phức tạp ở trên không, cắn đứt đầu ngón tay mà bắn ra một giọt máu. Ký hiệu kia gặp máu lập tức lấp lánh ánh sáng màu hồng, khắc ở trên trán Đằng Lệ. Trong phút chốc Đằng Lệ hừ nhẹ một tiếng, thân thể lại càng mạnh mẽ co rút, Bác thịt cả người rung động một cách quỷ dị, từ khắp cơ thể điên cuồng hướng về ngực tập trung lại. Không bao lâu, mắt thường có thể thấy được cơ thể của Đằng Lệ nhanh chóng héo rũ. Tất cả bác thịt, kinh mạnh đều ngưng tụ lại trước ngực mà tạo nên một cái quả cầu thịt thật lớn ánh mắt vương lâm chợt lóe tay phải lật lên lại tạo ra một đạo pháp quyết quả cầu thịt phịch một tiếng từ trên cơ thể của đằng lệ bay ra nổi giữa không trung đằng lệ lúc này cả người chỉ còn lại da bọc xương giống như một bộ xương khô vương lâm thở thật sâu phun ra một ngụm linh khí tiến vào bên trong quả cầu quả cầu thịt nhanh chóng co lại sau một lúc lâu trở thành nhỏ bé giống như quả cầu máu trước đó Lúc này trên mặt Vương Lâm mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn lấy cái hồ lô linh khí ra, uống một ngụm lớn, nhắm mắt thổ nạp. Không lâu sau, hắn mở hai mắt ra, chỉ vào thân thể đằng lệ. Lập tức nổ lớn âm ầm, toàn bộ xương cốt của đằng lệ nhanh chóng đứt đoạn, hóa thành bột xương, từ trên da mà chảy ra, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một cái quả cầu xương. Ba cái quả cầu nhỏ máu, thịt, xương, các thành phẩm tự xếp hàng, phát ra ánh sáng yêu dị. Đoạt cơ đại pháp này, cần phải hút ra máu, thịt, xương, linh hồn, gân cốt để bỏ vào lô đỉnh. Hơn nữa trong quá trình lấy ra máu, thịt, xương cũng không thể để cho lô đỉnh chết đi. Vương Lâm thở dài, thì thào nói, cái này thì tính gì? Lão Phu là một người trong quốc gia ma đạo, thậm chí còn có đoạt đan đại pháp, cái này lấy ra chơi mới thật sự là tàn nhẫn. Không chỉ lôi đỉnh đau khổ, người làm phép cũng phải chịu đựng sự đau đớn khó mà tưởng tượng được giống như vậy. Với cái giá đổi bằng tuổi thọ mới có không đến một phần trăm xác suất thành công. Tư đồ nam không nhanh không chậm nói. Vương Lâm trầm mặc một chút, buộc chặt tâm thần, tay phải chỉ vào đằng lệ, miệng lẩm bẩm. Dần dần, giọng nói của hắn càng lúc càng nhanh, hai tay tùy theo đó mà thay đổi pháp quyết. Một tia khí màu trắng, từ bên trong cơ thể giống như một miếng thịt nát của đằng lệ bay ra. Càng ngày càng đậm, cũng không biết qua bao lâu, luồng khí màu trắng kia đã đậm đặc đến cực hạn, hòa vào nhau cùng một chỗ, tạo thành một bóng người mờ nhạt. Nếu nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt mũi của tên tiểu nhân đó, không giống với đẳng lệ. Trong mắt của tên tiểu nhân này lộ ra vẻ mơ mịt, toàn thân run rẩy, giống như nếu gió thổi qua sẽ tiêu tan đi vậy. Dần dần, vẻ mơ mịt biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ thù hận, mở miệng phát ra vài tiếng giống không có âm thanh. Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, đánh ra một đạo hồng quang. Tên tiểu nhân kia giống như sợ hồng quang, xoay người bỏ chạy nhưng trong 3 mét từ thân thể của đằng lệ giống như một cái lồng vô hình mặc dù tên tiểu nhân kia có chạy như thế nào cũng không thể đi ra khỏi 3 mét cuối cùng thấy không thể chạy thoát trên mặt tiểu nhân lóe lên vẻ tàn khốc phóng về phía hồng quang mặt vương lâm không chút thay đổi tay phải vung lên hồng quang giống như dây thường quấn vài vòng quanh người tiểu nhân buộc chặt hắn lại sau đó hồng quang co rút lại từ từ hướng ra ngoài mà lôi xuống vương lâm biết rõ trình tự khi lấy ra linh hồn dù sao cũng không thể qua loa được nhất định phải túm lấy linh hồn ở phạm vi ba thức quanh cơ thể và giữ cho linh hồn được hoàn chỉnh. Như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo mà lấy ra linh căn. Nếu không, tuy là không ảnh hưởng đến việc đoạt cơ, nhưng muốn mượn linh căn của đối phương để cải tạo cơ thể của mình, thì không thể nào làm được. Trên mặt của tiểu nhân kia lộ vẻ đau đớn, bị hồng quan từng chút một lôi ra ngoài, trong nháy mắt thì có một nữa bị kéo ra ngoài 3 mét rồi. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân chợt lóe lên, dây thừng hồng quang tự nhiên vỡ vụn ra. Tiểu nhân đột nhiên lùi về chu vi 3 mét chỗ cơ thể. Ánh sáng màu vàng trên cơ thể của hắn nhanh chóng lóe lên, tiểu nhân cũng nhanh chóng từ mơ hồ trở nên chân thực. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm tiểu nhân, tay phải niệm chú, đang muốn thi pháp một lần nữa. Lúc này thì trên mặt tiểu nhân kia lộ ra vẻ hoảng sợ, mở miệng nói ra tiếng người: "Ngươi nếu giết ta, ông nội của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ông ấy là cao thủ Nguyên Anh kỳ, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết." Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, không nói nhiều mà phun ra một ngụm linh khí lớn, hai tay nhanh chóng thay đổi pháp quyết, không ngừng đánh lên linh khí, dần dần, linh khí cô đọng lại thành một sợi dây nhỏ, trên mặt tiểu nhân vẻ hoảng sợ càng tăng, hắn giận dữ nói: "Ông nội đã biết ta gặp nạn, ông ấy sẽ lập tức đến đây, ngươi!" Không đợi hắn nói xong, tay trái Vương Lâm vung lên, sợi dây nhỏ vù vù một tiếng đâm vào trong vòng ba thước cơ thể của đằng lệ một chiêu vây khốn tiểu nhân túm lấy rồi hung hăng lôi ra bên ngoài tiểu nhân hét lên một tiếng dãy ruộng nói ông nội cứ con ánh sáng màu vàng trên người hắn lập tức lóe ra ra rất mạnh có ý muốn chống lại lực kéo của vương lâm vương lâm không nói nhiều vỗ vào túi chữ vật lấy ra một cái hồ lô linh khí chất lỏng ở bên trong hồ lô nhất thời chảy ra trong nháy mắt đã nhập vào bên trong sợi dây sợi dây lập tức dày hẳn lên lại kéo Lần này mặc kệ ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lóe ra thế nào, đều không hề có tác dụng, bị Vương Lâm lôi ra. Trong nháy mắt khi thoát ra khỏi phạm vi 3 mét nơi cơ thể, ánh sáng màu vàng trên người tiểu nhân lập tức tiêu tan, hóa thành một làn sương màu vàng. Màn sương này bay lượn rất quỷ dị, ẩn hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này được màn sương bao vào bên trong, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy hắn sốt ruột hét lên: "Đạo hữu trợ thủ, có gì từ từ nói." vương lâm trong lòng thất kinh tư đồ nam lập tức nói không cần lo lắng đây là một cái hóa thân ở bên ngoài của cao thủ nguyên anh kỳ hóa thân và thân thể thật có sự khác biệt cái thân ảnh này cũng không có lực công kích hắn cũng chẳng nhìn thấy ngươi càng không biết ngươi đang ở đâu chẳng qua chỉ có thể để ngươi nghe được lời hắn nói thôi mà cái thân ảnh này cũng có hạn chế khoảng cách xem ra khoảng cách của người này đến nơi đây cũng không gần cho nên cái thân ảnh này mới mờ nhạt như vậy còn hắn vì sao lại xuất hiện có lẽ đối với tên đằng lệ này có chút yêu quý, cho nên có lưu lại một chút thần thức ở trong linh hồn của hắn. Vương Lâm không nói nhiều, một ngón tay lấy sợi dây linh khí trói lấy tiểu nhân. Tên tiểu nhân này lập tức ngừng dãy rủa, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu phát ra ánh sáng màu tím. Hóa thân ở bên ngoài của lão gia nhà họ Đằng dường như cảm thấy được linh hồn của Đằng Lệ bị người ta luyện hóa, quát lên một tiếng chói tai, giọng nói đầy vẻ oán hận, âm trầm nói: "Ngươi giết người họ Đằng của ta, nhất định sẽ chịu lời nguyền." ngươi sẽ chết. Đằng hóa nguyên ta cuối cùng sẽ có một ngày tìm được ngươi. Nói xong, ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan. Một ngọn núi xa hơn mấy vạn dặm, một ông già mặc quần áo màu đen, đứng ở bên trên, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Ánh mắt hắn chớp động, nắm chặt quả đấm, thì thào nói. Lệ nhi, ông nội xin thề, dù trên trời hay dưới âm phủ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, tay phải của hắn vỗ vào ngực một cái, phun ra một ngụm máu màu đen tay khẽ vùng, nhanh chóng từ trong làn sóng máu, từng vòng từng vòng sóng màu đỏ sậm bập bềnh ở khắp nơi, hóa thành rất nhiều ký hiệu quỷ dị, quanh quẩn giữa trời. Ngay sau đó, một con người nhỏ phát ra ánh sáng màu tím, từ trên thiên linh của ông lão này lao ra, dừng lại ở trên không trung, lập tức khoang chân ngồi xuống. Chú! Lên! Bóng người nhỏ đó lớn tiếng hét lên, hai tay bấm pháp quyết. Thần thức hóa thành hàng nghìn hàng vạn, bay vào bên trong từng cái ký hiệu. Chú! Nhận! bằng mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên anh của ông lão này giảm xuống, rõ ràng là rút nhỏ lại không ít, không tiếc hao tổn khí nguyên anh số lượng lớn. Những thần thức này dung nhập vào bên trong ký hiệu, đang lấp lánh ánh sáng yêu dị, từng cái từng cái bay lên bầu trời, tạo thành một cái trận pháp phức tạp, trận pháp này phủ đầy nửa bầu trời. Trong khoảng khắc này, phong vân biến sắc, từng trận sấm sét vang lên. Chú, chuyển, bầu trời rung động lớn, từ từ xoay chuyển, từng tia chấp xuất hiện ở trong trận pháp những tia chấp này liên tiếp hợp lại với nhau một chỗ tạo thành một hình thoi quỷ dị chú hợp người nhỏ kia cuối cùng cũng hét lớn một tiếng rung trời lở đất đúng lúc này hắn lại phun ra một ngụm lớn khí nguyên anh chỉ thấy đại trận ở trên bầu trời lại càng chuyển động nhanh những tia chấp màu hồng càng ngày càng nhiều tạo thành một cái đồ án hình thoi càng ngày càng sáng sau đó phạm vi của đại trận dần dần thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng rút lại cuối cùng gộp lại với những tia chấp màu hồng cùng một chỗ tất cả ngưng tụ lại ở trên ổ án hình thoi đồ án kia ở trên không trung chậm rãi hạ xuống khắc ở trên trán của người nhỏ bé kia khóe miệng người kia lộ ra một nụ cười âm u điềm nhiên nói giết người nhà họ đằng của ta nhất định phải chịu lời nguyền của đằng hóa nguyên ta đây ở cái động trong thân cây bốn quả cầu bay ở trước mặt vương lâm hắn không nói lời thừa mà đánh ra vài đạo pháp quyết hướng về phía thân thể của đằng lệ một chùm ánh sáng trong suốt và lóng lánh từ trên người. Đằng lệ bay ra. Những điểm sáng chi chít này, sau khi rời khỏi lập tức có một phần ba bị tiêu tan giữa trời đất. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết những điểm sáng này chính là linh căn, vội vàng phun ra một ngụm linh vụ, bao quanh những điểm sáng này, rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Những điểm sáng này lập tức sinh ra một cổ bài xích mạnh mẽ. Trong quá trình bị linh vụ chiếm đoạt, lại có một phần ba điểm sáng này tiên tán, cuối cùng chỉ còn lại một phần ba là thành công và bị linh vụ dung hợp lại. Đúng lúc này, đột nhiên chán vương lâm sáng lên một cái đồ án hình thoi màu tím hiện lên rất rõ ràng vương lâm lập tức phát hiện giơ tay sờ lên chán vẻ mặt ngẩn ra tư đồ nam lập tức kinh hãi mà hô lên người này cũng thật giỏi vương lâm ngươi bị một người cao thủ nguyên anh kỳ không ngại hao tổn tuổi thọ mà làm ra lời nguyền chỉ cần ngươi bước vào bên trong phạm vi của hắn hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi người này không ngờ lại có lời nguyền bằng trận pháp cao minh như vậy vương lâm mạnh mẽ đứng lên sắc mặt âm trầm nói có phương pháp gì phá giải không tư đồ nam trầm ngâm một chút đắc ý cười nói thực ra ngươi cũng không nên quá lo lắng theo sự phân tích của ta thì cái lời nguyền này không có lực công kích chẳng qua chỉ có tác dụng là một cái định vị để có thể đến ngay lập tức thôi lời nguyền của người này mặc dù cao minh nhưng lão thử năm đó cũng chuyên môn nghiên cứu những loại lời nguyền dùng trận pháp để dẫn phát sóng linh lực ở trong trời đất nhưng bây giờ không có thân thể nên cũng không thể thi triển nhưng giúp ngươi phá hoại một chút công hiệu của lời nguyền này, thì vẫn còn có thể làm được. Chỉ cần ngươi không ở quá gần hắn, có ta giúp ngươi che đậy, hắn dù thế nào cũng chẳng phát hiện ra ngươi, yên tâm đi. Khà khà, vương lâm, việc này trên thực tế cũng là một cái cơ duyên. Ta trước đây ngẫu nhiên biết được một cái bí thuật của người thượng cổ, chính là lấy lời nguyền làm cầu nối để tiến hành phản phệ. Chỉ cần người làm phép có tu vi kết đan kỳ, hơn nữa cần một chút sự trợ giúp của linh vật. Một khi thành công, là có thể thu hoạch được một nửa tu vi của đối phương. Tiểu tử ngươi thật là tốt số đấy. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ngón ta phải đâm vào trong linh vụ chứa, linh căn của đằng lệ. Khối linh vụ kia lập tức căng ra, rồi bắt đầu xoay chuyển một cách quỷ dị. Ngay sau đó, quả cầu máu đột nhiên bắn ra, chui vào bên trong linh vụ, rồi nhanh chóng dã ra. Dần dần, linh vụ bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó, khối cầu thịt và xương, lần lượt dung nhập vào bên trong linh vụ. Lúc này thì linh vụ, Hình dạng đã có thay đổi rất lớn, lại thu nhỏ thành một cái vòng tròn, phát ra ánh sáng dịu, nhẹ nhàng nổi trên không trung. Vương Lâm thở sâu, hắn biết Đoạt Cơ Đại Pháp đã đến bước cuối cùng, liền ngưng thần, khống chế được cái quả cầu linh hồn cuối cùng, từ từ dung hợp vào bên trong vầng sáng. Sau một lúc lâu, vầng sáng đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Mắt Vương Lâm lóe lên, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một chút máu, máu vừa tiếp xúc với ánh sáng, lập tức vang lên âm thanh xì xì, trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tan sạch sau khi vầng sáng và máu dung hợp lại, đột nhiên mạnh mẽ run lên, từng trận uy áp ở trên vầng sáng phát ra. Tất cả sinh vật trong phạm vi 100 dặm, lúc này đều cảm ứng được dị thường ở nơi đây. Rất nhiều khí tức cường đại, từ trong rừng cây xuất hiện, nhanh chóng vọt về chỗ vương lâm. Vương lâm cũng không thèm chớp mắt, giơ tay triệu tập, vầng sáng này lập tức bay vọt đến, dung nhập vào trong ngực vương lâm. Một cổ linh lực dồi dào, đột nhiên tràn đầy trong cơ thể vương lâm, sắc mặt của hắn lập tức trở nên hồng hào. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cơ thể khẽ động, giống như tên rời cung mà lao ra khỏi động, sau vài lần ẩn hiện, đã biến mất ở sâu trong rừng cây. Hắn rời khỏi không bao lâu, từ một bên trong rừng cây ầm ầm xuất hiện một cái đầu cực lớn của một con mãng xà. Sau khi đứng lại nghe ngóng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu, xoay người bò đi. Ngay sau đó, một con vượn thân cao cả trượng, thân ảnh như điện, trong nháy mắt đã đến chỗ này, chui vào cái lỗ trong thân cây rục xạo một lúc, lúc này mới không cam lòng rời đi. Những dị thú cường đại giống như vậy, lại đến vài con, nhưng cũng không ngoại lệ, cũng là mê hoặc mà về. Vương Lâm chạy nhanh ở trong rừng cây, bên trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra dày đặc đến cực điểm. Trừ chỗ đó ra, trên cơ thể mỗi một lỗ chân lông ở trên da, đều không ngừng chảy ra loại vật chất màu đen tanh tưởi. Một cổ tê liệt không ngừng từ bên trong cơ thể truyền ra. Vương Lâm nhíu mày, đột nhiên ngừng bước chân, sau khi đi trên mặt đất một vòng, ánh mắt hắn chớp động, dẫn lực thuật phát ra trên mặt đất, linh lực cuộn trào bên trong cơ thể lập tức tuôn ra. Bùn ở trên mặt đất, giống như bị hai bàn tay vô hình rất lớn móc ra, nhanh chóng bị xúc lên hai bên, không lâu sau thì xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Vương Lâm không nhiều lời, cất bước nhảy xuống, rơi vào bên trong, ngay sau đó bùn đất ở bốn phía nhanh chóng lấp lại. Không lâu sau, thì khôi phục lại bình thường, từ bên ngoài nhìn lại, không có một chút khác biệt. Khoang chân ngồi ở trong lòng đất, Vương Lâm định thời gian mà ngưng thần, bắt đầu phân chia linh lực trong cơ thể. Thân thể của hắn, nhanh chóng thay đổi, tất cả đều hướng về mục tiêu trúc cơ mà tiến hành. Ở bốn phía chung quanh đặc biệt yên tĩnh, ở sâu trong lòng đất không có bất cứ kẻ nào làm phiền, Vương Lâm bắt đầu bế quan lần thứ ba. Thời gian qua mau, năm tháng qua đi như thoi đưa, chớp mắt đã qua hai năm. Mặt đất chỗ Vương Lâm bế quan, bao phủ từng tầng lá cây dày mục nát, các loài côn trùng và độc vật, thỉnh thoảng lại chui ra tiến vào. Một ngày, đột nhiên mặt đất chấn động một trận. Rất nhiều động vật và côn trùng nhanh chóng từ trên những cành cây và lá cây khô bò ra. Sau đó bùn đất nhanh chóng bị văng về bốn phía. Một bóng người đen kịt từ trong lòng đất sông ra. Bóng người đó vừa mới xuất hiện, những loài bò sát bốn phía lập tức phát ra từng đợt tiếng rít hoảng sợ, nhanh chóng rút lui. Đoạt cơ đại pháp này, thật là thần kỳ, cuối cùng cũng đến trúc cơ kỳ. Bóng người này, chính là Vương Lâm đã bế quan hai năm nay. Ánh mắt Vương Lâm như điện, cả người phát ra linh lực cường đại hắn há miệng phun ra một đạo lục quang một cái tiểu kiếm màu xanh biếc lấp lánh xuất hiện trước mặt hắn ánh mắt vương lâm chớp động tay phải vung lên vỏ kiếm ở bên trong túi chữ vật từ từ bay lên thần sắc của hắn như thường thì thào nói vỏ kiếm này trong hai năm đã luyện hóa cũng không sai biệt lắm phối hợp sử dụng với phi kiếm hiệu quả chắc chắn sẽ không thể coi thường được lấy vỏ kiếm và phi kiếm về vương lâm đứng tại chỗ trầm ngâm một chút sơ sơ hạt châu thần bí ở trước ngực, trong lòng thầm nghĩ. Tư đồ hai năm trước tinh hoa nguyên anh tổn hao quá nhiều, nhất là khi ta bế quan thì thi triển pháp thuật có thể che giấu lời nguyền. Lại càng suy yếu đi rất nhiều. Ông này đã ngủ say hơn một năm rồi, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Cũng may là tâm pháp hoàng tuyển thăng khiếu quyết mình đã nhớ kỹ toàn bộ. Việc quan trọng trước mắt chính là tìm một chỗ cực âm, tu luyện hoàng tuyển thăng khiếu quyết. Sau khi có chủ kiến, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, thần thức đảo qua, thân thể nhanh chóng chạy về phía bắc. Không bao lâu, đã đi đến một dòng sông trong rừng, tắm rửa sạch sẽ một hồi, cuối cùng mới đem những vết bẩn màu đen trên người kỳ gọ sạch sẽ. Một cảm giác thoải mái tinh thần sinh ra. Ngồi trên tảng đá bên bờ sông, Vương Lâm nhớ lại những việc đã qua, vô cùng cảm xúc. Hắn không biết Trương Hổ bây giờ sống chết thế nào, tư tận đáy lòng vẫn luôn hy vọng Trương Hổ có thể tránh được kiếp nạn. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm thu hồi ý nghĩ, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm sau hồi lâu tay phải của hắn bắt thần chú đánh ra một đạo bạch quang đạo bạch quang này vừa xuất hiện màu sắc lập tức biến đổi từ trắng chuyển thành xám màu sắc còn đậm thêm lúc này thì nhanh chóng lóe lên nhanh chóng bay về hướng tây vương lâm ngẩn ra pháp quyết đánh ra đạo bạch quang này là một pháp thuật mà tư đồ nam truyền dạy cho hắn để chuyên tìm kiếm chỗ cực âm màu sắc càng đậm thì càng chứng tỏ khoảng cách đến chỗ cực âm càng gần khi hoàn toàn trở thành màu đen thì chứng tỏ đã tìm đến chỗ cực âm vương lâm không nói nhiều mà lập tức đuổi theo đi theo sự chỉ dẫn của ánh sáng khi nó đã hoàn toàn trở thành màu đen nhanh chóng xuyên qua rừng cây ánh sáng màu xám càng ngày càng sậm lại khoảnh khắc khi nó hoàn toàn biến thành màu đen ánh sáng mang theo một tiếng bịch rồi tiêu tan bỗng nhiên vương lâm dừng bước hắn ngơ ngác nhìn về chỗ cách đó không xa trong lòng chấn động đến mức nói không ra lời hiện ra trước mặt hắn là một đống hoang tàn không có giới hạn hắn không nhìn thấy đâu là đầu đâu là cuối. Những căn phòng nhìn thấy trước mặt phần lớn đều đã đổ sụp, ở xung quanh có rất nhiều cây cối mọc lên phân bố khắp đống hoang tàn này. Trong đống đổ nát mọc đầy cỏ dại, phân và nước tiểu của dã thú ở khắp nơi trên mặt đất. Từng con từng con thú nhỏ chạy từ bên ngoài vào, lâu lâu lại truyền đến từng tiếng kêu. Trên mặt đất lộ ra từng vết khe hở giống nhau, giống như một cái miệng lớn đầy máu lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ mặt dữ tợn của nó. Rất nhiều vũ khí và hài cốt ở trên mặt đất, khung cảnh đổ nát hiện ra một cảnh tượng giống như đống hoang tàn của ngày diệt vong. Màu xám đơn giản và màu xanh của cây cỏ quấn với nhau cùng một chỗ, lộ ra một cổ khí tức tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhìn vùng hoang phế này, trong lòng hắn rất rung động. Đúng lúc này, từ trong đống hoang tàn đột nhiên có ánh sáng chớp động trên một bộ hài cốt cao vút, sau đó phát ra một chùm ánh sáng màu trắng, trong khoảng khắc chiếu xuống dưới. Vương Lâm ngẩn ra, đột nhiên vẻ mặt khẽ chuyển động, quay đầu nhìn lại rừng cây cách đó không xa, chỉ thấy một con thú nhỏ toàn thân đầy máu, đang vùng vẫy bò đến, hướng về chỗ chùm sáng hạ xuống mà tập tễnh lết đến. Đùi phải của nó có một vết thương, có thể thấy được cả xương, theo những cử động lết đi của nó, phía sau nó, để lại một vết máu thật lớn. Rất lâu sau, cuối cùng nó cũng bò đến dưới chùm ánh sáng, lập tức vui mừng kêu lên một tiếng. Vết thương trên đùi phải của nó lại lấy tốc độ cực nhanh mà khép miệng lại. Toàn bộ quá trình có lẽ cũng chỉ trong vài giây con thú nhỏ đã khôi phục lại như bình thường nó vui mừng mà run dày cả thân mình đi ra khỏi chùm ánh sáng thân ảnh dần biết mất ở phương xa lúc này cột sáng vẫn không ngừng ngưng tụ lại tâm thần vương lâm nổ mạnh nhìn về chùm ánh sáng mà nói không ra lời đúng lúc này chùm ánh sáng hóa thành từng điểm từng điểm sáng mà tiêu tán vương lâm trầm ngâm một chút đứng ở một bên tiếp tục quan sát sau nửa canh giờ chùm ánh sáng lại hiện ra cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần Vương Lâm cứ như vậy ở bên cạnh nhìn một ngày, cuối cùng cũng nhìn ra được một chút manh mối. Căn cứ vào phán đoán của Vương Lâm, chùm ánh sáng này xuất hiện nhất định là có liên quan đến ánh sáng mặt trời. Mặc dù nơi đây đã trở nên hoang tàn, nhưng ở nơi đây vẫn còn một chút những thứ giống như pháp khí chưa mất đi tác dụng. Sau khi hấp thu ánh sáng mặt trời thì hiện ra một màn thần kỳ này. Hơn nữa, rất nhiều giã thú biết được chùm ánh sáng này có thể chữa thương. Vương Lâm ở đây nhìn cả ngày thì thấy không dưới 20 con giã thú bị thương đi đến đây nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối vương tỉnh toán cũng không sai biệt lắm khi chùm ánh sáng này xuất hiện lần cuối cùng hắn không hề do dự mà lập tức tiến lên nắm tay duỗi vào bên trong chùm sáng một luồng khí ấm áp và rào rạt lập tức tràn ngập trên tay luồng khí này cũng không phải là linh lực mà là một loại vật chất mà vương lâm cực kỳ xa lạ lẳng lặng cảm thụ luồng khí này ánh mắt vương lâm chớp động lập tức tạo ra một vết thương ở trên tay rồi duỗi tay vào chùm ánh sáng trong chùm ánh sáng vết thương lấy tốc độ cực nhanh mà liền lại cũng chỉ trong thời gian nháy mắt vết thương đã biến mất vương lâm trầm ngâm một chút không nói nhiều mà nhanh chóng bay xuyên vào trong đống đổ nát không mất bao lâu đã đến dưới bộ hài cốt cao lớn phát ra chùm ánh sáng kia đây là một bộ hài cốt có hình dáng của một người to lớn từ vẻ bề ngoài có thể nhìn thấy giữa chỗ hắn bị bẻ gãy mặc dù đã đổ sụp hơn một nữa nhưng vẫn còn có thể thấy được phong thái ngày xưa bức tượng hai người to lớn trong tay cầm cự kiếm đứng ở bên cạnh. Trên người bọn họ, một vật có kiến trúc hình tháp dài chừng 30 mét đẻ nặng lên. Vương Lâm nhìn hài cốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, một cái tháp cao lớn ngập cả vào trong mây, trong một tai nạn bất ngờ, gãy ở giữa, ngọn tháp bị gãy rơi thẳng xuống hai bên pho tượng. Cái chùm sáng kia, chính là từ một hạt châu bằng đá có đường kính khoảng 2 mét ở trên ngọn tháp phát ra. Nhìn hạt châu bằng đá này, Vương Lâm có chút lưỡng lự. Thứ này quá lớn, thoạt nhìn thì căn bản không có cách nào lấy đi, mà mình đối với nguyên lý trị thương của nó cũng không phải hoàn toàn không phân tích được. Nếu như mạnh mẽ gỡ nó ra, không biết có mất đi hiệu quả không. Sau nhiều lần cân nhắc, Vương Lâm cũng không manh động, mà ở bên trong khu hoang phế này bồi hồi quan sát. Dần dần, sắc mặt Vương Lâm có chút cổ quái, hắn kiểm tra rất nhiều chỗ, cảm thấy có một điều dị thường. Hắn ở bên trong một phòng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh trong đống đổ nát này, nhìn thấy được ở trên mặt đất có một số đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn. Ở trong một số đồ gốm thậm chí còn lưu lại một chút vật chất màu đen. Lúc này sắc trời đã càng thêm tối, Vương Lâm nhanh chóng lao vào rừng cây, khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống. Vương Lâm đi ra khỏi đống hoang tàn. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chăm vào đống đổ nát, hai mắt chớp động. Trong đầu Vương Lâm chợt nảy ra một suy nghĩ, có thể vào lúc bao nhiêu người đang ngồi đây ăn uống, tai họa bỗng nhiên ấp tới khiến cho trong chốc lát cả ngôi thành biến thành một đống đổ nát. Lúc này, một chút hơi lạnh từ trong đống đổ nát tản ra. Luồng hơi lạnh đó càng lúc càng đậm, cuối cùng gần như ngưng tụ lại thành thực thể. Xem ra, dưới đống đổ nát này chỉ sợ có không dưới ngàn vạn người chết. Một nơi có bao nhiêu người chết như thế chắc chắn là vị trí cực âm chi địa. Trong lúc bế quan, Tư Đồ Nam đã giảng giải cho hắn hết sức chi tiết về cực âm chi địa. Nó được chia làm bốn loại, bao gồm thiên âm, địa âm, huyền âm, hoàng âm. Hoàng âm là nơi đơn giản nhất, nó được hình thành do có một số lượng người rất đông bị chết tạo ra. Người chết càng nhiều thì hoàng âm chi địa có cấp độ càng cao. Huyền âm chi địa thì hơi khó khăn. Phải ở chỗ cực lạnh mới có thể gặp được. Địa âm lại càng khó. Phải có cơ duyên thật lớn mới có thể gặp được. Dù sao thì địa âm thường xuất hiện nơi thâm nguyên. Còn về thiên âm thì gần như là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì muốn tạo thành được thiên âm cần phải có cả địa, huyền, hoàng âm ba cái tập trung lại một chỗ mới có thể chuyển hóa thành thiên âm cực âm chi địa phẩm chất càng cao thì ích lợi của nó mang tới cho người tu chân càng lớn. Lập tức, Vương Lâm bắt quyết, miệng lẩm bẩm, bất chợt một điểm ánh sáng màu đỏ chợt ngưng tụ trước người hắn, dần biến thành một quả cầu to. Đây là pháp thuật chuyên dùng để xác định phẩm chất của cực âm chi địa. Căn cứ vào màu sắc của quang cầu bao gồm tử, lam, ngân, hồng xuất hiện đối với thiên địa huyền hoàng tứ đại cực âm chi địa. Mặt khác, Tư Đồ Nam cũng từng nhắc tới, cho dù bất kỳ cực âm chi địa nào cũng chia ra thành những phẩm chất giống nhau bao gồm lại phổ thông, thượng giai, trầm âm và tuyệt âm. Mỗi cấp độ lại được chia thành 10 đẳng cấp nhỏ. Đại khí chỉ cần tam phẩm phổ thông cực âm chi địa là có thể tu luyện, mà đạt tới bát phẩm thì tốc độ tu luyện còn tăng lên rất nhiều. Sau khi quang cầu xuất hiện chợt phát ra ánh sáng màu hồng gay gắt, hồng quang càng lúc càng sáng, cuối cùng lóe lên năm cái. Vương Lâm sờ sờ cầm, ánh mắt chớp chớp. Hắn biết năm cái lóe lên đó tượng trưng cho phẩm chất của Hoàng Âm ở đây là ngũ phẩm phổ thông suy nghĩ một chút hắn không nói lời nào khống chế quang cầu đi vào trong đống đổ nát hơi lạnh bốn phía bám quanh vương lâm càng lúc càng đậm cuối cùng hắn cảm thấy bước chân trở nên nặng nề hơi thở không được thoải mái đi thêm mấy trăm thước cảm giác hít thở hết sức khó khăn lúc này quang cầu vẫn đi theo vương lâm càng lúc càng phát sáng đạt tới mức độ bát phẩm phổ thông vương lâm vẫn không dừng lại tiếp tục đi về phía trước đi thêm được mấy trăm thước hắn không thể đi thêm được nữa âm khí nhẹ nhẹ chui vào cơ thể khiến cho mạch máu toàn thân bắt đầu đau đớn linh lực có dấu hiện mất đi sự khống chế lúc này quang cầu đã chuyển thành màu đỏ phát ra một âm thanh rồi phân thành hai lóe lên một chút hai mắt vương lâm lóe lên hắn biết điều này chứng tỏ phẩm chất chỗ này đã đạt tới thượng giai nhất phẩm căn cứ vào những gì mà vương lâm tìm hiểu vào ban ngày hắn biết diện tích của đống đổ nát này rất lớn vị trí của hắn chỉ sợ vẫn chưa vào tới được một phần vạn hơn nữa càng đi sâu vào trong âm khí lại càng nồng đậm nơi này là chỗ tu luyện tốt nhất. Vương Lâm chậm rãi lui lại phía sau, rồi dừng lại ở vị trí ngũ phẩm phổ thông. Vương Lâm cảm thấy chỗ này chính là nơi thích hợp với thân thể mình nhất. Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết yêu cầu đối với cực âm chi địa cứ phải từ từ tiến vào. Đây là những lời quan trọng mà trước khi Tư Đồ Nam ngủ say đã dặn. Vương Lâm trầm ngâm một chút, khoanh chân ngồi, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hắn hiện lên những lời giảng giải chi tiết của Tư Đồ Nam về Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết. Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết chia làm 9 tầng. Thứ ba tầng tầng lại có thể ngưng kết được một quả Hàn đan. Sau khi tu luyện hết 9 tầng, ba quả Hàn đan liền dung hợp lợi với nhau, có khả năng trực tiếp đột phá lên Kết đan kỳ. Đây mới là nguyên nhân mà Vương Lâm quyết tâm tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết. Đó cũng là pháp quyết mà Tư Đồ Nam cảm thấy thích hợp nhất với Vương Lâm vào lúc này, đồng thời nó có thể tạo ra tốc độ tu luyện nhanh chóng. Tất nhiên nhanh hơn nữa cũng có, giống như Đoạt Đan Đại Pháp, chỉ cần bắt sống một người cao thủ Kết đan kỳ là được nhưng việc đó lúc này đối với vương lâm chính là tự sát còn hoàng tuyền thăng khiếu quyết tu luyện hàn đan sau đó phải trùng khiếu để hoàn thành để trùng khiếu thì người tu luyện công pháp này phải có rất nhiều kinh nghiệm hoàng tuyền thăng khiếu quyết có tam đại khiếu huyệt bào gồm đan điền khí hải tổ khiếu ba khiếu huyệt đó sau khi bị trùng phá liền ngưng kết thành hàn đan khi hàn đan vừa thành linh lực trong cơ thể lập tức chuyển biến thành âm hàn lực về phần xác suất trùng khiếu thành công thì có quan hệ rất lớn tới cực âm chi địa thời gian trôi qua rất nhanh khi hắn mở hai mắt ra, trời đã dần sáng, âm khí bốn phía tan đi rất nhanh, khi mặt trời lên được một khắc, hơi lạnh đã biến mất toàn bộ. Vương Lâm đứng lên, quyết định ở lại đây tu luyện. Vì vậy, hắn chuẩn bị làm một chỗ để nghỉ ngơi. Hắn nhìn xung quanh một chút cuối cùng để ý tới đám phòng ốc sụp đổ cách đó không xa. Hắn vung tay phải lên một cái, tất cả hài cốt đá vụn liền bay về bốn phía để lộ ra một khoảng đất trống. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm yên lặng khoanh chân ngồi, xuống nơi đất trống. Hắn lấy từ trong túi chữ vật ra một quyển sách mỏng, tập trung tinh thần chăm chú xem. Quyển sách này đúng là những điều lý giải về trận pháp mà hắn dùng trung phẩm linh thạch đổi lấy ở đằng gia thành. Lúc ấy, hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút thì thấy bên trong viết rất chi tiết về một số loại trận pháp, hơn nữa còn có cả trận đồ, các loại tài liệu cần thiết. Sau khi nhớ kỹ toàn bộ nội dung, Vương Lâm nhắm mắt trầm tư, hai tay huy động vẽ lên một bức tranh nào đó. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh vào lúc hoàng hôn vương lâm thở dài trợn hai mắt lên lâm bẩm nói trận pháp quả là bác đại tinh thâm mặc dù quyển sách mỏng này chỉ miêu tả một số trận pháp nhỏ nhưng cũng khiến ta phải mất một ngày mới có thể hiểu được nhất là một số thuật biến hóa trong đó lại càng thêm khó khăn bất đắc dĩ hắn cũng không tập trung vào tìm hiểu kỹ mà chỉ dựa theo một ít trận đồ trong đó sau đó hắn sử dụng dẫn lực thuật ném những hòn đá ra xung quanh một lúc sau hắn đã bày được một ái tiểu mê tung trận pháp trận pháp này hết sức đơn giản ngay cả kỳ trận cũng không có nhìn những hòn đá nằm xung quanh vương lâm cười khổ cẩn thận so sánh với trận đồ rồi điều chỉnh lại một chút cuối cùng thì nó cũng giống hệt với yêu cầu trận đồ đưa ra vương lâm hít một hơi thật sâu hai tay bắt quyết sau đó chỉ một cái nhất thời một làn sương mù vô thanh vô tức xuất hiện vương lâm nhìn làn sương mù cười rộ lên một cái thầm nghĩ trận pháp này cũng đủ để vây khốn con người còn đối với người tu tiên mà nói thì nó không hề có chút tác dụng suy nghĩ một chút vương lâm thì thảo lẩm bẩm một cái trận pháp không được thì ta sẽ dùng hai cái trận pháp cứ bày ra tất cả các trận pháp trong sách cũng đủ để tạo ra tác dụng nhất định nghĩ vậy vương lâm lại dùng dẫn lực thuật không chế đá xung quanh bày ra mấy cái trận pháp nữa sau khi bày xong màn đêm đã phủ xuống vương lâm khoanh chân ngồi trên bãi đất trống sau khi hàn khí dâng lên hắn đặt hai tay lên đầu gối ngưng thần hít thở hắn hít thở theo phương thức một dài năm ngắn Dài chính là hít một hơi thật sâu. Còn ngắn chính là thời gian thở ra chỉ bằng một phần năm của lần hít vào. Dùng tốc độ nhanh nhất thu nạp hàn khí xung quanh vào trong cơ thể. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu tiên sau khi hắn đoạt cơ bắt đầu thổ nạp ở bên ngoài. Hai năm trước toàn bộ thời gian hắn chỉ dành để hấp thu linh khí dịch thể vào bên trong mà tiêu hóa thôi. Thực tế, âm hàn khí so với linh khí cũng giống nhau. Vương Lâm Thổ nạp linh khí nhiều năm nên hết sức tự nhiên. Tuy nhiên được một lúc, hắn liền cảm thấy có sự khác biệt. Lúc trước thổ nạp linh khí bên ngoài thân thể có một thứ gì đó cản trở khiến cho tốc độ linh khí vào trong cơ thể hết sức chậm. Hơn nữa sau khi vào trong cơ thể chỉ có thể hấp thu một phần, phần nửa đều biến mất trong quá trình thổ nạp. Nhưng lần này thì khác, ẩn ngăn cách như biến mất. Ngay khi hắn vừa thổ nạp, âm hàn khí đã ầm ầm vọt tới. Hơn nữa trong cơ thể hắn gần như có một sự thay đổi âm hàn khí sau khi chui vào trong cơ thể liền được hấp thu hơn nửa. Không giống với trước đây. Tình huống này, Vương Lâm sau khi cân nhắc kỹ liền có ba cái đáp án. Một là âm khí không giống với linh khí, thích hợp cho hắn thổ nạp. Hai là, trúc cơ kỳ thổ nạp hiển nhiên nhanh hơn so với ngưng khí kỳ. Ba là sau khi hấp thu được một bộ phận linh căn của đằng lệ, thiên tư của hắn đã tăng lên không ít. Còn về đáp án nào chính xác thì Vương Lâm cũng chẳng đi tìm hiểu, hắn chìm vào trong việc thổ nạp. Lúc bắt đầu, Vương Lâm cũng không thích ứng được ngay, vì âm khí lạnh như băng sau khi hít vào trong cơ thể liền tỏa ra lục phủ ngũ tạng toàn thân, cái cảm giác rét buốt từ trong ra ngoài, làm cho thân thể hắn cảm thấy run rẩy, cảm giác đó so với việc thổ nạp linh khí hoàn toàn trái ngược, một đằng thì ấm áp thoải mái, một đằng thì giống như chui vào hầm băng. Khi âm khí hút vào trong cơ thể càng lúc càng nhiều, tay chân Vương Lâm hết sức lạnh lẽo, máu trong cơ thể chuyển động dần dần chậm lại. Cuối cùng, ngay cả tiếng tim đập cũng thong thả hơn trên lông mi tóc từ từ xuất hiện một lớp xương trắng một cỗ âm khí từ trong cơ thể hắn phát ra dung hợp hoàn mỹ với xung quanh thời gian trôi đi nhanh chóng khi mặt trời lên cao âm khí tiêu tán hai mắt vương lâm chớp chớp mở ra hắn thở ra một luồng khí trắng trải qua một đêm hít thở trong bụng hắn xuất hiện một luồng khí thật nhỏ luồng khí đó vô thanh vô tức chuyển động một cách chậm rãi tỏa ra một chút âm hàn khí linh lực trong cơ thể không hề có hiện tượng bài xích với luồng khí đó giữa chúng không hề có hiện tượng gì xảy ra. xoa xoa tiểu phúc vương lâm thì thảo lầm bẩm nói hoàng tuyền thăng khiếu quyết cuối cùng thì ta hiểu được tại sao nó lại có được tên gọi đó. hoàng tuyền chính là khi tu luyện công pháp này phải đi vào trạng thái sắp chết. khi bản thân đã rơi vào trạng thái đó liền có thể hấp thu được âm khí. có điều nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ rơi vào hoàng tuyền thực sự. trên thực tế hoàng tuyền thăng khiếu quyết ở lục cấp tu chân quốc chẳng có mấy người dám tu luyện. Ma Tư Đồ Nam chính là một trong số ít người có thể tu luyện thành công. Theo cách gọi của ma đạo ở lục cấp tu chân quốc thì hoàng tuyển thăng khiếu quyết được gọi là quỷ công. Quỷ công là bởi vì nó có quá nhiều sự thay đổi quỷ dị. Có những thay đổi khiến người tu luyện nhận được ích lợi rất lớn. Nhưng có những cái lại khiến cho người tu luyện chết đi. Cứ như thế, vương lâm định cư ở đây, ban đam lại thổ nạp âm khí. Nháy mắt đã được một tháng. Trong một tháng đó, Vương Lâm ngoại trừ việc tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết còn phát hiện ra Thạch Châu thần bí còn có thể đọng xương ở đây. Tuy nhiên, trong những hạt xương đó không hề có linh khí mà chính là âm khí. Đến lúc này, Vương Lâm lại có một sự hiểu biết mới với Thạch Châu. Vì vậy, Vương Lâm bắt đầu tích lũy những giọt xương, nhất là vào lúc đêm khuya, khi khí âm hàn đậm đặc nhất thì khả năng đọng xương từ Thạch Châu rất nhanh. Sau khi uống chỗ nước xương đó, Vương Lâm phát hiện ra tuy trong đó ẩn chứa rất nhiều khí âm hàn, nhưng so với hạt xương chứa linh khí thì không phải cùng một cấp bậc. Nếu khí âm hàn với linh khí có phẩm chất ngang nhau, thì trong hạt xương có khí âm hàn hiệu quả mà nó mang lại không thể bằng hạt xương có chứa linh khí. Vương Lâm hiểu được uy lực của Hoàng Tuyển Thăng khiếu quyết chính là căn cứ vào lượng khí âm hàn có thể hấp thu được nhiều hay ít. Hấp thu càng nhiều thì uy lực càng lớn. Vì vậy vào ban ngày, Vương Lâm đều tiến vào trong mộng cảnh không gian lấy hạt xương có chứa khí âm hàn mà tu luyện. Đến đêm lại ra ngoài thổ đạp. Thời gian thấm thoát trôi qua, hàn khí trong cơ thể vương lâm càng lúc càng nhiều mỗi lần hắn thổ nạp đều dung hợp vào với khí âm hàn xung quanh chẳng phân biệt được mỗi khi đạt tới trạng thái đó chống ngực của hắn dần chậm lại cuối cùng như có như không thậm chí có đôi lần chống ngực của hắn gần như biến mất nhưng cuối cùng vẫn có những dao động nhỏ sáng sớm hôm nay vương lâm từ trong trạng thái nhập đỉnh tỉnh lại hắn hít một hơi thật sâu lẩm bẩm nói khí âm hàn trong cơ thể càng lúc càng nhiều có lẽ là đã có thể trùng khiếu lần đầu tiên được rồi đột nhiên hắn nhìn chằm chằm xung quanh trận pháp ánh mắt có chút cổ quái hắn không nói lời này vung tay một cái nhất thời sương mù tản sang hai bên để lộ ra một con đường nhỏ vương lâm đi ra khỏi trận pháp liếc mắt một cái có thể thấy trên mặt đất có mấy dấu vết hằn xuống đất kéo dài tới sâu trong đám đổ nát hắn nhớ rõ ngày hôm qua nơi này có một con dã thú bị chết nhưng bây giờ thi thể con dã thú đã biến mất hiển nhiên là bị kéo và sâu trong đống đổ nát. Chẳng lẽ trong đống đổ nát này còn có người? Một hơi lạnh từ trong xương phát ra khiến cho Vương Lâm dùng mình. Đêm qua đối phương kéo thi thể dã thú đi mà mình không hề phát hiện. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức quan sát xung quanh khu vực của mình thì không thấy có gì khác lạ. Trận pháp vẫn không hề có dấu vết bị người khác tấn công. Hắn sờ sờ cầm, loáng cái, liền nhảy vào trong đám cây cối. Một lúc sau, hắn liền xách thi thể hai con dã thú trở về vất chúng ở đó hắn liền đi vào trong trận tay phải bắt quyết nhất thời sương mù bốn phía càng trở nên đậm hơn thi thoảng còn có tiếng sấm vang lên sau khi làm xong vương lâm vẫn cảm thấy trong lòng bất an một lúc sau hắn mới có thể bình tĩnh đem thần thức tỏa ra xung quanh sau đó hắn uống một giọt sương có ẩn chứa khí âm hàn vừa thổ nạp vừa duy trì sự cảnh giác khi màn đêm buông xuống vương lâm không có thổ nạp mà lẳng lặng ngồi im khoét tán thần thức cảm nhận diễn biến từng cái cây ngọn cỏ trong vòng trăm thước nhất là vị trí của hai xác dã thú vương lâm lại càng chú ý hắn muốn xem xem trong đống đổ nát đó có sinh vật gì mà đêm tối lại tới nơi này thời gian từ từ trôi đi nháy mắt đã gần tới giờ tí lúc này khí âm hàn đã đạt tới mức đậm nhất vương lâm vẫn tập trung tinh thần quan sát bốn phía trong phạm vi thần thức bao phủ hoàn toàn yên tĩnh hai cái xác dã thú bị hơi lạnh thẩm thấu đọng vô số hạt nước ngoại trừ việc đó ra xung quanh vẫn không hề có chút tiếng động đây không phải là lần đầu tiên vương lâm phát ra thần thức vào ban đêm nhưng khi xưa cho dù là trong đêm cũng có tiếng của dã thú và côn trùng chứ không yên lặng như thế này đột nhiên thần sắc vương lâm thoáng động thần thức của hắn tập trung về hướng đống đổ nát có thể nhận thấy khí âm hàn ở nơi đó có chút sao động ánh mắt hắn lấp lánh khóe miệng cười lạnh bình tĩnh theo dõi chỉ thấy từ đống đổ nát luồng khí âm hàn sao động rất mạnh sau đó một bóng người nhanh chóng xuất hiện tốc độ của đối phương quá nhanh thần thức của vương lâm cũng chỉ thấy được một cái bóng chợt lóe lên rồi hai cái xác thú chợt biến mất vương lâm cảm thấy sợ hãi lúc đối phương xuất hiện trong nháy mắt hắn liền thấy được hình dạng của đối phương đó là một sinh vật hình người toàn thân bảo phủ một lớp da màu lam vô số biểu tượng kỳ dị hiện đầy trên da thịt đối phương ngoài ra còn có chín tấm giấy màu vàng dài khoảng nửa tấc dán ở mấy vị trí trên cơ thể hắn hình dạng quỷ dị của kẻ đó khiến cho vương lâm kinh hãi lúc này quái nhân lại xuất hiện một lần nữa hắn đừng ngoài trận pháp ánh mắt có chút suy tư quái nhân lui lại vài bước nghi hoặc nhìn trận pháp trong sương mù ánh mắt hắn hơi do dự một chút cuối cùng nhanh chóng đi dạo quanh một vòng toàn bộ tinh thần của vương lâm vẫn tập trung vào đối phương không hề có ý định công kích hắn muốn xem xem cuối cùng quái nhất có phương pháp gì sau khi quái nhân đi một vòng quanh làn sương mù liền ngừng lại ánh mắt lộ ra vẻ tò mò tiếp theo đó thân thể của hắn thoáng động đi vào trong trận pháp ngay khi hắn đi vào trong trận pháp trong mắt vương lâm lóe lên sát khí tay phải bắt quyết đánh ra một đạo bạch quang bắn vào trong trận pháp làn sương mù lập tức cuồn cuộn xoay chuyển ngay sau đó từ trong trận pháp tiếng đá vỡ vụn nhanh chóng vang lên một cái trận pháp đã bị phá tan làn sương mù càng lúc càng nhạt vương lâm không nói tiếng nào há mồm phun ra một đạo lục quang lúc quang lóe lên một cái bắn ra rất nhanh chỉ nghe ầm một tiếng từ trong sương mù phát ra tiếng giống giận dữ của quái na. Ngay sau đó, một lực đẩy mạnh mẽ từ trong trận pháp phát ra, đẩy văng những hòn đá xung quanh lên không trung. Sau đó, chúng vỡ vụn thành bột. Sau khi sương mù biến mất, quái nhân liền phát hiện ra Vương Lâm. Ánh mắt hắn đầy máu, nghe răng cười, bước tới. Vương Lâm vẫn thản nhiên, tay phải chỉ một cái. Thanh phi kiếm trận xuất hiện sau lưng quái nhân. Sau đó, xuyên thẳng qua vị trí trái tím bên ngực trái của quái nhân. Bắn ra trên thân phi kiếm có dính mấy giọt máu màu lam những giọt máu vừa xuất hiện liền hóa thành băng rơi xuống đất quái nhân rên lên một tiếng liền lui lại vài bước trên mặt lộ vẻ sợ hãi vương lâm cảm thấy trong lòng trầm xuống đối phương bị phi kiếm công kích không ngờ vẫn có thể hành động hắn không nói tiếng nào chừng mắt một cái vỗ vào túi chữ vật nhất thời một cái vỏ kiếm chợt bay ra thanh tiểu kiếm xanh biếc chợt lóe lên một cái liền chui vào vỏ khoảng chừng 5 phân thì ngừng lại ngay sau đó màu sắc của nó liền thay đổi từ màu lục biến thành màu lam sau đó lại chuyển thành màu đen lập tức nó chật xuất vỏ chém mạnh về phía quái nhân quái nhân nhìn thấy phi kiếm đang lao tới trong mắt lộ vẻ sợ hãi đang định tránh né chợt thấy hắc kiếm tăng tốc phá không đâm trúng ngực quái nhân sau đó hắc quang lóe lên phát ra những tiếng nổ ầm ầm trong không trung thân thể quái nhân như diều đứt dây bay thẳng về phía sau phi kiếm những máu của quái nhân cứ dính chặt trên người hắn mặc cho vương lâm cố thế nào cũng không thể làm cho nó lay chuyển ngay cả tác dụng thuấn di cũng biến mất cảm giác khiếp sợ dâng lên sát khí trong mắt vương lâm càng lúc càng đậm khi phi kiếm bắn chúng vào người đối phương hắn liền thấy những ký hiệu quỷ dị trên người quái nhân liền lóe lên hiển nhiên là sử dụng một loại bí thuật nào đó để chống cự lại sự công kích của mình hắn không nói tiếng nào lại vỗ vào túi chữ vật một cái xuất ra tiên phủ của trương hổ đột nhiên đồng tử trong mắt vương lâm chợt thu nhỏ lại chỉ thấy thân thể quái nhân thay đổi theo một góc độ khó tin trong không trung, sau đó hạ xuống đất. Trên ngực hắn xuất hiện một vết thương lớn, dòng máu màu lam cứ thể chảy ra từ vết thương. Những ký hiệu bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng lóe lên, miệng vết thương từ từ khép lại. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, sau đó hắn há miệng phun ra một ngụm linh khí, xuất ra tiên phủ. Nhất thời cái phủ tự cháy, hóa thành một luồng quang mang màu đen mang theo hơi nóng, lại một lần nữa bắn trúng, vết thương trên ngực đối phương. Quái nhân giống lên một tiếng bi thảm, thân thể đang tự chữa trị lại bị xuyên thủng, vẫn không chết. Trong lòng Vương Lâm chợt trầm xuống, đối phương bị một vết thương chí mạng như thế vẫn không chết. Có một điều khiến cho hắn cảm thấy an tâm chính là sau khi chịu sự công kích của tiên phù, phi kiếm đang dính trên thân thể đối phương lóe lên hắc quang. Thoát ra, quay về, trong mặt quái nhân có chút gì đó bất cam. Hắn nâng tay kéo một tờ giấy vàng trên người xuống. Sau khi tấm giấy bị kéo xuống, trong nháy mắt một luồng khí xanh chợt hiện lên nhanh chóng bao vây toàn thân hắn nét mặt vương lâm âm trầm không hề do dự trỏ một cái vào phi kiếm nhất thời phi kiếm lại chui vào bao tiến vào khoảng năm tắc màu sắc của phi kiếm nhanh chóng chuyển từ đen sang hồng phi kiếm chui vào được tới vị trí này đã là cực hạn của vương lâm theo hắn thì với thực lực trúc cơ của mình điều khiển phi kiếm chui vào năm phân thì cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng có thể đánh một trận đúng lúc này luồng khí màu xanh đang bảo phủ ngoài thân thể quái nhân nhanh chóng chui vào trong cơ thể sau khi thân thể nó lộ ra trước mặt vương lâm hoàn toàn trơn nhẵn không hề có dấu vết thương tích hắn nhìn vương lâm chằm chằm trong mắt lộ vẻ oán hận tuy nhiên nó cũng có chút e ngại đối với vương lâm nhất là khi ánh mắt nhìn vào phi kiếm lại càng sợ hãi ngươi là ai vương lâm cũng không vội vàng công kích trên người đối phương có dán chín tấm giấy vàng một lần kéo xuống lại có thể hồi phục thân thể như vậy thì trận chiến này không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn vương mỗ mượn chỗ này tu luyện không nếu gặp phải trường hợp bất đắc dĩ cũng không muốn đả thương người. Nếu người thối lui, sau này không quấy nhiễu sự tu luyện của ta thì chuyện hôm nay bỏ qua. Hai mắt vương lâm lóe lên hàn quang, lạnh lùng núi. Trên mặt quái nhân có chút ngơ ngác. Hắn mở miệng nói ra vài tiếng sắc nhọn. Vương lâm nhíu mày. Hắn không hiểu bất cứ một từ nào của đối phương. Điều đó chứng tỏ đối phương cũng không hiểu lời mình nói. Vương lâm híp hai mắt, từ từ đi sang bên cạnh, tới một bức tường bị đổ quái nhân thấy vương lâm đi lại liền tỏ vẻ cảnh giác vương lâm vung tay vẽ lên trên bức tường quái nhân ngẩn ngơ nhìn theo ngón tay vương lâm một lúc sau nét mặt dần giãn ra chỉ thấy ngón tay vương lâm nhanh chóng vẽ một bức tranh trên bức tranh đó có một đống đổ nát tiếp theo hắn nhìn quái nhân chằm chằm ngón tay chỉ vào giữa bức tranh vạch một cái ra làm hai sau đó vương lâm chỉ quái nhân rồi chỉ vào một nửa bên phải của bức tranh sau đó hắn lại chỉ vào mình rồi đưa tay chỉ lên bên trái của bức tranh sau đó, ngón tay Vương Lâm chậm chậm kéo từ bên phải bức tranh sang bên trái. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quái nhân, sát khí toàn thân bộc phát. Ý tứ chẳng cần phải nói cũng biết. Nếu ngươi còn đến chỗ ta, Vương Mỗ cho dù hao phí linh lực cũng phải tiêu diệt ngươi. Trên mặt quái nhan tỏ vẻ đã hiểu. Hắn do dự một chút, đưa tay sờ sờ ngực. Ánh mắt vẫn còn một sự sợ hãi nhìn thanh phi kiếm đang bay quanh người Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày. Quái nhân thấy Vương Lâm không hiểu ý mình liền tỏ vẻ lo lắng. Cuối cùng hắn vỗ đầu, nhảy đến cách đó một khoảng đánh một quyền lên bức tường. Khi nắm tay hắn chạm trúng vào bức tường, ký hiệu toàn thân hắn chợt lóe lên một cái, bức tường hoàn toàn vỡ vụn. Quái nhân cầm vài viên đá vụn lên, suy nghĩ một chút rồi ném những hòn đá đó về bốn phía. Làm xong, hắn nhìn về phía Vương Lâm, giống to lên vài tiếng trách cứ. Vương Lâm nhíu mày, tay phải cách không chộp một cái. Nhất thời, những hòn đá bên người quái nhân bay lên, sau đó theo một trật tự nào đó phóng ra xung quanh sau đó tay phải hắn bắt quyết đánh ra một đạo bạch quang nhất thời sương mù chợt xuất hiện bao trùm quanh một tảng đá người nói là trận pháp này vương lâm nhìn chằm chằm quái nhân chầm chậm nói quái nhân lập tức hơ chân múa tay có chút hương phấn vỗ ngực nhất thời những ký hiệu trên thân thể hắn chợt lóe lên hắn quát khẽ một tiếng hai tay giang ra khiến cho mặt đất chấn động mặt đất chỗ tiểu mê tung trận pháp từ từ nhô lên để lộ một cái hố thật sâu Tiểu Mê tung trận pháp lơ lửng trong không trung giống như một ngọn núi, bị quái nhân dơ lên đỉnh đầu. Hắn gật đầu với Vương Lâm một cái, vội vã xoay người rời đi. Đi được một đoạn, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Vương Lâm, cao giọng gầm rú. Đồng thời, một tay hắn dơ ngọn núi lên, một tay làm một cái thủ thế với Vương Lâm, sau đó biến mất trong thành thị. Vương Lâm nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương. Không phải hắn không giết được kẻ đó, có điều những tấm phù trên người quái nhân quá sức cổ quái nếu không phải bất đắc dĩ, Vương Lâm cũng không muốn sống chết với kẻ đó. Vì vậy mà hắn lựa chọn phương thức giao tiếp. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chợt biến sắc, sát khí trên mặt chợt hiện lên, phi kiếm vù vù rung động tỏa ra hàn khí kinh người. Quái nhân vừa bỏ đi đã quay lại. Người muốn chết. Vương Lâm nhìn về phía xa đang có một thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nói. Quái nhân vội dừng lại, trong tay hắn cầm một vật hình tròn cúng quýt xua xua. Nét mặt hắn tỏ ý giải thích nhưng thấy ánh mắt vương lâm vẫn lạnh như băng đành ném vật trong tay về phía vương lâm vương lâm bình thản lui lại sau vài bước quái nhân dùng lực không mạnh nên cái vật hình tròn bay tới trước mặt vương lâm liền rơi xuống sau khi ném vật đó đi quái nhân nhếch miệng nhìn vương lâm cười rồi xoay người biến mất vào trong làn khí âm hàn lúc này sắc trời đã dần sáng vương lâm cẩn thận nhìn theo hướng quái nhân bỏ đi một lúc sau hắn mới thu hồi ánh mắt tư tư đi tới bên vật thể hình tròn cúi đầu nhìn vật này chỉ to bằng một phần mười của thạch châu, trên nó dính đầy cho bụi, thậm chí trên bề mặt còn có một số vết nứt. Nhìn nhìn một chút, nét mặt Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn nhặt một tảng đá bên người, ném nhẹ vào hạt châu. Hạt châu lập tức lăn về phía sau. Một chút linh lực dao động từ hạt châu tỏa ra. Đây là pháp bảo. Hắn ngẩn người, tay phải cách không chộp một cái, hạt châu liền bay lên. Hắn chăm chú quan sát một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt lóe lên quang mang, không hề do dự nắm nó vào trong tay. Hắn dùng thần thức đảo qua một cái rồi thúc giục linh lực. Nhất thời từ Hạ Châu tỏa ra một làn khói trắng dày đặc bay lên không trung. Trong chớp mắt làn khói trắng hóa thành một lão già mặc bạch y. Lão nhân có một cái mũi ưng, mắt diều hâu. Toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Lão ý liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Mở miệng nói. Ngươi có dám cùng Lão Phu đánh một trận hay không? Vương Lâm ngẩn người, lui lại phía sau vài bước nhìn kỹ. Thoạt nhìn, Tu vi của đối phương đạt tới tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. Hắn sờ sờ mũi, hai mắt chớp chớp, gia tăng thêm linh lực. Theo linh lực phát ra, khí thế của lão nhân lập tức tăng lên, cuối cùng đạt tới trúc cơ trung kỳ thì ngừng lại. Thân thể lão nhân dao động trong gió, ánh mặt lộ rõ chiến ý, nói. Ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận hay không? Vương Lâm ngẩn người. Hắn có chút đoán ra tác dụng của pháp bảo. Suy nghĩ một chút, hắn lại gia tăng linh lực trong mắt lão nhân thoáng lóe lên quang mang sáng ngời khí thế chợt tăng lên mãnh liệt giơ tay nhấc chân tạo ra từng trận gió rít cuối cùng tu vi lão tăng đến một mức mà vương lâm không thể nhận ra được lúc này lão nhân hít một hơi thật sâu bộ dáng như một tuyệt thế cao thủ liếc mắt nhìn thiên hạ hai tay chắp sau lưng lộ ra vẻ cô đơn hờ hững nói dưới kết đan kỳ không có tư cách đánh một trận với lão phu biến trái tim vương lâm đập thình thịch hắn liền thu linh lực lại lão nhân lập tức biến thành một làn khói trắng, chui vào trong hạt chậu. Một âm thanh vang lên, trên hạt châu lại có thêm một vết nứt. Vương Lâm nhìn hạt châu trong tay một lúc mà không nói được tiếng nào. Đối với tác dụng của pháp bảo hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đây đúng là một loại pháp bảo huyễn thuật, có thể tạo ra cảnh tượng giống như thật. Lão nhân mà nó huyễn hóa ra, cho dù là ánh mắt hay khí chất, lời nói, động tác chẳng khác gì một vị cao thủ thực sự. Nhất là cái câu cuối cùng dưới kết đan kỳ không có tư cách đánh một trận với lão phu biến khí thế và vẻ mặt lão nhân lúc đó đã đạt tới đỉnh cao vương lâm tự nhận cho dù là mình cũng khó phát hiện ra thật giả dù sao hơi thở do lão nhân tỏa ra trong mắt của hầu hết mọi người chính là của cao thủ hơn nữa theo tu vi của bản thân tăng lên linh lực quán nhập vào trong hạt châu càng nhiều thì thực lực của lão nhân càng cao dùng để dọa người quả là rất tốt cái tên quái nhân này cũng có ý đấy chứ lấy đi tiểu mê tung trận pháp, lại đem tới cho ta thứ bảo bối này. Vương Lâm thu hồi pháp bảo, khẽ cười nói. Căn cứ vào tình huống vừa rồi, hắn biết quái nhân không sử dụng pháp bảo. Còn trong thành thị đổ nát này nhất định còn có loại bảo bối khác. Bây giờ, ngôi thành thị tan hoang trong mắt Vương Lâm chợt biến thành một kho báu thần bí. Có thể trị liệu được bất cứ loại thương thế nào. Pháp bảo huyễn thuật, quái nhân thần bí. Không biết nơi này có bao nhiêu bí mật đây. Vương Lâm sờ sờ cầm. Khi trời sáng hẳn, hắn lại bố trí trận pháp bên ngoài nơi tu luyện. Sau đó hắn uống một giọt xương âm hàn, bắt đầu thổ nạp. Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng cái đã được hai tháng. Vào một ngày, Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất. Hai tháng thổ nạp khí âm hàn khiến cho trong cơ thể đã hình thành một luồng khí âm hàn đậm đặc. Đến lúc này, hắn chuẩn bị sử dụng hoàng tuyển thăng khiếu quyết để trùng khiếu lần đầu tiên. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, hắn đã thấu hiểu hoàn toàn hoàng tuyển thăng khiếu quyết ngay cả những điều miêu tả về tam đại khiếu huyệt cũng khắc ghi trong lòng vị trí tam đại khiếu huyệt chia làm đan điền ở bụng khí hải ở ngực tổ khiếu ở não phải theo thứ tự phá hủy lần lượt ba khiếu huyệt đó mới có thể tạo nên hàn đan đơn giản mà nói như đan điền theo hoàng tuyền thăng khiếu quyết miêu tả thì sau khi tầng thứ nhất đại thành đan điền liền thông suốt nhưng nếu một luyện thành tầng thứ hai của công pháp lại phải phá hủy đan điền sau đó lập lại hoàng tuyền thăng khiếu quyết đi theo đường lối không phá thì không lập phải phá trước thì mới có thể lập lại vương lâm suy nghĩ một chút rồi dựa theo phương pháp ghi trên công pháp điều động luồng khí âm hàn trong tiểu phúc bắt đầu trùng khiếu lần đầu tiên dưới sự không chế của hắn luồng khí âm hàn di chuyển càng lúc càng nhanh từng cơn đau nhức từ dưới tiểu phúc truyền đế vương lâm nhớ rõ công pháp nên biết đây chỉ là những phản ứng bình thường khi đan điền bị đả thông gây ra đau đớn càng nhiều thì chứng tỏ thời điểm đan điền thông suốt đang tới gần sự đau đớn đó không phải người thường có thể chịu đựng được nó giống như có một thanh dao nhọn đâm vào tiểu phúc từng giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện trên trán vương lâm chi trong vài giây toàn thân hắn đã ướt sũng luồng khí chuyển động một cách kịch liệt hóa thành một dòng suối hơi thở âm hàn nhanh chóng tỏa ra bốn phía từ ngoài nhìn vào bụng của vương lâm đã biến thành màu xanh vương lâm cắn chặt răng cơn đau càng lúc càng mạnh hơi thở âm hàn bao phủ toàn thân vương lâm ngay lúc đó trong nháy mắt luồng khí trong cơ thể xoay tròn một cái hắc động chợt xuất hiện ngay khi nó xuất hiện luồng khí âm hàn nhanh chóng chui vào đó linh lực trong cơ thể hắn như bị một thứ gì đó cắn nuốt từ khắp các vị trí chui vào hắc động một loại biến hóa quỷ dị chợt xuất hiện bất chấp là linh lực trong cơ thể hay hàn khí bên ngoài cứ xuất hiện ở đây là cả hai lao vào tranh đấu với nhau kịch liệt như đang tranh giành địa bàn với nhau dần dần hơi thở âm hàn cùng với linh lực bắt đầu cắn nuốt dung hợp với nhau cuối cùng nó hình thành một loại linh lực biến dị không giống bình thường chậm rãi lưu chuyển trong hắc động đến lúc này tầng thứ nhất của hoàng tuyền thăng khiếu quyết đã được thành công Huyệt đan điền đã được khai thông toàn bộ vương lâm bình tĩnh điều động hàn khí từ bên ngoài đan điền bắt đầu trùng kích vào bên trong khí âm hàn cũng không tiến vào trong đan điền mà bao vây xung quanh cái đan điền giống như hắc động bắt đầu công phá liên tiếp bao nhiêu lần công kích cho dù tổn thất rất nhiều nhưng khí âm hàn vẫn kiên trì không hề nhục trí thậm chí càng lúc càng hăng điên cuồng tấn công đan điền một lúc sau hắc động đan điền có dấu hiệu không chịu nổi sắp sửa bị phá vỡ vương lâm lập tức điều động thêm một phần ba khí âm hàn nháy mắt phá hủy đan điền ngay lập tức một cơn đau thấu tim gan bộc phát vào lúc đan điền bị phá hủy linh lực biến dị trong đan điền liền chảy ra thấm vào trong từng mảnh xương thớ thịt trong cơ thể vương lâm cũng không thèm để ý tới việc đó hắn lại tiếp tục điều khiển khí âm hàn bắt đầu trùng khiếu lần này thời gian lâu hơn lần đầu rất nhiều thấy khí âm hàn có hiện tượng không đủ vương lâm lại điều động nốt lượng khí bên trong cơ thể sau khi được bổ sung khí âm hàn lập tức hình thành một cái dòng suối lớn hơn hắc động lúc trước mấy lần dòng suối xoay tròn càng lúc càng nhanh biểu hiện cho việc trùng khiếu thời gian lặng lẽ trôi đi màn đêm đã buông xuống vương lâm vẫn ngồi đó tiến hành giai đoạn cuối cùng của việc trùng khiếu dòng suối âm hàn trong cơ thể hắn đang chuyển động với tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đám tinh vân tại vị trí đan điền như đang chuyển động một cách thong thả nhưng thực tế đã vượt quá sự theo dõi của mắt thường. Mãi cho đến nửa đêm, khi khí âm hàn trở nên đậm đặc, lúc này thân thể Vương Lâm giống như một cái hắc động, hút hết tất cả khí âm hàn trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Bao nhiêu khí âm hàn bị hút vào trong cơ thể Vương Lâm, lập tức chảy tới vị trí dòng suối nơi đan điền, khiến cho dòng suối càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đột phá sự hạn chế bởi cơ thể của Vương Lâm, tiếp tục bành trướng. Hắn thấy thế hết sức kinh hãi, muốn dừng ngay lại. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện ra dòng suối đã không còn khống chế được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục phình ra to hơn. Một chút lo lắng xuất hiện trong lòng vương lâm. Hiện tượng đang xảy ra trong cơ thể, hắn không hề được ghi lại trong hoàng tuyển thăng khiếu quyết. Vương lâm không biết rằng hoàng tuyển thăng khiếu quyết được gọi là quỷ công cũng bởi vì nó có vô số sự biến hóa. Có những sự thay đổi mang tới lợi ích cho người tu luyện, có những sự thay đổi làm cho người ta thất bại. Mà lúc này, tư đồ nam đang ngủ say, nên tất cả đều phải dựa vào sự quyết định của bản thân vương lâm. Theo mức độ tăng trưởng của dòng suối, hấp lực của nó càng lúc càng mạnh. Phạm vi 10 trượng nhanh chóng được mở rộng. Đây là đặc điểm có tính chất tuần hoàn, phạm vi khuếch tán của nó càng rộng. Tốc độ hấp thu về sau so với trước lại càng nhanh hơn. 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 100 trượng. Phương viên trong vòng trăm trượng, khí âm hàn cuồn cuộn hút về phía này. Sự biến đổi trong vòng trăm trượng khiến cho khí âm hàn lưu động càng lúc càng mạnh. Trong vòng ngàn trượng, khí âm hàn như bị một bàn tay vô hình đang khối động. Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi sự không chế đối với dòng suối. Cũng không biết bao nhiêu lâu, đan điền của hắn đã có chút thông suốt. Đây là lần thứ hai đan điền của hắn được đả thông. Trong nháy mắt sau khi thông suốt, một cái hắc động lại xuất hiện. Dòng suối âm hàn lập tức chảy vào bên trong hắc động. Dị biến trong cơ thể Vương Lâm khiến cho khí âm hàn trong phạm vi trăm trượng đều phải thay đổi. Nếu như vừa rồi, dòng suối chảy liên tục hấp thu khí âm hàn từ bốn phía thì lúc này, khi hắc động đan điền xuất hiện sự hấp thu liền biến thành cắn nuốt trong tích tắc khí âm hàn trong phạm vi trăm trượng biến mất hiện tượng đó bất ngờ xảy ra khiến cho sự thay đổi nảy sinh càng lúc càng rộng một trăm trượng một trăm năm mươi trượng hai trăm trượng cuối cùng nó vượt quá cả ngàn trượng lúc này nếu từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy một khung cảnh hết sức quỷ dị trong chu vi ngàn trượng tất cả khí âm hàn như một cơn lốc xoáy cuốn về một điểm sâu trong đống đổ nát quái nhân có làn da màu lam đang cầm lấy thi thể một con quái thú mà cắn nuốt hắn vừa mới nuốt một miếng thị còn đang chảy máu ròng ròng chợt quay đầu nhìn chằm chằm về phía vương lâm ánh mắt lộ vẻ sợ hãi hắn vội vàng ném miếng thịt trong tay nhanh chóng chạy về hướng vương lâm mới đi được một đoạn hắn cảm thấy khí âm hàn từ bốn phía đang nhanh chóng chảy về phía trước hắn do dự một chút rồi tiếp tục bước đi đến khi còn cách khoảng ba ngàn trượng hắn liền dừng lại ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sau khi đan điền vừa mới được thông suốt linh lực biến dị trong cơ thể hắn nhanh chóng tụ tập về hắc động nơi đan điền sau đó chúng đồng hóa dung hợp lại một chỗ với nhau trong nháy mắt sau khi linh lực bị dung hợp hắn bằng vào sự cảm ứng với linh lực mà lại có thể nắm được sự khống chế đối với dòng suối tuy nhiên mức độ khống chế vẫn còn rất nhỏ nếu muốn đình chỉ sự vận chuyển của khí âm hàn trong đan điền thì vẫn không thể làm được vương lâm cắn răng một cái nhưng không cố đình chỉ sự cắn nuốt khí âm hàn hắn không chế khí âm hàn trong cơ thể đang gia tăng nhanh chóng bắt đầu trùng khiếu lần thứ ba mục đích làm cho hoàng tuyển thăng khiếu quyết tới tầng thứ ba dưới sự điều khiển của vương lâm hơi thở âm hàn trong đan điền vương lâm bắt đầu trùng khiếu trong nháy mắt đan điền lại bị phá hủy hóa thành một tia sáng màu lam từ điểm sáng màu lam từ từ xuất hiện một cái tinh thể màu lam tinh thể đó dưới sự công kích của khí âm hàn màu sắc càng lúc càng đậm cuối cùng biến hẳn thành màu xanh lần trùng khiếu thứ ba thành công một cách dễ dàng một viên hàn đan đã xuất hiện trong đan điền của vương lâm trên viên hàn đan đó có vô số xúc thua khuếch tán đến các vị trí trong cơ thể vương lâm linh lực biến dị trong cơ thể sau khi hàn đan xuất hiện nhanh chóng chuyển biến lúc này khí âm hàn vẫn nồng hậu như cũ vương lâm có cảm giác nếu cứ tiếp tục cắn nuốt hàn khí thì chính hắn sẽ bị hàn khí nhiều quá mà bạo thể cảm giác đó dần dần trở nên rất thật chút cảm giác căng căng từ trong cơ thể xuất hiện vương lâm cắn rằng một lần nữa bắt động điều khiển khí âm hàn trùng kích cho hoàng tuyền thăng khiếu quyết tăng lên đến tầng thứ tư tư đồ nam từng chỉ ra trong công pháp này thì tầng thứ nhất tầng thứ tư và tầng thứ bảy rất khó luyện bởi vì ba tầng công pháp này lần lượt đột phá vào đan điền khí hải ổ khiếu nguyên bản yêu cầu của hoàng tuyền thăng khiếu quyết là trước khi tiến vào ba tầng đó thì phải củng cố tu vi thật vững chắc sau khi hàn đan trở nên ổn định hắn quyết định trùng khiếu lần nữa nhưng lúc này trong cơ thể vương lâm linh lực và khí âm hàn đã dung hợp lại là một không thể không phát. Vì vậy mà hắn bắt đầu trùng khiếu lên tầng thứ tư của Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết. Tại ngực của mình đã thông huyệt khí hải. Khí âm hàn từ đan điền chậm chậm dâng lên, một lúc sau đã tới vị trí của huyệt khí hải, liền chậm rãi xoay tròn. Huyệt khí hải giống như một cái động không đáy, nhanh chóng hấp thu dòng suối khí âm hàn. Trùng khiếu liên tiếp thất bại, thời gian chậm rãi trôi đi. Sắc trời dần sáng rõ. Khí âm hàn trong phạm vi ngàn trượng từ từ biến mất. Quyệt khí hải trên ngực vương lâm vẫn như cũ. Lúc này, hắn đối với những lời miêu tả về xác suất thành công của Hoàng tuyển Thăng khiếu quyết khi trùng khiếu đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn liên tục trùng kích 100 lần. Sau mỗi lần trùng khiếu thất bại, khí âm hàn lại hao tổn đi một ít. Dòng suối khí âm hàn khổng lồ sau 100 lần trùng khiếu thất bại dần tiêu hao gần hết. Hơn nữa, sau khi trời hưởng sáng, trong vòng ngàn trượng khí âm hàn đã không còn một chút. Mà khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm chậm rãi bị hàn đan hấp thu. Một đêm qua, Vương Lâm hấp thu được rất nhiều khí âm hàn chúng cùng với linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, biến hành âm hàn linh lực. Bây giờ, Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, mức độ âm hàn linh lực trong cơ thể nhiều đến mức độ nào. Gần như gấp đôi lúc trước, đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn mở hai mắt, nhớ lại những chuyện đêm qua mà cảm thấy kinh hãi. Thầm rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tu luyện. Ban đêm, trong lúc vô ý, hắn đã mở ra một cách tu luyện khác lạ, đưa đến cho Vương Lâm một ý nghĩ mới ưu điểm của phương pháp thu luyện này không cần nói cũng biết còn về khuyết điểm thì đó là tính nguy hiểm của nó khá cao một người không cẩn thận sẽ rất dễ bị bạo thể nhưng đã có được kinh nghiệm của lần này vương lâm tự tin lần sau hắn có thể từng bước hạ thấp sự nguy hiểm có lẽ phải thay đổi vị trí tu luyện đêm qua mặc dù hấp thu không ít khí âm hàn nhưng chất lượng của nó cũng không cao không thể thỏa mãn được yêu cầu gia tăng xác suất thành công khi trùng khiếu vương lâm thì thào nói bây giờ xác suất thành công của hắn rất nhỏ. Dựa theo những gì mà Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết ghi chép thì cực âm chi địa có phẩm chất càng cao, xác suất trùng khiếu thành công càng lớn. Vương Lâm nhớ tới mấy tháng trước khi kiểm tra phẩm chất của cực âm chi địa, tại nơi có cụm kiến trúc hình tháp đạt tới được thượng giai nhất phẩm. Vì vậy, trong lòng hắn liền đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một lão nhân phát ra hơi thở hủy thiên diệt địa vô thanh vô tức xuất hiện. Diện mạo của lão âm trầm, nhìn chăm chăm vào đám cây cối dưới chân, ánh mắt lộ ra sát khí mãnh liệt lệ nhi thái gia ra đến báo thù cho ngươi người đó chính là lão tổ đằng hóa nguyên của đằng gia trên đường lão cảm ứng theo chớ chú mà bám theo đáng tiếc giống như một một mà sương mù ngăn cản hắn vẫn không thể xác định được phương hướng cụ thể của đối phương chỉ biết đối phương đang ở dưới đám cây cối này nếu không vạn bất đắc dĩ đằng hóa nguyên cũng không muốn đi vào trong đám cây cối đó với tu vi của hắn bây giờ có thể cảm nhận được rõ ràng trong đám cây cối đó có một thứ gì đó rất mạnh đang tồn tại. Cho dù là lão cũng không dám kinh động tới nó. Nhưng đằng lệ chết, khiến cho lão bất chấp. Đằng hóa nguyên thầm cân nhắc. Có lẽ mình đi vào trong đó tìm kiếm cừu nhân cũng không đến mức độ khiến kẻ đó truy cứu. Chân trừ một lúc, lão cắn răng vọt vào trong đám cây. Sâu trong đống đổ nát có một cái quan tài bị hở một góc. Một bàn tay khô héo lóe lên hắc quang, từ từ nhô lên, nắm chặt lại nhất thời một cái lôi cầu màu tím ngưng tụ tản mát ra hơi thở nguy hiểm kỳ hạn trăm năm sắp tới chủ nhân của ta ngươi đã một lần vứt bỏ thân thể tránh thoát lần này ngươi không thể chạy thoát được đâu đằng hóa nguyên cẩn thận hành tẩu trong đám cây cối thần thức mạnh mẽ của nguyên anh kỳ tản khai ra xung quanh chợt hắn lộ nét vui vẻ khi phát hiện ra vị trí của vương lâm đang đi thuấn di ra sau lưng thì có một trận gió thổi tới một giọng nói âm u vang lên lăn ra ngoài. Nét mặt đàng hóa nguyên đại biến, không hề do dự liền lui lại phía sau vài bước, ngưng thần nhìn xem. Chỉ thấy một làn hắc vụ từ xa bay tới. Từ trong hắc vụ tỏa ra từng trận âm phong. Một cánh tay khô héo vươn ra, hướng thẳng về phía đàng hóa nguyên. Thần thức đàng hóa nguyên đảo qua một cái liền cảm thấy hoảng sợ. Tu vi của đối phương không ngờ lại là nguyên anh trung kỳ. Lão không hề do dự lui lại. Cánh tay khô héo thoáng dơ lên một cái, hóa thành một bàn tay to, chụp vào đằng hóa nguyên đằng hóa nguyên cười khổ một tiếng không nói lời nào xoay người bỏ chạy nguyên anh trung kỳ lão không thể chống lại tuy biết trong đám cây có một cường giả nhưng hắn không ngờ đối phương lại là nguyên anh trung kỳ thân thể lóe lên một cái đằng hóa nguyên biến mất vô tung vô ảnh từ trong làn hắc vụ phát ra một tiếng hư lạnh sau đó bàn tay to trong không trung chợt lóe lên một cái rồi biến mất giữa không trung bên trên đám cây thân ảnh đằng hóa nguyên chợt xuất hiện bỗng nhiên lão chợt biến sắc bàn tay to lớn vô thành vô tức xuất hiện sau lưng hắn, vồ một cái. Đằng hóa nguyên thầm kêu khổ, vỗ vào túi chữ vật một cái, lấy ra một tấm da thú. Ngón tay phải khẽ lướt nhẹ một cái, từ tấm da thúc chợt lóe lên một tia sáng màu vàng, bao lấy thân thể hắn, nhanh chóng vọt ra xa. Một lần nữa thoát khỏi bàn tay to. Tuy nhiên, hắn vẫn bị bàn tay sượt nhẹ qua một chút. Hắn vừa bay vừa phun một bụng máu, sắc mặt tái nhợt, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng bỏ đi một làn hắc vụ chuẩn xuất hiện giữa không trung sau đó nó co lại xuất hiện một bóng người đó là một nam tử trông giống như một bộ xương khô hắn nhìn theo hướng đàng hóa nguyên bỏ chạy nhưng không đuổi theo xoay người đi về trong đám cây hắn thong thả bay trên đám cây cối như đang tìm một vật gì đó một lúc sau hắn liền dừng lại ở một chỗ đất trống nét mặt hắn thản nhiên nhìn chằm chằm lên mặt đất hai tay hắn vung lên từ trên mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm sau đó tách ra làm hai lộ ra một cái khe thật dài. Từ dưới cái khe, phát ra một tiếng giận dữ. Một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng lao ra, đang định bỏ chạy. Nam tử như cái thây khô hừ nhẹ một tiếng. Không gian mười trượng xung quanh chợt biến thành một cái lồng giam. Bóng đen đang lao ra sợ hãi hét lên một tiếng, đâm vào vách lồng, bắn ngược trở lại. Hắn không chạy trốn nữa mà quỳ trên mặt đất, cúng quýt dập đầu. Nam tử như cái thây khô, chậm rãi mở miệng. Trăm năm không gặp, không ngờ thân thể của chủ nhân lại tu luyện thành thi mị. Ngươi đã nảy sinh thần trí, thì cũng có thể coi như một con người. Ta có thể không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi phải dựa theo cảm ứng của mình với chủ nhân mà giúp ta tìm kiếm nguyên anh của hắn. Thi mị liên tục gật đầu, kinh sợ nhìn nam tử giống như cái thây khô. Nam tử vung tay lên, không gian giam hãm xung quanh chợt biến mất. Hắn nhìn thi mị chằm chằm, nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm. Nếu ngươi có thể tìm được nguyên anh của chủ nhân thì sau khi ta nuốt nó, chiếm được sự tự do, sẽ giúp người tiến hóa thành thi ma. Thi mị ngẩn người, sau đó vừa vui mừng, vừa sợ hãi, gật đầu liên tục. Sau đó nó đứng lên, chạy sâu vào trong đám cây cối. Nét mặt nam tử vẫn không hề thay đổi, đi theo. Lúc này, ở một vị trí không hề có ánh nắng mặt trời, quái nhân có làn da nhìn về phía vương lâm, trong mắt có chút trần trừ. Hôm qua, vương lâm hấp thu một lượng lớn khí âm hàn, nhưng phẩm chất của nó lại quá đỗi bình thường phẩm chất của nó như vậy cho dù hấp thu được số lượng nhiều thì sau khi kết hợp với linh lực biến dị cũng không tăng lên được nhiều lắm hơn nữa nó không hề thích hợp cho việc tu luyện trùng khiếu ánh mắt vương lâm lóe lên nhìn sâu vào trong đám đổ nát hắn chuẩn bị đi sâu vào đó thăm dò xem chỗ nào khí âm hàn có chất lượng cao nhất chất lượng càng cao xác suất trùng khiếu thành công càng lớn chờ đến lúc nửa đêm vương lâm tay bắt quyết đánh ra quang cầu kiểm tra chất lượng khí âm hàn sau đó đi sâu vào trong đống đổ nát sau khi đi được một đoạn đường, quang cầu đang bay trong không trung chợt biến thành màu hồng, lóe lên mấy lần. Sau đó chợt phân thành hai. Sau khi hai quả cầu màu đỏ xuất hiện, Vương Lâm vui vẻ biết rằng chất lượng khí âm hàn ở đây vượt qua mức bình thường, lên tới thượng giai. Hắn tiếp tục đi tới, hai quang cầu màu hồng chợt lóe lên, màu sắc từ từ đậm lên. Thượng giai nhị phẩm, tam phẩm, mãi cho đến khi đạt tới ngũ phẩm, Vương Lâm mới dừng lại. Trước mặt hắn là một con đường rộng rãi. Hai bên toàn là những đống đổ nát. Có điều nhìn quanh thì nơi này chắc chắn phải là một vị trí phồn vinh trong ngôi thành trước đây. Vương Lâm tính toán khoảng cách một chút, thì thấy mới tiến được một phần ngàn diện tích của ngôi thành. Vì vậy, hắn lại tiếp tục cất bước. Quang cầu tỏa ra ánh sáng màu hồng, giữa khu đổ nát lại càng thêm chói mắt. Dọc theo đường đi, Vương Lâm tỏa ra thần thức, ánh mắt hết sức tập trung. Phẩm chất do hai quang cầu thể hiện càng lúc càng tăng lên, thượng giai lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm mặt trời mọc rồi lại lặn tới ngày thứ tư vương lâm đã đi thật sâu vào trong ngôi thành đổ nát hắn dự tính vị trí của mình bây giờ cho dù không phải là trung tâm của ngôi thành nhưng cũng chẳng xa lắm dù sao thì hắn đi theo một con đường thẳng tắp dọc theo đường đi trên mặt đất rải rác những cái hố sâu mấy chục thước ngập đầy nước mưa trong đó có một số con quái xà sinh sống thỉnh thoảng chúng lại nhảy lên nhìn vương lâm giận dữ phun ra nọc độc Ngoại trừ việc đó ra, những căn nhà sụp đổ xung quanh rất nặng nề. Trong mắt hắn không hề nhìn thấy một bức tường nào cao quá mười thước. Cỏ dại mọc thành từng bụi, trên mặt đất xuất hiện một ít ao đầm đầy bùn. Trong lớp bùn cũng có một số sinh vật kỳ dị. Có một lần, Vương Lâm bị thứ sinh vật đó đánh lén. Từ đó về sau, hắn lại càng cảnh giác. Cho dù đi thêm nữa, chất lượng của khí âm hàn cũng không tăng lên nhiều lắm. Thủy Trung vẫn không vượt qua thượng giai, đạt tới trầm âm. Vào đêm ngày thứ năm, Vương Lâm đi tới Triều Trạch. Trước mặt hắn xuất hiện một khu kiến trúc rộng lớn. Toàn bộ khu kiến trúc đó đã sụp đổ, nhưng vẫn có thể nhận thấy một sự phồn hoa trước đó. Ở trong kiến trúc đó vẫn còn có một cái hố đường kính khoảng chừng ngàn thước. Cái hố hết sức kỳ lạ. Theo lý mà nói thì trong đó thì trong hố phải ngập nước mưa mới đúng, nhưng trong đó lại không hề có một chút chất lỏng nào hết. Vương Lâm vừa đi vừa nhìn. Mặc dù trong bóng đêm mông lung, khí âm hàn ngập trong không gian làm ảnh hưởng tới cảm giác nhưng hắn vẫn thấy được vô số cái hố lỗ chỗ trên mặt đất như tổ ong. Khi Vương Lâm đi tới đó, hai cái quang cầu đang bay trong không trung chợt lóe lên hồng quang chói mắt. Chúng nhanh chóng từ hai biến thành ba. Điều đó chứng tỏ chất lượng khí âm hàn ở đây đã đạt tới trầm âm. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp cũng không nóng vội nhảy ngay vào bên trong. Hắn đi vào quanh cái hố lớn một vòng. Vừa đi, hắn vừa nhìn chằm chằm vào quang cầu, phát hiện khi đến vị trí đối diện, quang cầu lại dung hợp lại biến thành hai cái. Vương Lâm hiểu được nơi có chất lượng cực âm tăng cao chính là cái hố sâu này. Vương Lâm sờ sờ cầm cũng không nhảy ngay xuống dưới kiểm tra mà tĩnh tọa chờ trời, trời sáng. Một lúc sau, sắc trời sáng dần. Khi khí âm hàn tiêu tán, Vương Lâm liền đứng lên, nhảy xuống. Tiểu kiếm màu xanh biếc chợt lóe lên một cái, lập tức xuất hiện dưới chân. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Theo nguyên tắc thì cái hố này có từ lâu như vậy chắc chắn phải ngập nước mưa. Hai mắt Vương Lâm hít lại. Trong tầm mắt của hắn có thể thấy được dưới đấy cái hố có vô số cái động nhỏ, lỗ chỗ như tổ ong. Mặc dù không biết những cái động đó có sâu hay không, nhưng hiển nhiên, nước mưa đã chảy hết vào trong đó. Vương Lâm ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ những cái động nhỏ cảm giác ướt ướt. Trong lòng hắn càng thêm khẳng định. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh liền phát hiện không có gì nguy hiểm. Hắn khoanh chân ngồi đó đợi đêm xuống. Mặt trời từ từ chui xuống nơi chân trời, bóng đêm dần bao phủ khắp các đống đổ nát các loài chim chóc đều bay đi, không muốn ở lại đây. Màu hồng của quang cầu trước mặt Vương Lâm lại tăng thêm một chút, cuối cùng biến thành hai, sau đó hai biến thành ba. Cứ thế, chất lượng của cực âm nhanh chóng tăng lên từ tứ phẩm, lục phẩm, bát phẩm, thập phẩm, thượng giai nhất phẩm, tam phẩm, lục phẩm, thập phẩm rồi đột phá tiến vào trầm âm. Lúc này chưa tới giờ tí mà chất lượng của khí âm hàn đã đạt tới trầm âm nhất phẩm. Hai mắt Vương Lâm lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Thần thức tỏa ra quan sát khu vực dưới hố dần hắn phát hiện được một điều, chất lượng của hàn khí bay lên cũng với những cái lỗ trên mặt đất có quan hệ với nhau. Chỉ thấy một tia khí âm hàn từ mặt đất bay lên hòa nhập vào với xung quanh. Theo thời gian trôi qua, ba cái quang cầu màu hồng lại lóe lên một lần nữa, đạt tới trầm âm nhị phẩm. Cuối cùng khi giữa giờ tí, chất lượng của hàn khí đã đạt tới trầm âm ngũ phẩm. Vương Lâm không hề do dự lập tức dựa theo phương thức hô hấp đặc biệt mà hấp thu khí âm hàn. Theo một tia khí âm hàn ngưng tụ tại huyệt khí hải, Vương Lâm phát hiện so với chất lượng khí âm hàn ở ngoài thì ở đây hoàn toàn khác biệt. Làn khí âm hàn lưu động trong lồng ngực của hắn tinh thuần hơn trước mấy chục lần. Biến đổi về chất khiến cho lượng cũng biến đổi cái này không theo triết học. Mọi người nhé. Lúc trước hắn mất thời gian chục lần hấp thu khí âm hàn thì bây giờ chỉ cần một phần năm lúc trước là hắn có thể đạt được hiệu quả tương tự. Rất nhanh, trong huyệt khí hải, khí âm hàn đã hình thành một dòng suối. Dòng suối chảy càng lúc càng nhanh, dị biến xảy ra với huyệt đan điền lại xuất hiện một lần nữa. Trong phương viên trăm trượng, khí âm hàn lập tức cuồn cuộn chảy vào trong thân thể vương lâm dòng suối nơi huyệt khí hải càng lớn thì phạm vi và tốc độ hấp thu của hắn càng lúc càng điên cuồng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã vượt qua khoảng cách cực hạn lúc trước đạt tới phạm vi một ngàn trượng sau đó phạm vi còn tiếp tục mở ra một ngàn hai trăm trượng một ngàn bốn trăm trượng một năm trăm trượng khí âm hàn trong phạm vi mười dặm bắt đầu chuyển động như có một sinh vật nào đó thao túng chúng điên cuồng tràn xuống hố bị vương lâm cắn nuốt dòng suối âm hàn nơi huyệt khí hải không ngừng mở rộng vương lâm dần có cảm giác không thể khống chế được nữa hắn liền nắm chắc thời gian toàn lực đột kích vào huyệt khí hải bắt đầu trùng khiếu dòng suối âm hàn như một mũi khoan nhọn lần lượt đâm vào huyệt khí hải từ từ huyệt khí hải có dấu hiệu được khai thông dấu hiện đó càng lúc càng lớn nếu như việc khai thông huyệt khí hải giống như đập vỡ một bức tường rắn thì lúc này bức tường đó đã bị thủng lỗ chỗ sắp sập đến nơi thời gian trôi đi một lúc sau Quet khí hải không còn chịu nổi nữa, hoàn toàn được khai thông. Tiềm lực cơ thể con người từ huyết khí hải bộc phát như núi lửa nhanh chóng dung hợp với khí âm hàn, hình thành một tia âm hàn lực có chất lượng rất cao. Lúc này, linh lực trong đan điền của Vương Lâm cũng trở nên dao động, không bị khống chế, nó thừa dịp âm hàn linh lực chưa hình thành mà lao ra, bắt đầu cắn nuốt. Mỗi một tia âm hàn lực được hình thành liền bị linh lực của Vương Lâm nuốt chửng. Sau đó, nó dần trở nên lớn mạnh. Từ từ sau khi linh lực của Vương Lâm cắn nuốt càng lúc càng nhiều, chất lượng linh lực âm hàn của hắn lại tăng lên. Một cái tinh vân chợt xuất hiện tại vị trí của huyệt khí hải. Nó chuyển động một cách chậm rãi. Một luồng linh lực màu lam chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Vương Lâm cảm nhận được thứ linh lực xa lạ đó trong cơ thể. Ánh mắt hắn khẽ chớp một cái, nhẹ nhàng điểm vào hòn đá ở bên. Nháy mắt, lam quang lóe lên, hòn đá liền bị đóng băng, tỏa ra hơi lạnh. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức đá một cước vào hòn đá làm cho nó vỡ ra thành vô số mảnh. Vương Lâm nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi thật sâu. Hắn khiếp sợ khi phát hiện thấy kết cấu bên trong hòn đá hoàn toàn thay đổi. Trong đó không còn dáng vẻ của hòn đá nữa mà chính là những cục băng mỏng. Nói cách khác, một cú chạm nhẹ của hắn khiến cho linh lực trong cơ thể không chỉ đóng băng hòn đá mà còn thay đổi cả kết cấu bên trong biến thành một tảng băng thực sự. Vương Lâm không biết rằng linh lực của hắn sau khi cắn nốt dung với nhau đã sinh ra một sự biến hóa quái dị. Loại biến hóa này cho dù tư đồ nam có tỉnh dậy cũng không hiểu được vào thời thượng cổ ngoại trừ phân chia cảnh giới theo thu vi còn có một loại liên quan đến cảnh giới linh lực linh lực được chia thành ba cảnh giới thần bí là cực đạo và thủy ba cái cảnh giới đó không liên quan tới nhau nhưng một khi đã hình thành thì cả đời cũng không thay đổi trừ khi tán công tu luyện lại từ đầu mà đạt được ba cảnh giới đó vô cùng khó khăn nói lớn cũng chẳng phải lớn mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ chỉ có thể nói do cơ duyên mà vô ý có được vào thời thượng cổ trong ba cảnh giới linh lực đó, bất kỳ người nào có chút kinh nghiệm tu luyện cũng không lựa chọn cực cảnh, bởi vì mặc dù cực cảnh có lực công kích cao nhưng lại có quá nhiều khuyết điểm. Trong đó có một khuyết điểm chí mạng bởi nó là đỉnh cao của vạn vật. Từ nay về sau, thuộc tính của linh lực chỉ có thể đi theo một con đường, không thể dung hợp với bất cứ thuộc tính nào khác. Mà điều này thì khi đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần kỳ mới thành một vấn đề quan trọng. Hóa thần kỳ phải cùng với thiên địa dung hợp, hình thành lên một sự tuần hoàn, chứ không phải đi theo một con đường cực đoan. Nói như thế nhưng cực cảnh giới mặc vẫn có rất nhiều ưu điểm. Bất cứ người nào có được linh lực thuộc cực cảnh, trong những người cùng đẳng cấp không ai có thể chống lại. Một khi tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù không thể tiến vào hóa thần kỳ nhưng vẫn là đệ nhất nhân dưới hóa thần. Quan trọng nhất là theo tu vi tăng lên, cường giả cực cảnh linh lực không cần bất cứ pháp bảo gì, bởi linh lực của hắn cũng chính là pháp bảo mạnh nhất. Còn về đạo cảnh giới, chính là cảnh giới mà tất cả người tu luyện đều mơ tưởng. Trong truyền thuyết một khi thuộc tính linh lực đạt tới cảnh giới này thì con đường đột phá lên hóa thần kỳ đã ở ngay trước mắt cũng bởi vì điều đó mà đạo cảnh đã trở thành giấc mộng lớn nhất của người tu luyện thời thượng cổ về phần thủy cảnh giới nếu như nói cực cảnh là tử thì thủy cảnh chính là sinh nó không phải là thứ mà người tu luyện dưới hóa thần có thể mơ tưởng thậm chí đối với cao thủ hóa thần kỳ thủy cảnh cũng là một cảnh giới vô cùng khó gặp ba loại cảnh giới linh lực đều hư vô mờ mịt nhất là từ sau khi thời thượng cổ biến mất nhưng lời đồn liên quan tới ba loại cảnh giới đó cũng chậm rãi biến mất. Bây giờ, người tu tiên không có bất cứ ai để ý tới linh lực của mình. Bọn họ chỉ để ý tới tu vi cảnh giới mà thôi. Vương Lâm cũng không biết rằng linh lực của hắn do cắn nuốt quá nhiều khí âm hàn mà phát sinh dị biến theo hướng cực cảnh. Tất cả nguyên nhân, thì quan trọng nhất chính là do Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết là một loại công pháp ó ít người có thể tu luyện tới việc xuất ra cực cảnh linh lực. Chỉ có điều, tư đồ nam chuyển thụ công pháp này cho Vương Lâm, cùng với Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết thời thượng cổ có điểm khác nhau nó do thời gian trôi đi mà bị thất bản. Phần lớn được hậu nhân sửa sang lại. Về phần linh lực đi theo cực cảnh giới thì nguyên nhân mấu chốt là từ nghịch thiên châu. Vương Lâm nhìn đầu ngón tay mình, hai mắt chấp chấp. Đúng lúc này, hắn chợt ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra khỏi hố. Lúc này, hắn nhìn thấy quái nhân có làn da màu lam đang giống như một tia chớp đang lao đến. Vương Lâm mỉm cười. Đối với quái nhân bây giờ hắn cũng không có nhiều địch ý. Mắt thấy tốc độ của đối phương quá nhanh, vương lâm không nhịn được cũng muốn thử sức một chút vì vậy hắn không nói hai lời sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân nhanh chóng phóng đi khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu ngắn quái nhân có làn da tay màu lam thấy vương lâm đang vọt về phía mình trong mắt ẩn chứa chiến ý liền cười gạp kép lão thấy trong tay đối phương không có thanh tiểu kiếm màu xanh trong mắt cũng nổi lên chiến ý vì vậy lão quên mất mục đích của mình nhanh chóng dừng lại kéo ngay tấm phù màu vàng trên người xuống trong nháy mắt làn khí màu xanh hiện ra bên ngoài cơ thể quái nhân há mồm hít một cái làn khí màu xanh liền chui vào trong thân thể trong nháy mắt khí thế trên người quái nhân bộc phát hai mắt lão lộ vẻ ngương trọng há miệng phát ra mấy thanh âm quái dị giống như định nói với vương lâm cái gì đó vương lâm biết rõ chín tấm phù vàng trên người quái nhân rất cổ quái nếu bị trọng thương đối phương chỉ cần kéo nó xuống lập tức khỏi ngay từ sau lần gió vương lâm cảm thấy rất hiếu kỳ đối với mấy tấm phù màu vàng đó Bây giờ, đối phương vừa mới kéo tầm phù xuống, thực lực lập tức tăng gấp đôi. Vương Lâm không nói hai lời, vùng hai tay lên, linh lực phân khắp toàn thân. Vào lúc này, khí thế của Vương Lâm có sự thay đổi rất lớn. Một chút năng lượng màu lam lượn lờ quanh thân thể hắn. Từ trên người hắn tỏa ra hơi thở âm hàn nồng nặc, lộ ra vạn vật trung cực băng hàn. Trong mắt quái nhân có ra tay màu lam chợt lóe lên tinh quang, miệng khẽ nhúc nhích. Vương Lâm nghe có thể hiểu được một chữ. Kính. Nói xong, Quái nhân nắm chặt hai tay lại, ký hiệu quỷ dị trên cánh tay hắn chợt lóe lên, những mạch máu nổi lên chẳng chịt. Hắn dùng tốc độ nhanh như lưu tinh, đánh ra một quyền. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên một chút, linh lực âm hàn tuôn ra, hóa thành một nắm tay thật to, va chạm với quái nhân. Lúc hai bên tiếp xúc với nhau, quái nhân sử dụng một tư thế cổ quái, một chân đứng trên mặt đất, trọng tâm toàn thân lệch sang bên trái. Hô hấp không đồng nhất, bất chợt từ bốn phía, cuồng phong gào thét tạo thành một con suối. Tất cả những hòn đá ở xung quanh đều bị thổi giạt ra xa, tạo thành một khoảng trống. Nét mặt vương lâm ửng hồng, thân thể không tự chủ được lùi lại ba thước. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí của quái nhân. Trong lòng quái nhân so với vương lâm còn khiếp sợ hơn nhiều. Hắn có thể cảm giác được linh lực của đối phương theo nắm tay chui vào trong cơ thể, sau đó lan ra toàn thân, tỏa ra hơi lạnh kinh người nếu không nhờ đám ký hiệu trên thân thể lóe lên mấy lần mới có thể khống chế được hơi lạnh đó thì chỉ sợ lúc này toàn thân hắn đã bị đóng băng nhìn xuống cánh tay màu lam của mình hắn sợ hãi phát hiện huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn thay đổi hắn nhìn cánh tay mặt tái nhợt liếc mặt nhìn vương lâm một cái rồi phun ra một câu vương lâm chỉ có thể nghe thấy một chữ cực vương lâm không nói gì hắn cũng không hiểu ý của quái nhân là gì nên lắc đầu quái nhân ngẩn người sau đó kéo tấm phù trên người xuống hai luồng khí xanh trắng hiện lên rồi biến mất khi cánh tay phải trở lại bình thường. Nhưng Vương Lâm vẫn nhận ra, tay phải của hắn vẫn còn đang run nhẹ nhẹ. Quái nhân liếc mặt nhìn Vương Lâm một cái, hừ một tiếng rồi giống loạn lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Lâm nhìn theo bóng của đối phương liền khoanh chân ngồi xuống. Nhớ lại cuộc chiến đấu vừa rồi. Trong một quyền của quái nhân ẩn chứa một thứ lực đạo hết sức cổ quái. Nó tựa như không phải linh lực, mà là một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Kính. Hắn nhớ tới trước khi quái nhân xuất quyền đã nói một chữ đó. Không quan tâm tới lực đạo của quái nhân nữa, Vương Lâm cảm thấy rất hài lòng đối với uy lực của linh lực biến dị. Đối với thứ linh lực biến dị có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất, Vương Lâm đặt tên cho nó là cực âm linh lực. Cực là từ mà sau khi quái nhân nhìn thấy linh lực của hắn, nói ra, có lẽ đã đến lúc rời đi. Sau khi hoàng thuyền thăng khiếu quyết của mình đạt tới tầng thứ 5 sẽ rời khỏi đây. Vương Lâm thì thào nói, địa âm chi địa nhất định phải tìm được. Vương Lâm biết rõ bản thân phải tìm được địa âm chi địa thì Hoàng tuyển Thăng khiếu quyết mới có thể tu luyện tiếp được. Nếu chỉ dựa vào bản thân để trùng khiếu, xác suất thành công quá thấp. Chỉ có thể tìm được cực âm chi địa có phẩm chất cao thì mới tăng được xác suất thành công. Nơi đây, mặc dù khí âm hàn dày đặc nhưng Vương Lâm đoán nơi này cao nhất thì cũng chỉ tới được trầm âm thập phẩm mà thôi. Cho dù có sai thì cũng chỉ đạt tới tuyệt phẩm một, hai phẩm là cùng. Phải biết rằng thiên địa huyền hoàng, tứ đại cực âm chi địa thì huyền, hoàng chi địa trên lệch với nhau không nhiều. Nhưng hai cái thiên, địa thì lại hoàn toàn khác. Địa âm chi địa ở nơi thượng giai nhất phẩm đã tương đương với huyền, hoàng chi địa tuyệt âm nhất phẩm. Còn về thiên âm chi địa, thì cho dù là phổ thông nhất phẩm cũng vượt qua huyền, hoàng chi địa tuyệt âm. Trong lúc đang suy nghĩ, Vương Lâm chợt ngẩng đầu lên, thấy quái nhân đã quay lại. Sau khi hắn đi tới đây, nhìn Vương Lâm một lúc rồi chỉ vào bốn phía, làm động tác hít thở sau đó lắc đầu liên tục. Tiếp sau đó, hắn lại chỉ vào Vương Lâm, vừa chỉ vào chính mình Vương Lâm dần dần hiểu được đối phương muốn mình làm theo ý hắn. Vương Lâm liền gật đầu. Tốc độ của quái nhân rất nhanh. Hắn hoàn toàn thuộc đường nên né tránh những chỗ nguy hiểm rất dễ dàng. Thậm chí có lúc, đối phương tiến vào một vết nứt dài trên mặt đất. Sau khi đi ra khỏi đầu bên kia, Vương Lâm chợt phát hiện ra mình vừa đi qua một vùng đầy xương thú. Hai ngày sau, hai người tới được một nơi vô cùng hẻo lánh của ngôi thành đổ nát. Lúc này, hai người mới dừng chân tạm nghỉ. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh cách đó không xa có một tòa kiến trúc hình tháp còn nguyên vẹn trên đỉnh tháp có một viên thạch châu đường kính khoảng hai thước ánh mắt vương lâm chợt lóe lên viên thạch châu của hắn cùng với cái trong đống đổ nát kia giống nhau như đúc lúc này quái nhân nhanh chóng leo lên đứng bên cạnh thạch châu hai tay hắn nhanh chóng kết ấn đặt bên ngoài một lúc sau từ thạch châu quang mang tỏa ra bốn phía một cột sáng thẳng tắp lập tức chiếu về phía trung tâm của đống đổ nát từ xa nhìn lại cột sáng nhìn không thấy đầu hay cuối ở đâu làm xong việc đó quái nhân nhảy xuống vung tay lên với vương lâm một cái sau đó hai người rời đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi vương lâm theo quái nhân tới chỗ một viên thạch châu khác phần lớn nơi này đã bị sụp đổ nhưng viên thạch châu vẫn còn nguyên vẹn sau đó thạch châu lại được mở ra phát lên một cột sáng chỉ về hướng trung tâm thành thị sau khi cái thạch châu cuối cùng được mở ra dưới con mắt của vương lâm cả thành thị trong nháy mắt trở nên bất đồng trên đường đi Vương Lâm thầm tính toán có tất cả 8 viên thạch châu. Quái nhân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lộ vẻ lo lắng sau đó tốc độ tăng lên nhanh hơn, dẫn Vương Lâm đi về hướng trung tâm của đống đổ nát. Hai người đi không ngừng nghỉ, cuối cùng tới chiều ngày thứ tư đã tới được khu vực trung tâm của thành thị. Tám cột sáng từ xa chiếu lại, hội tụ tất cả tại đây. Khi đến chỗ này, quái nhân liền dừng lại, phù phục trên mặt đất. Ánh mắt có phần tang thương, trong miệng phát ra những tiếng âm sướng. Thanh âm của hắn càng lúc càng cao, mặt đất dần có chút rung rung sau đó một pho tượng cao ước chừng trăm thước chầm chậm nhô lên từ dưới lòng đất đó là pho tượng của một nam tử có mái tóc dài tướng mạo chân chất ánh mắt hiện lên một sự cơ trí trong tay pho tượng đang nắm một thanh trường thương dài chừng trăm thước một con cự long quấn quanh thân thể pho tượng cái miệng há ra hiện rõ nét mặt dữ tợn lân phiến trên người nó nửa thật nửa ảo khiến cho người ta thấy mà giật mình tám cột sáng hội tụ vào pho tượng phản xạ hàng vạn tia sáng hai mắt pho tượng dần sáng lên. Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác nam tử tóc dài đó như sống lại. Đi ra sau lưng pho tượng, ánh mắt của quái nhân càng thêm tiểu tụy. Hắn phất phất tay với Vương Lâm, chỉ vào đầu cự long, tỏ ý thúc giục. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng leo lên. Thoáng cái, hắn đã tới đỉnh đầu cự long. Vừa đặt chân lên nó hắn liền cảm nhận được dưới chân chuyển tới một luồng khí âm hàn. Vương Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt quyết, đanh ra một cái quang cầu. Quang cầu vừa mới xuất hiện liền lập tức biến đổi, hồng quang đậm đặc đến cực hạn, cuối cùng một tiếng nổ vang lên, quang cầu liền biến mất. Vương Lâm giật mình, hắn biết điều đó chứng tỏ phẩm chất của cực âm chi địa tại đây đã đạt tới cực hạn của hoàng âm chi địa, tuyệt âm thập phẩm. Vừa vui mừng, vừa sợ hãi, hắn lập tức thổ nạp, dòng suối trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, nhưng có điều lần này có cũng không có khoét tán diện tích hấp thu mà chi bao phủ trong phạm vi vài thước. Từ xa nhìn lại, xung quanh Vương Lâm xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ, bao lấy cả đầu cự long. Thoáng cái, vương lâm ngồi đó đã được 5 ngày. Trong 5 ngày đó, quái nhân vẫn đứng ở dưới ngẩng đầu lên theo dõi. Thời gian trôi đi, sự lo lắng của hắn càng lúc càng nhiều, giống như pho tượng sẽ mang tới một điều rắc rối gì đó. Chính là phù trên người hắn không có gió, chợt động. Vào ngày thứ ba cuối cùng thì huyệt khí hải cũng bị đột phá, sau đó tái lập. Vào dạng sáng ngày thứ năm, hoàng tuyển thăng khiếu quyết tầng thứ năm đã đại thành chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ngưng kết được quả hàn đan thứ hai đến lúc đó cho dù là trúc cơ hậu kỳ vương lâm cũng dám đánh một trận còn bây giờ trúc cơ trung kỳ bình thường vương lâm cũng không thèm để ý kế tiếp hắn bắt đầu thử nâng phẩm chất linh lực dung hợp với khí âm hàn của tuyệt âm thập phẩm hắn vừa khống chế dung hợp vừa quan sát linh lực dần dần hắn phát hiện màu sắc của linh lực càng lúc càng đậm trước đó là màu lam nhạt thì bây giờ đã hóa thành màu lam đậm hắn không biết rằng linh lực của mình đã gần tới cực cảnh. Lúc này, ngoại giới đột nhiên biến đổi, mặt đất trở nên âm u, những đám mây vần vũ trên bầu trời. Một làn hắc vụ hiện lên dần ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một cái quan tài to, từ từ hạ xuống. Một bóng người hư ảo, chậm rãi xuất hiện trên quan tài. Một thanh âm khàn khàn vang vọng trong trời đất. Người nói là nguyên anh của chủ nhân trốn trong pho tượng này. Sắc mặt quái nhân đang đứng trên mặt đất đại biến. Quái nhân đang đứng trên mặt đất liền biến sắc, không chút do dự kéo tất cả 9 tấm phù xuống. 9 loại khí liền hiện lên quanh thân thể hắn. Hắn nhanh chóng từ dưới đất vọt lên, nhảy tới vị trí của Vương Lâm, không thèm để ý, xuyên qua vòng sáng màu đỏ, ôm lấy Vương Lâm, nhanh chóng hạ xuống. Khi đối phương xuất hiện, trong nháy mắt, Vương Lâm đã tỉnh táo lại. Hắn thấy sự sợ hãi trong mắt của quái nhân, đồng thời cũng phát hiện ra dị biến trên bầu trời nên cũng không nói tiếng nào, để mặc cho đối phương kéo xuống. Sau khi hai người xuống đến đất, quái nhân lập tức kết ấn. Một dòng suối đen chợt xuất hiện bên ngoài pho tượng, quái nhân liền kéo Vương Lâm nhanh chóng chui vào bên trong. Cùng lúc đó, tám luồng ánh sáng biến mất, pho tượng từ từ chui xuống lòng đất. Lúc này, từ cái quan tài giữa không trung, thân ảnh một nam tử giống như một cái xác khô dần dần ngưng tụ. Nét mặt hắn lạnh như băng. Bên cạnh hắn, Thi Mị đang đứng cạnh, toàn thân nó tỏa ra mùi xác thối, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nam tử nhìn chằm chằm cái pho tượng đang từ từ chui xuống lòng đất, thần thức mạnh mẽ của hắn nháy mắt bao trùm toàn bộ đống đổ nát, dò xét một chút. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn vào pho tượng. Lúc này, Vương Lâm bị quái nhân kéo vào trong pho tượng, ánh mắt chớp chớp, sử dụng thần thức đảo qua một lượt, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không gian bên trong pho tượng cũng không lớn, bên trong có những tinh thể màu trắng đáng trôi nổi, ở giữa có một pho tượng người bằng đá, màu đen đang khoanh chân ngồi. Diện mạo của pho tượng đó cũng giống hệt như pho tượng to lớn. Quanh pho tượng có một làn quang mang màu tím phát ra ánh sáng, chiếu vào một vài vị trí bên trong pho tượng to. Ngay sau đó, một bức màn sáng chợt xuất hiện bên trong pho tượng. Màn sáng chớp chớp vài cái, rồi hiện lên quang cảnh bên ngoài pho tượng. Thông qua bức màn sáng, Vương Lâm thấy rõ được tất cả những thứ bên ngoài. Nhìn sang, nét mặt Quái Nhân lúc này đang rất sợ hãi, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự cừu hận. Nam tử đứng ở ngoài nhìn chăm chăm vào pho tượng, bình thản nói. Chủ nhân, trăm năm thoáng cái đã qua. Lần này, ngươi chạy không thoát được nữa đâu. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nhìn quái nhân chằm chằm, nói. Ngươi là chủ nhân của hắn. Ánh mắt quái nhân ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng. Hắn há mồm phun ra một đạo lục quang. Đạo lục quang vừa xuất hiện liền lóe lên một cái lao thẳng về phía người đá. Trong nháy mắt, một luồng tử khí từ trong tượng đã lan ra. Tiểu kiếm màu xanh chật thuấn di, xuyên qua tử khí, đâm trúng vào người đá. Nhưng tiếng động vang lên liên tiếp, một cái quang cầu nhanh chóng từ trong người đá bay ra. Ánh mắt vương lâm lóe lên, tay phải điều khiển phi kiếm một lần nữa thay đổi phương hướng. Đuổi theo quang cầu. Lúc này, quái nhân mới có phản ứng. Ánh mắt nó lộ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm và vương lâm có chút phẫn nộ. Chỉ phi kiếm rồi kêu oa oa vài tiếng. Vương lâm ngẩn người. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp từ trong quang cầu truyền ra. Tiểu hữu chớ nên xúc động. Lão Phu không có ác ý. Ta mới là chủ nhân của kẻ bên ngoài. Cùng lúc đó, vô số quang điểm từ bốn phương tám hướng tụ lại, xung hợp vào trong quang cầu, hình thành một người chỉ cao khoảng chừng một thước, xuất hiện trước mặt vương lâm. Thần thái người đó suy yếu, ánh sáng toàn thân ảm đạm, thoạt nhìn giống như một tên nồng tử. Lúc này, hắn vừa cố gắng né tránh phi kiếm vừa chắp tay thi lễ với vương lâm. Quái nhân vẫn nộ hét lớn một tiếng, tiến lên chặn lấy phi kiếm. Trong lúc đối phương mở miệng nói chuyện, Vương Lâm liền lui lại sau vài bước, vung tay lên, tiểu kiếm bay về phía sau lưng hắn, mũi kiếm vẫn chỉ về phía đối phương. Quái nhân tới bên cạnh người đó, quay đầu căm tức nhìn Vương Lâm, trong miệng nói hoa hoa vài tiếng, rồi lại gầm rú lên mấy câu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Người đó cười khổ, thân thể nhẹ nhàng bên lên, ngồi trên vai quái nhân, vỗ vỗ quái nhân một cái, nói, à ngốc, không được vô lễ với khách nhân. Ánh mắt quái nhân lập tức hòa hoãn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Vương Lâm. Người đó thở dài, nhìn Vương Lâm, ôn hòa nói: "Tiểu hữu không cần phải động thủ, lão phu." Lão chưa nói dứt, thì bên ngoài pho tượng, nam tử đã lẩm bẩm mấy từ cổ quái. Trong nháy mắt toàn thân pho tượng chấn động, dừng lại không chui xuống nữa. Nét mặt người đó khẽ biến, hai tay bắt quyết, phun ra một đạo tử khí. Luồng khí vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập vào bốn phía quanh vách pho tượng hai mắt của pho tượng liền tỏa ra quang mang màu tím, tiếp tục chui xuống. Nam tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không chộp một cái. Pho tượng lại chấn động, từ từ đứng im. Ngay sau đó, hắn liên tục xuất ra vô số thủ ấn phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng pho tượng vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Lúc này, trong pho tượng, người đó thở vào nhẹ nhõm, nét mặt có vẻ uể oải nói với Vương Lâm. Dưới sự công kích của A Mộc, pho tượng này có thể chịu được nửa canh giờ cũng đủ cho ta nói rõ với tiểu hữu vương lâm không nói tiếng nào nhìn chăm chú vào đối phương lão phu là ngô vũ không biết tiểu hữu có nghe nói tới thi âm tông hay không người đó thở dài nói vương lâm thản nhiên nhìn thanh tiểu kiếm đang bay quanh mình lắc đầu ngô vũ cười khổ nói tiểu hữu không cần phải đề phòng như thế nguyên anh của lão phu đã xuất thể qua mấy trăm năm không ngừng hao tổn nguyên khí nên đã yếu lắm rồi vì vậy cũng chẳng có gì uy hiếp đối với ngươi. Nhưng vừa rồi, thanh phi kiếm của ngươi suýt chút nữa thì lấy đi tính mạng của lão phu rồi đấy. Vương Lâm chớp chớp hai mắt, trầm ngâm một chút nói, người bên ngoài là ai? Ngươi là chủ nhân của hắn. Ánh mắt Ngô Vũ có chút bất đắc dĩ, nói, hắn là thi khôi của lão phu. Lão phu vốn là một trong những lão tổ của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông có một phương pháp tu luyện đặc biệt. Tất cả đệ tử nhập môn phải tìm kiếm một cái thi thể để luyện thành thi khôi của bản thân. Cùng với sự tăng tiến của bản thân, Thi Khôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nói, Thi Khôi của ngươi đã phản bội. Ngô Vũ cười khổ, gật đầu nói, đúng thế. Nếu có công pháp tu luyện khống chế thì Thi Khôi cả đời sẽ không phản bội. Nhưng đáng tiếc 300 năm trước, Lão Phu mang nó tới đây vốn định dựa vào khí âm hàn ở nơi này để đột phá Nguyên Anh. Nhưng đáng tiếc lại bị thất bại trong gang tắc. Thi Khôi nhân lúc ta bị trọng thương, tâm thần bị chấn động đã chạy thoát khỏi sự khống chế của ta. Lúc này, sự rung động của pho tượng càng lúc càng mạnh. Ánh mắt ngô vũ có phần lo lắng, nói nhanh hơn. Lúc đó, do ta muốn bế quan trị thương nên không thể đi đuổi theo. Hơn trăm năm sau, khi thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp liền đi tìm nó. Nhưng không biết, nó có được cơ duyên gì mà lại sinh ra thần trí. Thậm chí còn vượt qua ta đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Ta không địch lại nên phải để Nguyên Anh ly thể, may mắn chạy thoát. Nguyên anh bị trọng thương nên chỉ ẩn nấp trong pho tượng này không dám đi ra ngoài. Cái thi mị bên ngoài kia chính là thân thể của ta. Không ngờ dưới tác dụng của khí âm hàn cũng có thể sinh ra thần trí. "Ôi." Vương Lâm cười lạnh nói, "Ngươi định lừa ta phải không? Như ngươi nói nếu thi khôi đã sinh ra thần trí, tại sao không bỏ đi mà lại vẫn muốn tìm ngươi?" Ngô Vũ cười khổ, do dự một chút, nói, "Tiểu hữu không biết. Thực ra chuyện này có liên quan đến bí mật của Thi Âm Tông chúng ta." Mặc dù thi khôi có thể thoát khỏi sự khống chế của, nhưng dù sao nó đã bị ta tế luyện mấy trăm năm, tâm thần tương thông. Nếu hắn rời khỏi ta quá trăm dặm lập tức sẽ tan thành mây khói. Chỉ có một phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này đó chính là nuốt nguyên anh của ta, phá đi phong ấn của ta trong cơ thể. Từ đó, hắn mới có thể thoát được sự trói buộc của ta. Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, nói, mấy trăm năm qua, hắn vẫn không tìm được người. Ngô vũ sờ sờ bức vách của pho tượng, nói, trong lúc ta bỏ chạy vô tình đi vào trong pho tượng này. Trên pho tượng có ẩn chứa một thứ lực lượng thần kỳ, có thể che giấu hơi thở của ta. Vì vậy, dưới sự che chở của pho tượng, ta mới có thể sống sót. Mặt khác, sau khi thi khôi đột phá tới nguyên A nở trung kỳ, không biết vì sao, sau mỗi lần ra ngoài hoạt động lại phải nghỉ ngơi một lần. Mỗi lần nghỉ ngơi đều phải tới trăm năm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà ta không bị cắn nuốt nguyên anh. Vậy tại sao ngươi không nhân lúc nó nghỉ ngơi mà bỏ đi? ánh mắt vương lâm vẫn bình thản hỏi ta đã thử vô số lần nhưng trong rừng cây bị một làn sương mù bao phủ thứ sương mù đó với thân thể của nguyên anh có tác dụng ăn mòn cho dù ta chỉ dính vào một chút cũng không thể chịu nổi vốn thi khôi không thể tìm được ta nhưng đáng tiếc lần này thân thể của ta lại nảy sinh thần trí nên bằng vào sự cảm ứng của thân thể nó mới tìm được đến đây hơn nữa a ngọc tốt bụng vì ngươi mới mở pho tượng ra từ đó mới dẫn đối phương tới đây ôi đây đúng là kiếp số, không thể trách được ai. Ngô Vũ mỉm cười nhìn Vương Lâm nói tiếp: "Tiểu Hữu, ngươi và A Ngốc gặp nhau, hắn đã nói cho ta biết rồi. Nếu là 300 năm trước, ta mới bị nhốt ở đây thì khi nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy thân thể. Nhưng bây giờ, ta đã lãng phí một cơ hội đoạt xá trên người A Ngốc, trừ khi có thể đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nếu không không thể đoạt xá lần nào nữa." Vương Lâm đối với những điều người đó nói cũng chẳng hề tin tưởng nhưng nét mặt hắn vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn quái nhân một cái, nói, hắn là A Ngốc. Ngô Vũ gật đầu nói, tiểu hữu, ta phát hiện được A Ngốc ở bên trong pho tượng. Lúc đó, hắn đang ngủ say, ta vốn muốn đoạt xa, nhưng đáng tiếc, trong cơ thể hắn lại có một thứ lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta đoạt xá thất bại nên mới để lại trong cơ thể A Ngốc phân nửa tinh khí của Nguyên Anh, cố gắng thoát ra. Có điều, cũng nhờ như thế, khi A Ngốc tỉnh lại chợt sinh ra một cảm giác khó hiểu đối với ta vì vậy mà cùng ta nương tựa lẫn nhau để sống. Từ sau lần đó, ta biết rằng cả đời này của ta chỉ sợ không còn cơ hội để bỏ đi nữa. Mãi cho đến khi A à Ngốc nói với ta là đã gặp người. Nói tới đây, hai mắt ngô vũ hiện lên sự hưng phấn. Vương Lâm không nói gì, lẳng lặng nhìn đối phương. Nét mặt ngô vũ lộ vẻ cầu khẩn, nói. Lão Phu khẩn cầu tiểu hữu, giúp ta. Ta không thể rời khỏi đây. Khẩn cầu tiểu hữu đi một chuyến tới thi âm tông, tìm sư huynh dạ tự tại tới cứu ta nét mặt ngô vũ lỗ vẻ cầu khẩn cúng quýt chắp tay thi lễ vương lâm vẫn thản nhiên nói ngươi nói có phương pháp giúp ta tránh khỏi thi khôi rời khỏi đây ngô vũ vội vàng gật đầu thành khẩn nói ta sẽ sử dụng một chút tinh khí nguyên anh cuối cùng sử dụng bí pháp mở truyền tống trận tới thi âm tông cho ngươi khi đó ngươi có thể trực tiếp tới tông môn của ta vương lâm nhìn chằm chằm vào đối phương nhếch mép cười nói ồ ngươi có thể mở được truyền tổng trận tại sao không tự mình trở về ngô vũ thở dài nói thi khôi không thể rời khỏi ta quá trăm dặm mà ta cũng vậy nếu như giữa hai chúng ta mà cách nhau quá trăm dặm thì hắn lập tức tử vong mà lúc đó ta vẫn còn thân thể thì thần hồn bị hao tổn nhưng bây giờ ta chỉ còn nguyên anh thể thì chỉ có kết quả tiêu tán nguyên anh mà chết ta không muốn chết vì vậy nếu chưa tới mức vạn bất đắc dĩ ta không muốn cùng với thi khôi đồng quy vô tận lúc này pho tượng chấn động càng lúc càng mạnh có chiều hướng không còn chịu đựng được nữa. Ngô Vũ thấy nét mặt Vương Lâm vẫn không thay đổi liền cắn răng một cái, nói, ta Ngô Vũ xin lấy Nguyên Anh ra thề, nếu có chút nào lừa dối tiểu hữu chắc chắc sẽ bị thi khôi nuốt. Tiểu hữu, giúp lão phu một lần đi, A à, ngốc có thể đi theo ngươi. Chín tấm phù trên người hắn khi ta gặp cũng đã có, bên trong chúng ẩn chứa một thứ lực lượng khó lường. Mặt khác, ta phát hiện ra linh lực của ngươi mang thuộc tính âm hàn. Công pháp thu luyện của thi âm tông chúng ta cũng mang thuộc tính đó nếu ngươi tới đây chắc chắn là muốn mượn khí âm hàn ở đây mà tu luyện. Khí âm hàn ở đây trong thiên địa huyền hoàng thì thuộc về hoàng âm chi địa. Nếu ngươi tới thi âm tông, chắc chắn đối với ngươi có nhiều lợi ích. Bởi thi âm tông có một chỗ bế quan chính là địa âm chi địa. Hai mắt vương lâm khẽ nhắm lại, mở miệng hỏi. Nếu ở thi âm tông đã có địa âm chi địa tại sao ngươi còn đến đây để đột phá? Ngô Vũ liếc mắt nhìn vương lâm một cái. Hắn nhận thấy tính cách của vương lâm rất cẩn thận, mặc cho hắn nói thể nào, đối phương vẫn hết sức bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi của Vương Lâm, hắn cười khổ, nói, tiểu hữu, lão phu vừa mới lấy nguyên anh ra thề. Ôi, thi khôi khác với người sống. Khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định phải hấp thu khí âm hàn của Hoàng âm chi địa. Vì vậy mà lão phu mới phải dẫn hắn tới đây. Đúng lúc này, pho tượng chấn động mãnh liệt, xuất hiện vô số vết nứt. Từng tiếng rắc rắc phát ra, vết nứt càng lúc càng nhiều. Mắt thấy nó sắp bị hủy, ngô vũ biến sắc, lo lắng nói. Tiểu hữu, nếu ngươi muốn tới thi âm tông tu luyện thì có thể nói là đệ tử của ta. Ta sẽ dùng bí thuật khắc lên lưng ngươi. Đến lúc đó, thi âm tông sẽ không hoài nghi. Tiểu hữu, thời gian không còn nữa, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Hắn vừa nói xong, pho tượng lại rung mạnh lần nữa. Vết nứt trải khắp pho tượng, thậm chí có một số chỗ bắt đầu bị thủng. Trong đầu vương lâm vô số suy nghĩ thay đổi. Hắn biết rõ, nếu không rời khỏi đây, thì khi thi khôi tiến vào chắc chắn sẽ bị nguy hiểm. Nghĩ tới đây hắn không nói gì nữa, cật đầu với Ngô Vũ. Ngô Vũ hít một hơi thật sâu, hai tay bắt quyết đánh ra vô số pháp ấn. Một cái vàng sáng hình ngũ giác từ từ hiện ra trước mặt hắn. Từ quần sáng léo lên quang mang bảy màu, phát ra một luồng hấp lực. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, pho tượng vỡ vụn ra làm vô số mảnh. Thanh âm thi khôi lạnh lùng truyền đến. Chủ nhân, lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Nét mặt ngô vũ hoảng sợ, không đợi truyền tống trận đả thông hết, hét lên một tiếng. Tiểu hữu, đi mau. Lão phu có thể thoát hiểm hay không đều dựa hết vào người. Nói xong thân thể hắn biến mất, chui vào trong người đá. Cùng lúc đó, thân thể vương lâm thoáng động, nhằm phía truyền tống trận lao tới. Lúc này, truyền tống trận đang dao động, có dấu hiệu bị biến mất. Quái nhân hơi do dự một chút rồi cũng theo vương lâm, vọt vào truyền tống trận. Đúng lúc này, pho tượng ầm ầm sập xuống. Ánh mắt nam tử lộ vẻ châm trọng, đang định nói chuyện chợt cứ người nhìn chằm chằm vào truyền tống trận mà biến sắc sau khi vương lâm tiến vào trong truyền tống trận liền cảm giác như bước vào một cái thông đạo thân thể hắn như bị kéo dài ra vô hạn bên người hắn vô số điểm sáng lóe lên hắn nhìn về phía sau quái nhân a à, ngốc cũng kinh ngạc đi sau hắn không ngừng ngó nghiêng xung quanh sau khi thấy vương lâm nhìn mình hắn liền nhe răng cười không còn cảnh giác ánh mắt chi có sự ngơ ngác cũng không biết trải qua bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện một vùng ánh sáng sáng ngời ở đó, quang mang càng lúc càng nhiều, gần như bao phủ cả thông đạo. Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện, thân thể Vương Lâm và A Ngốc nhanh chóng bị hút vào. Thi Âm Tông là một tông phải ma đạo trong Triệu Quốc, thực lực tuy kém hơn so với ma đạo đệ nhất tông, Thiên Đạo môn, nhưng lại hơn ở sự thần bí khó lường. Tông môn có bao nhiêu đệ tử, nằm ở đâu, hay trong tông môn có bao nhiêu cao thủ nguyên anh kỳ, không có một người nào ở ngoài lại biết được. Thậm chí còn có lời đồn Thi Âm Tông đã bị diệt môn từ nhiều năm trước. Tóm lại đây là một môn phái có rất nhiều tiếng đồn, nhưng nó lại là một môn phái mà người ta không thể nào quên được. Mà điều này thì hậu thế có thể hiểu được. Đó chính là công pháp thu luyện của Thi Âm Tông. Đệ tử Thi Âm Tông cả đời chỉ có một cơ hội tế luyện một cái thi thể. Một khi tế luyện thành công thì cả đời sẽ không thay đổi. Đây là một công pháp có rất nhiều kỳ tích. Đệ tử Thi Âm Tông ngoại trừ tu vi của bản thân thì tu vi của Thi Khôi cũng rất quan trọng. Nói công pháp này có nhiều kỳ tích chính là bởi vì 500 năm trước, một đệ tử trúc cơ hậu kỳ của thi âm tông lại có thể mang theo một thi khôi có thực lực nguyên anh kỳ mặc dù cuối cùng tên đệ tử đó biến mất nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cho cả tu chân giới triệu quốc rung động nhất là những người có tu vi thấp đều mơ tưởng được vào thi âm tông có điều mặc cho mọi người tìm kiếm sơn môn của thi âm tông vẫn giống như một đám mây khói mờ ảo không người nào tìm thấy ở cực tây của triệu quốc có một cái bình nguyên rộng lớn nơi này hàng năm bị khí âm hàn bao phủ cho dù là người tu tiên cũng có ít người tới đây bởi vì nơi này ngoài việc bị hàn khí bao phủ thì cao thủ nguyên anh kỳ cũng không muốn tiếp xúc với làn khí đó dưới nguyên anh mà chạm vào chắc chắn bị thương ở đây có một thứ cấm chế lợi hại chắc chắn có một loại bảo vật nào đó ý nghĩ đó đều có trong đầu cả mỗi một người tu chân vì vậy mà mấy tên ma đầu đã dẫn theo ma đạo cao thủ tiến vào mất mấy tháng cuối cùng cũng phá được cấm chế đi vào nhưng mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi trên bình nguyên hoàn toàn trống trải, chẳng có gì đặc biệt. Đám người trong ma đạo tìm tòi xuống tận dưới lòng đất, cuối cùng cũng không tìm được cái gì. Lần tầm bảo này đã biến thành một việc hài hước, bị liên minh chính đạo cười nhạo. Dần dần, bởi vì nơi đây có cấm chế lợi hại mà lại không có bảo vật gì nên nó bị mọi người lãng quên. Tại trung tâm của bình nguyên có một chỗ bị sương mù bao phủ. Trong đám sương mù đó có một cái chiều trạch rộng lớn. Dưới triệu trạch chính là một cái động khổng lồ. Bên trong động có vô số nhánh thông đi các nơi. Mỗi một nhánh lại thông với một cái động nhỏ. Từ những cái động nhỏ đó lại có vô số thống đạo. Gần như dưới nền đất của toàn bộ Bình Nguyên có vô số cái động. Nơi này chính là sơn môn của môn phái ma đạo thần bí nhất triệu quốc, thi âm tông. Cái động chính giữa, rộng bằng mấy cái đại điện của hàng nhạc phái. Xung quanh động có 8 cây cột bằng gỗ màu tím, dựng thẳng đứng, hợp thành một cái pháp trận. Một tia linh lực từ bên trong chậm chậm lan ra trên tám cây cột gỗ có khắc vô số ký hiệu cổ quái và đồ án xung quanh tám cây cột gỗ tỏa ra ánh sáng màu vàng từ trên nhìn xuống những vòng sáng đó ra hòa với nhau tạo thành một cái lồng sáng che kín nơi đây trên tám cây cột gỗ có tám thanh niên đang khoanh chân ngồi phía sau mỗi người đều có một cái quan tài lúc này trong vòng sáng của tám cây cột gỗ chợt có năm người xuất hiện một trong năm người là thiếu niên mặc áo màu lam ngay cả quan tài cũng màu lam xuất hiện trong trận pháp một trong những thanh niên đang ngồi trên tám cây cột gỗ chợt mở mắt lãnh đạm nhìn những người mới đến lạnh lùng nói từ đâu đến làm y thiếu niên vội khom người cung kính nói nhị cấp tu chân quốc thi âm tông lỗ quốc lâm dịch tới tham gia kiểm tra tấn cấp thanh niên liếc mắt nhìn đối phương một cái lạnh nhạt nói động thứ 18 bên phải đi đi thiếu niên cung kính ôm quyền đi ra khỏi trận pháp sau khi tính toán một lúc liền chui vào một trong những thông đạo xung quanh thanh niên gật đầu không nói tiếng nào, nhắm mắt lại. Mấy canh giờ tiếp theo lại có mấy người lần lượt đi ra từ trong trận pháp. Trong đó, người có tu vi cao nhất, khi xuất hiện, vòng sáng liền nháy lên 13 lần. Trong 8 thanh niên có hai người liền mở mắt. Thời gian cứ thể trôi đi, đột nhiên quang mang trên trận pháp lại nháy lên 6 cái. Trên cự mộc, một thanh niên liền mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào trận pháp, đúng lúc này quang mang lại lóe lên bảy cái a à, lại có một thanh niên nữa mở mắt cả hai người chăm chú nhìn vào trận pháp ngay sau đó trận pháp lại lóe lên số lần chớp sáng nháy mắt đã đạt tới 28 cái xem ra lại có một vị tiền bối tới đây thêm hai thanh niên nữa mở mắt bốn cặp mắt có chút tôn kính nhìn vào trận pháp lời nói vừa dứt linh khí bên ngoài trận pháp thu lại trong giây lát những tiếng ầm ầm từ trong trận pháp phát ra số lần chớp sáng của quang giới nhanh chóng tăng lên, cuối cùng tỏa ra ánh sáng liên tục. Bốn người còn lại cũng đều mở mắt. Khi số lượng chớp sáng của quang giới đạt tới 41 cái, tám người nhanh chóng đứng dậy. Tất cả quỳ một gối xuống, hai tay tạo thành một thủ ấn quỷ dị, cao giọng hô lên. Cung nên tiền bối. Tiền bối, hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng thì ánh sáng trong trận. Pháp lóe lên, 43 đạo ánh sáng, không hề thấp hơn một đạo nào, cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt sắc mặt tám người ở trên tám cặp gỗ lớn càng thay đổi ánh mắt hơi đảo qua một chút hai mắt lập tức tràn ngập sự cuồng bái nồng nhiệt thân thể vốn trước chỉ quỳ chống một gối thì lúc này đã thủ phục xuống mặt đất ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào pháp trận phải biết rằng trận pháp này nếu ánh sang bên trong trận pháp lóe lên lớn hơn 41 đảo như vậy địa vị của người đó đại biểu cho nguyên anh lão tổ ý nghĩa như vậy tám người bọn họ tự nhiên biểu hiện ra hành động như thế từ từ hai thân ảnh xuất hiện trong trận pháp dần dần ngưng tụ lại trong đó có một người mới 20 tuổi, tướng mạo lạnh lùng, thân thái thong dong, trên người mặc một bộ áo choàng màu đen càng làm tôn lên khí chất kiên cường của hắn. Phía sau lưng hắn là một quái nhân có da rẻ màu lam, trên toàn bộ thân hình có vô số các ký hiệu kỳ quái, hơn nữa có thể thấy được trên người hắn còn gắn chín đạo phù. Khi hai người này xuất hiện, trong nháy mắt khí âm hàn phát tán ra xung quanh. Trong tám người đột nhiên có một người thở nhẹ một tiếng, sau đó những người khác cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt chớp động nhìn hai người trong truyền tống trận, người này chính là Vương Lâm, khi hắn xuất hiện, lập tức há miệng phun ra một đạo lục quang, lục quang lóe lên rồi xoay quanh thân thể của hắn, hàn khí bức người tỏa ra bốn phía. Hơi đảo thần thức qua một chút, trong lòng Vương Lâm có chút yên tâm, tám người ở bốn phía xung quanh đều có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 15. Nếu là trong lòng hắn xuất hiện một tia sát khí, thì chỉ trong nháy mắt có thể giết chết cả tám người. Quái nhân A Ngốc cũng không biết vì sao lúc thay đổi truyền tống thông đạo thì động tác có chút rối loạn nhưng lúc này nó đứng yên ở phía sau lưng Vương Lâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phù văn trên những cặp gỗ, như đang suy nghĩ tới một người nào đó, trầm mặc không nói gì. Tám người ở xung quanh đứng lên, trong đó một người thanh niên có ánh mắt cổ quái ôm quyền nói. Tiền bối, ngài là... Vương Lâm trên đường tới đây, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều tới những từ ngữ sẽ nói, cho nên lúc này thần sắc hắn vô cùng thong dong, ánh mắt quét qua đối phương một cái, lạnh nhạt nói. Tại hạ Vương Lâm làm phiền thông báo một tiếng với dạ tự tại sư thúc vương mỗ có chuyện quan trọng cần nói thanh niên sửng sốt một chút đưa mắt nhìn những người xung quanh mới nói tiền bối việc này ta không thể tự mình làm chủ không bằng ngài theo ta đi gặp chấp sự trưởng lão được chứ vương lâm gật đầu đi ra bên ngoài trận pháp a à ngốc lúc này cũng bám sát theo sau thanh niên nhân nhún nhảy từ trên cọc gỗ xuống phía sau có một chiếc quan tài bay theo tiền bối thỉnh vừa nói thân thể thanh niên đã lập tức di động bay về phía một cái động khẩu gần đó. Vương Lâm không nói hai lời đi theo vào. Dọc trên đường đi thanh niên âm thầm đánh giá Vương Lâm, càng đánh giá thái độ của hắn càng cung kính, tu chân giới lấy thực lực để nói chuyện, mà lúc này tu vi của Vương Lâm đã tiến vào trúc cơ kỳ. Hiển nhiên đạt được lòng tôn kính của thanh niên. Nhất là A ngốc phía sau Vương Lâm lại càng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thanh niên. Đồng dạng, Vương Lâm cũng ở đằng sau đánh giá đối phương, nhất là hắn vài lần đánh giá chiếc quan tai ở đằng sau từ bên trong quan tài tản mát ra từng đạo hàng khí, ẩn chứa có một tầng sương mù ngăn cản thần thức của người khác. Nhưng lấy tu vi gần trung kỳ của Vương Lâm, hắn chỉ cần ngưng thần một chút là phát hiện ra được mánh khóe ở bên trong. Trong quan tài có một cỗ thi thể, bộ dạng khô gầy như que củi, giống như nó đang ngủ say vậy. Khi Vương Lâm chú ý tới nó trong nháy mắt, cỗ thi thể đã mở hai mắt ra, ánh mắt đục ngầu ẩn chứa một chút sát khí. Thanh niên giống như cảm giác được điều gì, vỗ vỗ lên quan tài, cỗ thi thể ở bên trong lập tức nhắm mắt lại, thanh niên nhìn Vương Lâm cười nói, tiền bối, cỗ thi khôi này của ta do gia sư tặng cho, nghe nói là trong lúc quét dọn chiến trường mà có được, năm giác quan của nó cực kỳ linh mẫn, hơn nữa sát khí quá nặng, ta phải hao tổn rất nhiều tâm lực mới có thể thành công tế luyện. Vương Lâm gật đầu nói, thi khôi này của ngươi có tu vi trúc cơ sơ kỳ quả thật không tồi. Thanh niên vừa nghe thấy vậy trong lòng không khỏi giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm cũng không giống trước, phải biết rằng quan tài chứa thi khôi có tác dụng ngăn cản thần thức nhưng đối phương lại chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra tu vi của thi khôi điều này một tu luyện giả trúc cơ kỳ không thể làm được nói không chừng đối phương đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ nghĩ tới đây thái độ của hắn càng thêm cung kính do dự một chút hỏi tiền bối phía sau của ngài chính là thi khôi sao vương lâm nghe thấy đối phương hỏi vậy thì bình tĩnh gật đầu trên mặt thanh niên lộ vẻ tò mò cẩn thận nhìn a ngốc một hồi lâu kinh ngạc nói tiền bối thi khôi này của người có linh tính dồi dào như vậy làm cách nào tế luyện được. Thi khôi có linh tính như vậy chỉ có phi thiên la sát của thủy lão tổ mới có thể so sánh. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương từ chối cho ý kiến. Thanh niên vẫn không ngừng đánh ra A Ngốc, A Ngốc bị nhìn một lúc có chút khó chịu, nhe răng ra dọa thanh niên nhân, trong miệng không ngừng kêu lên vài tiếng oa lạp oa lạp. Thanh niên vừa nghe thấy A Ngốc nói chuyện, nhất thời bị nó làm cho kinh hãi, thất thanh nói. Tiền bối, thi khôi này của người đã tiến hóa tới cấp độ nào rồi? vương lâm nhíu mày đối phương thật sự là nhiều chuyện hắn vẫn im lặng không trả lời thanh niên coi như không nhận ra ý tứ không muốn nói chuyện dọc đường đi không ngừng hỏi các vấn đề khác nhau không tới thời gian một khắc từ lúc a à ngốc lên tiếng thanh niên hết nói về đông môn lại nói về sư phụ xong lại quay sang nói về các vị sư tổ dù vương lâm không muốn nghe nhưng thanh niên vẫn tiếp tục nói tuy nhiên qua những lời của đối phương hắn có thể hiểu đại khái tình hình âm tông hiện nay nói chung âm tông chúng ta ở triệu quốc rất khó nói tu trần quốc đẳng cấp 4 đẳng cấp 5 cho tới cấp 1, cấp 2, cơ hồ đều lấy chúng ta làm trạm trung chuyển. Tỷ như tu chân quốc cấp 1, cấp 2, đệ tử âm tông tiến hành tấn cấp đều do chúng ta tiến hành. Thông đạo xung quanh càng lúc càng rộng, mãi cho tới khi đa nhìn thấy lối thoát khỏi thông đạo mà thanh niên Nhân Vân không ngừng tự lẩm bẩm. Lúc này, Vương Lâm đã thật sự không chịu được nữa. Mắt thấy lối ra ở phía trước đã lập tức gia tăng tốc độ lao ra khỏi thông đạo. Hiện ra trước mắt hắn chính là một cái huyệt động rộng rãi hơn so với huyệt động trước. Trong động này có năm cột đá rất lớn, trên mỗi cây cột đều có một hỏa cầu màu lam đang bay lơ lửng, từng tia nhiệt lượng từ đó phả vào mặt Vương Lâm. Cột đá ở chính giữa, bên trên nó ngồi ngay ngắn một vị lão giả, lão giả này sắc mặt hồng nhuận, gió không thổi mà tóc tự động bay lên. Theo như từng đạo hô hấp của lão trên hỏa cầu ở bốn phía đều phóng ra một tia khí thể màu xanh biếc chui vào trong thất khiếu của lão. Trong nháy mắt tia khí thể này vừa chui vào trong cơ thể lão giả đã ngay lập tức chui ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong cột đá mà lão ngồi. Hiện tượng đó cứ liên tục tuần hoàn Quỷ dị một cách khó lường Khi vương lâm phi vào trong động Hai mắt lão giả lập tức mở ra Ánh mắt lấp lánh tinh quang Lão nhìn vương lâm cẩn thận đánh giá qua một chút Thần thức vương lâm hơi đảo qua Lập tức biết được tu vi của lão giả là trúc cơ trung kỳ Lúc này thanh niên phía sau cũng đã bay tới Hắn vừa nhìn thấy lão giả Lập tức ôm quyền cung kính nói Trưởng lão Vị tiền bối này mới vừa từ truyền tống trận đi ra Mở ra 43 đạo ánh sáng ngài ấy muốn gặp dạ lão tổ nghe đến đó lão giả biến sắc thái độ lãnh đạm của bản thân hơi thay đổi đưa ánh mắt tò mò nhìn vương lâm trầm giọng nói vị đạo hữu này là ai cho ngươi mở ra âm tông trận pháp thần sắc vương lâm vẫn như thường nói ngô vũ nghe thấy tên này sắc mặt lão giả lập tức thay đổi thân hình đứng bật dậy hỏi ngô vũ lão tổ mất tích mấy trăm nay ngươi ngươi là gì của hắn vương lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái nói đệ tử lão giả hít một hơi khí lạnh ngô vũ ở trong âm tông của triệu quốc có bối phận cực cao nếu đối phương nói thật thì lão không thể đắc tội được nghĩ tới đây lão vội vàng cười nói nguyên lai là sư thúc về tông vãn bối mộc nhung không biết đại danh của sư thúc là gì vương lâm khẽ cười nói tại hạ là vương lâm danh xưng sư thúc thì không dám nhận mộc nhũng cười ha hà liếc mắt nhìn thanh niên phía sau nghiêm mặt quát ở đây không còn chuyện của ngươi mau trở về vị trí vương sư thúc sẽ do ta đưa đến chỗ giả lão tổ thiên niên vội vàng đáp ứng rời đi lúc rời đi trong miệng không khỏi thì thầm nói vài câu đợi cho thanh niên rời đi mộc nhũng nhiệt tình mời vương lâm lên trên một cột đá cười nói vương huynh không biết lần này vì sao lão tổ không cùng trở về vương lâm thầm ý nhìn đối phương một cái tùy ý nói thi khôi của lão nhân ra có vấn đề nên cần phải mau chóng xử lý mộc nhũng gật đầu nói Thi khôi của của Ngô Vũ lão tổ chỉ thấp hơn Phi Thiên La sát của Dạ Lao tổ, càng là thi khôi có đẳng cấp cao càng dễ xuất hiện vấn đề. Bất quá với tu vi của Ngô Vũ lão tổ thì xử lý chuyện này rất dễ dàng. Vừa nói, lão không ngừng đánh giá Vương Lâm, muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra được một chút mánh khóe. Đáng tiếc, Vương Lâm từ đầu tới cuối đều bộ dạng thong dong, tự tại, mộc nhũng trầm ngâm nói: "Vương huynh chờ chút, để ta liên lạc với Dạ lão tổ." Nói xong, hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một đạo ngọc giản cầm ở trên tay ngưng thần một chút rồi ném về phía trước ngọc giản lóe lên vài cái nhanh chóng chui vào một cái thông đạo ở trong huyệt động làm xong hết thảy mộc nhũng đánh giá một chút a à ngốc ở phía sau vương lâm đang muốn nói chuyện thì lúc này sau khi vương lâm quan sát bốn cây cột có hỏa cầu màu lam ở bên trên kinh ngạc hỏi mộc huynh hỏa cầu màu lam này tản mát ra hơi thở trong âm có dương không phải là phàm vật a à. mộc nhũng cười ha hà nói vương huynh lam viên ma hỏa này do kim đan của cao thủ kết đan kỳ của chánh đạo liên minh biến thành sau đó được dạ tự tại lão tổ tế luyện qua cho nên bây giờ trở thành một bảo vật của thi âm tông chúng ta nó đối với tu luyện của chúng ta có rất nhiều chỗ tốt nhất là thi khôi lại càng chiếm được nhiều lợi ích hơn vương lâm nhìn hỏa cầu màu lam này tay phải hơi đưa lên nhất thời một đại khói màu lam tử trên hỏa cầu tỏa ra bay tới lòng bàn tay của vương lâm hắn ngưng thần quan sát một chút linh lực âm hàn vừa phóng ra nhất thời khói màu lam đã phát ra những tiếng xèo èo trong nháy mắt nó thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một tiểu cầu lam sắc tung bay ở giữa không trung sắc mặt mộc nhũng khẽ thay đổi liếc mắt nhìn vương lâm một cái cười nói vương huynh kỹ thuật ngưng khói thành thật này không có âm hàn chi khí thâm hậu thì không dễ dàng làm được xem ra ngô sư thúc đối với huynh rất ưu ái a à. một tia hoài nghi cuối cùng của mộc nhũng bị hành động này của vương lâm triệt tiêu đi hắn cũng không biết âm tông tu luyện ra âm hàn khí cùng với âm hàn linh lực trong cơ thể vương lâm nhìn thì tương tự nhưng thực tế lại rất khác biệt. Đúng lúc này, hỏa cầu màu lam ở trên bốn cây cột đá tối sầm lại, từ nó tỏa ra từng đợt khói xanh, chúng nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một bóng người hư ảo, từ bóng người đó cũng tỏa ra uy áp khổng lồ. Đồng tử Vương Lâm có rút lại, dưới uy áp của đối phương, hắn nhất thời cảm giác được chút sợ hãi, nhìn Mộc Nhũng lúc này, thấy hắn đáng quỳ trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ cung kính. Người chính là đệ tử của Ngô Vũ Sư Đệ. Một thanh âm lạnh lẽo từ trong bóng người truyền ra.